Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 30. Cổ Lục Đạo khẽ lắc đầu, thầm đau đầu, hai đệ tử này của ông ta, đứa thì thích gây chuyện, đứa lại nghịch ngợm có tiếng, chẳng có đứa nào hiền lành. Rời khỏi đỉnh núi, Trần Đức đến chỗ Âu Dã Tư Linh. Bởi vì bản thân cô ta có được truyền thừa của Cầm Tâm Kiếm Thánh, lại là người con gái của Trần Bát Hoang nên đãi ngộ của Âu Dã Tư Linh cũng rất tốt. So với Trần Đức cũng không kém hơn là bao, trong phạm vi 500 mét giống như rừng hoa, hoa tươi nở rộ khắp nơi, tỏa hương thơm ngát. Trong rừng hoa, cung điện hiện lên sừng sững, như cung điện thần tiên, thiêng liêng không vướng bụi trần. Hai ngày tiếp theo, Trần Đức luôn ở bên cạnh Âu Dã Tư Linh, ban ngày là người thầy, người bạn, người anh em của cỏ, ban đêm lại là người đàn ông, người chồng của cô. Một ngày trước khi rời đi, Âu Dã Tư Linh thậm chí còn đặc biệt tìm một số loại vải làm váy ngủ sexy bằng ren lụa loại thịnh hành ở địa cầu để làm Trần Đức vui vẻ. Trời đã về khuya, bóng trăng tròn tròn treo cao, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, trong cung điện nguy nga rộng lớn, không khí tràn ngập sự mê hoặc. Trong phòng ngủ của Âu Dã Tư Linh, Âu Dã Tư Linh thẹn thùng xấu hổ, mặc một chiếc váy lụa dài mỏng cổ chữ V trắng tinh, ôm lấy cơ thể nõn nà, cánh tay trắng ngà ôm lấy cổ Trần Đức. Đôi chân thon dài trắng như ngọc ngồi dựa vào lòng Trần Đức, đôi mắt cong cong như vầng trăng non dịu dàng nhìn Trần Đức, chồng à, đẹp không? Khụ, Trần Đức chưa từng nghĩ Âu Dã Tư Linh sẽ có. Một mặt như này, trong lòng anh Âu Dã Tư Linh luôn lạnh lùng xa cách, cho dù hai người ở cùng nhau cũng khá chủ động, nhưng không giống như đêm nay. Lúc này, Âu Dã Tư Linh thực sự quá xinh đẹp, quá quyến rũ, từ tiên nữ biến thành một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người. Cho dù anh đã gặp gỡ rất nhiều phụ nữ, nhưng lúc này đối diện với Âu Dã Tư Linh xinh đẹp đến mức có thể cho điểm 10, anh có chút máu huyết sỏi trào. Chồng, hỏi anh đó, Âu Dã Tư Linh nũng nịu nháy mắt, môi đỏ như lửa, không thể phân biệt nổi. Khụ, đẹp, đẹp lắm, hơi thở Trần Đức có chút gấp gáp, mụ mị. Nếu đã đẹp như vậy, còn chờ gì nữa, Âu Dã Tư Linh nhẹ nhàng điềm đạm hỏi, đôi mắt to quyến rũ, giống như có móc câu. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Trước mặt Trần Đức, cô không còn là nữ thần băng giá như trong mắt người ngoài nữa, mà là một tiểu yêu tinh, đôi bàn tay nhỏ như ngó sen sớm đã chui vào trong ngực Trần Đức, cởi áo anh. Đêm càng về khuya, tình yêu càng nồng, đêm. Nay đã định trước không thế bình lặng, gió táp mưa xa, tiếng kêu kiều mị vang lén khắp nơi, róc rách như nước suối chảy. Sáng sớm, Trần Đức thức dậy rời khỏi cung điện, chuẩn bị đi Tiêu Lôi Môn. Hừ, tên nhóc nhà cậu, tối qua thế nào? Ngủ ngon chứ? Vừa đi ra ngoài, một giọng nói lạnh lùng vang lên, hai chữ ngon chứ đặc biệt được nhấn mạnh. Trần Đức không cần ngẩng lén cũng biết là ai, nhếch miệng cười nhìn đến Diêu Mộng Vũ có vẻ đang tức giận. Sư muội, thế nào, ở ngoài một đêm, đợi mệt rồi phải không? Sư tôn đã đồng ý cho tôi đi Bác Hoang với cậu, đi thôi, khuôn mặt xinh đẹp của Diêu Mộng Vũ hơi ửng đỏ. Cô ta đã tu luyện ở đây cả đẽm. Đẽm qua, cô ta vốn định đến chỗ của Âu Dã Tư Linh nghỉ ngơi, nhưng vừa tới đây, liền nghe thấy trong cung điện có tiếng động, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Ai mà biết được phải đợi tận đến khi trời gần sáng, nên quyết định không vào nữa. Cô đi cùng tôi, Trần Đức có chút kinh ngạc. Phải, có vấn đề gì sao, Diêu Mộng Vũ nói, cậu yên tâm, không phải lúc nào tôi cũng đi cùng cậu, tôi phải về nhà. Trần Đức. Ừ, được thôi. Tiêu Lôi Môn. Trong thời gian này, Tiêu Lôi Môn luôn được canh phòng nghiêm ngặt, không phải đế ngăn chặn kẻ địch bên ngoài, mà là đế phòng bị hai cô gái Ấn An Sương và Hoa Linh Vi. Hai cô gái bị giam cùng nhau, bên ngoài cung điện giam giữ bọn họ, có khoảng 40-50 người, tay cầm vũ khí đứng canh giữ ớ cứa, tinh thần tập trung không dám sơ suất. Hai, thật đáng tiếc, một người là thánh nữ, một người là con cưng của trời. Tài năng xuất chúng lại sắp gặp họa rồi. Đúng vậy, tính thời gian thì hôm nay phải đưa bọn họ đến nhà họ Ưng rồi phải không? Ừm, đúng là hôm nay, môn chủ, các trưởng lão đã chuẩn bị lên đường, đến nhà họ Ưng, với sắc đẹp của bọn họ chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Người khác không biết thế nào, nhưng nếu hai người phụ nữ này rơi vào tay tôi, he he, tôi nhất định sẽ cho họ biết sức hấp dẫn của đàn ông là như thế nào. Ha ha, cũng đáng đời. Đến con trai của Chiếu Vương cũng dám giết, cho dù nhà họ Ưng đã chết hai người cấp thần vương, nhưng vẫn là thế lực hàng đầu ở Bắc Hoang, giết con trai của ổng ta, không phải là tự tìm cái chết sao?
Những người canh giữ ở ngoài cửa hầu hết là đệ tử của Tiêu Lôi Môn, một số cảm thấy thương hại cho Ấn An Sương và Hoa Linh Vi, nhưng hầu hết là chế giễu. Phần lớn võ giả ở Vân Tiêu giới đều dậu đổ bìm leo như vậy, lúc bạn mạnh thì nịnh bợ bạn, lấy lòng bạn, nhưng một khi bạn xa cơ lỡ vận, bọn chúng sẽ lập tức trở mặt, bất kể người đó là ai cũng sẽ đến trà đạp, phỉ nhổ. Môn chủ đến, lúc mọi người đang thảo luận, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên truyền đến, tất cả đệ tử lập tức quỳ một chân xuống hành lễ, vẻ mặt kính sợ, cúi đầu thật thấp. Lại thấy phía trước có 5 người đi đến. Người ở giữa nhìn khoảng hơn 60 tuổi. Mặc áo choàng in hình sấm sét, khuôn mặt nghiêm nghị đầy uy nghiêm, đó chính là môn chủ của Tiêu Lòi Mòn, Trung Linh Diệu. Thực lực, cảnh giới thần tôn nầm 18. Giai. Hai bên trái phải ông ta còn có 2 ông lão và 2 bà lão, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn ông ta một chút, bọn họ chính là 4 trưởng lão của Tiêu Lôi Môn. 2 ông lão lần lượt là đại trưởng lão Chu Vân An và tam trưởng lão Cao Thiên Tường, cảnh giới của họ không cao, người trước là cảnh giới thần tôn 8 giai. Người sau là thông thần cửu trọng. 2 bà lão, một người là Trịnh Nguyệt Tinh, sư tôn của Ấn An Sương và Hoa Linh Vi, hai mặt bà ấy đỏ hoe, dễ nhận thấy là vừa mới khóc. Ấn An Sương và Hoa Linh Vi có thể nói là 2 đệ tử mà bà ấy xem trọng nhất. Xét về thực lực và cảnh giới, Ấn An Sương có thể nói là mạnh nhất trong tông phái, tài năng xuất chúng, đã vượt xa vị sư tôn này. Còn Hoa Linh Vi, lúc mới đến Tiêu Lôi Môn chỉ là cảnh giới thiên tôn. Nhưng mới bao lâu chứ? Chỉ mấy tháng thôi, đã từ cảnh giới thiên tôn đạt đến cảnh giới thông thần cửu trọng. Có thể nói là thiên bấm, nếu không xảy ra gì bất trắc, thành tích trong tương lai sẽ không thua kém gì Ấn An Sương, thậm chí có thể vượt qua Ấn An Sương. Trịnh Nguyệt Tinh rất coi trọng và yêu mến 2 đồ đệ này, thấy 2 người bọn họ sắp bị đưa đến nhà họ Ưng, bà ấy đã mấy ngày không có giấc ngủ ngon, không thể chợp mắt được, cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần. Cầu xin môn chủ Trung Linh Diệu không biết bao nhiêu lần, thậm chí bà ấy còn quỳ xuống. Võ giả thường không quỳ gối, nhưng vì 2 đồ đệ, đêm qua, bà ấy đã quỳ cả một đêm. Nhưng, Trung Linh Diệu vẫn không đồng ý. Bên cạnh Trịnh Nguyệt Tinh còn có một bà lão, cũng là trướng lão, nhưng cảnh giới chỉ là thông thần cửu trọng. Trước khi 5 người đến cung điện, liền dừng lại, Trung Linh Diệu nói, mấy người đợi ở đây, bất kể Hoa Linh Vi hay Ẩn An Sương. Bọn họ đều là những đệ tử rất được coi trọng trong Tiêu Lôi Môn, tôi muốn nói chuyện riêng với bọn họ. Vâng. 4 vị trưởng lão đáp lại. Nhị trưởng lão, nếu bà không chấp nhận được, lần này đừng tới nhà họ Ưng nữa, tôi và đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đi là được rồi, Trung Linh Diệu nói thêm. Không, môn chủ, tôi muốn đi, cho dù là chết, tôi cũng phải nhìn bọn họ chết, Trịnh Nguyệt Tinh nói, bà ấy đã quyết định, lúc đến nhà họ Ưng. Nếu nhà họ Ưng không xử tử 2 đệ tử tại chỗ, bà ấy sẽ đích thân ra tay, dẫu sao, bà ấy biết, nhà họ Ưng chính là địa ngục với Hoa Linh Vi và Ấn An Sương, nếu không chết, bọn họ chắc chân còn tồi tệ hơn sống không bằng chết. Nếu đắp vậy, chỉ bằng bán thán đích thản ra tay. Giết chết bọn họ, sau đó, mang theo sự áy náy và tự trách cùng bọn họ rời khỏi thế giới này. Bà đã khăng khăng đòi đi, vậy được rồi, mấy người đợi ở đây. Trung Linh Diệu nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại đi vào trong cung điện. Bên trong cung điện, 2 người Ấn An Sương và Hoa Linh Vi đang tu luyện. 2 người bọn họ thật sự quá đẹp, ngồi cùng nhau còn đẹp hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trong thế giới trần tục, muốn có vóc dáng, muốn có khuôn mặt, không hề thua kém Âu Dã Tư Linh, 3 cô gái ngang tài ngang sức. Bọn họ nghe thấy tiếng động, liền mở mắt ra nhìn, thấy là Trung Linh Diệu, không nói lời nào tiếp tục tu luyện. Không chút để ý đến ông ta. Ha ha, thấy bọn họ như vậy, Trung Linh Diệu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ông ta liền thu lại vẻ ngạc nhiên, cười nhạt 2 tiếng, 2 người các cô cũng khá nhàn nhã, thành thơi đấy, xem ra, các cô đã biết sự thật. Môn chủ, nếu ông đến đẩy để thương hại chúng tôi nghĩ không cần đâu, Ẩn An Sương bình tĩnh lạnh lùng nói. Trong thời gian bị giam giữ Ẩn An Sương và Hoa Linh Vi đã hiểu ra nguyên nhân hậu quả của toàn bộ sự việc. Bọn họ lưu lạc đến bước đường này, 10.000% có liên quan đến môn chủ Trung Linh Diệu. Hơn nửa tháng trước, Ưng Lôi đột nhiên đến Tiêu Lôi Môn, đòi người với môn chủ, muốn đưa Hoa Linh Vi đi. Mà một ngày trước khi hắn ta đến, Trung Linh Diệu đã nhận được tin, đồng thời bí mật gọi Hoa Linh Vi và Ấn An Sương đến nói cho bọn họ biết, bảo bọn họ giết Ưng Lôi. Lúc đó,
Hai cô gái Ấn An Sương và Hoa Linh Vi đã cảm thấy hơi khó hiểu, Ưng Lôi là người nhà họ Ưng, giết chết hắn ta, Tiêu Lồi Môn chắc chắn sẽ gặp họa. Trung Linh Diệu thì sao? Ông ta đã nói thế nào? Ông ta nói mỗi một đệ tử trong tổng phái ông ta đều coi như máu mủ ruột thịt, đặc biệt là Hoa Linh Vi, đệ tử mà ông ta đặc biệt coi trọng, ông ta không muốn đẩy Hoa Linh Vi vào chỗ chết, giết. Chết Ưng Lôi, ông ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Nhưng, sự thực là như vậy thật sao? Vào ngày đầu tiên xảy ra chuyện, ông ta liền hạ lệnh bắt giam hai người. Cho đến nay, không cho bọn họ được phép gặp bất cứ ai. Sau khi bình tĩnh lại, với sự thông minh của hai cô con gái sao có thể nghĩ ra việc này có liên quan đến Trung Linh Diệu chứ? Ông ta muốn giết hai người. Ha ha, tôi đến đây không phải là để chế nhạo các cô, mà là đến để cảnh cáo các cô, sau khi ra ngoài đừng nói ỉ linh tinh. Trung Linh Diệu nhếch mép cười lạnh lùng, bằng không, không chỉ các cỏ chết, mà sư tôn kính mến, tôn kính của các cô cũng không sống được bao lâu đâu. Ông, Hoa Linh Vi mở to mắt, trong đôi mặt trong veo tràn đầy tức giận, nghiến chặt răng nói. Bị ổi vô liêm sỉ. Ấn An Sương ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, cô ta và Hoa Linh Vi đã phản tích việc này, cũng đoán. Trước được Trung Linh Diệu sẽ uy hiếp bọn họ như vậy, nhưng cho dù bọn họ biết, cũng không thể làm gì được. Toàn bộ vân tiêu giới đều như vậy, tàn nhẫn, vô tình. Có một số việc cho dù biết cũng vô ích, không vì lý do nào khác, chỉ bởi vì không có sức mạnh. Sức mạnh chính là quyền được nói. Không có sức mạnh thì ngay cả người ta nói với bạn muốn giết bạn, bạn có thể làm được gì chứ? Không làm được gì. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ có thế chờ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì vậy, cô ta và Hoa Linh Vi không có biện pháp đối phó, chỉ có thể làm theo những gì Trung Linh Diệu nói. Trung Linh Diệu, chỉ cần ông đồng ý không động đến sư tôn, tôi và Linh Vi có thể chấp nhận tất cả, Ấn An Sương kìm nén cơn giận nói. Được, không hổ danh là thánh nữ của Tiêu Lôi Môn, rất thông minh, Trung Linh Diệu khẽ cười, rất hài lòng với thái độ của cô ta. Trung Linh Diệu, có một chuyện tôi rất tò mò, tại sao ông lại hãm hại chúng tôi, Ấn An Sương lạnh lùng hỏi. Câu hỏi này, cả cô ta và Hoa Linh Vi đều không thể giải thích được. Bọn họ có thể cảm nhận được Trung Linh Diệu trước đây đối xử với bọn họ thực sự rất tốt, bất kể là tài nguyên hay việc tốt gì đều nghĩ đến bọn họ đầu tiên. Nhưng nửa tháng, không, nói chính xác là khoảng một tháng trước, tất cả đã thay đổi một cách đột ngột. Thái độ của Trung Linh Diệu đối với bọn họ dường như biến thành một con người khác. Dù sao các cô đều sắp chui vào hang cọp, về sau cũng không thể ớ Tiêu Lôi Môn được nữa, nói cho các cô cũng không sao cả. Trung Linh Diệu tìm một cái ghế, ung dung thoải mái ngồi xuống, trước đây, tôi giúp các cô, yêu quý các cô là thật lòng, thậm chí, trong lòng sớm đã quyết định để cô làm môn chủ đời tiếp theo của Tiêu Lôi Môn. Nhưng, các cô hẳn cũng biết tôi có một đứa con bị mất tích, đứa con đó mất tích lúc khoảng 10 tuổi. Ha ha, có lẽ là do ông trời có mắt, một tháng. Trước cơ duyên may mắn tôi tìm được nó, quan trọng nhất là nó còn sinh cho tôi một cháu trai. Cháu trai tôi tên Trung Viêm, là thiên tài tu hành, rất khủng bố đến mức phải hình dung thế nào đẩy, yêu nghiệt, đúng, là yêu nghiệt. Trung Linh Diệu suy nghĩ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, các cô biết Học viện Thánh Phong chứ? Vào nửa tháng trước, tam trưởng lão của Học viện Thánh Phong đã cho nó một tấm lệnh bài, nhận nó làm đệ tử nội môn. Năm nay nó 28 tuổi, thành tích đã vượt qua tôi, Trung Linh Diệu nói tiếp, vì vậy... Tôi chuẩn bị giao Tiêu Lôi Môn cho nó, những năm này bố con nó đã phải chịu khổ ở bên ngoài, coi như người làm bố làm ông nội này bù đắp cho bọn họ. Nghe đến đây, Ấn An Sương đã đại khái hiểu được mọi chuyện, tiếp lời, vì vậy, ông cảm thấy chúng tôi cản đường, phải không? Không sai, Trung Linh Diệu gật đầu. Tư chất của cháu trai ông khủng bố như vậy, tại sao lại lo lắng về chúng tôi, Hoa Linh Vi lạnh lùng hỏi. Nó tài năng, các cô cũng không thua kém. Hoa Linh Vi, 3-4 tháng trước cỏ mới là cảnh giới thiên tôn, mới có bao lâu chứ? Đã đạt được thông. Thần cửu trọng, vượt qua sức mạnh của các trưởng lão chúng tôi, còn Ấn An Sương thì sao? Cũng là thần tôn, một người là tài năng kinh người, một người là thánh nữ Tiêu Lôi Môn trong nhiều năm, có quá nhiều người ủng hộ. Khuôn mặt Trung Linh Diệu bình tĩnh, từ lâu ông ta đã không quan tâm đến tính mạng, sự an nguy của Hoa Linh Vi và Ấn An Sương.
ông ta không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào về những việc mình đã làm với hai người, đắc ý nói, không ngại nói với các cô một chuyện nữa, chỗ cú Hoa Linh Vi không phải nhà họ Ưng điều tra được, mà là tôi nói với Ưng Chiếu và Ưng Lôi. Ngay lập tức, sắc mặt của hai cỏ gái Hoa Linh Vi và Ấn An Sương trầm xuống. Đúng là bị ổi vô liêm sỉ đến vô cùng. Ban đầu, bọn họ vốn chỉ nghĩ rằng Trung Linh Diệu Trí thuận nước đẩy thuyền, hại chết bọn họ, nhưng không ngờ toàn bộ sự việc đều do ông ta lên kế hoạch. Trong lòng hai cô gái đều lạnh lẽo, cảm xúc đóng bảng, đặc biệt là Ấn An Sương, môn chủ đời tiếp theo của Tiêu Lôi Mồn thực ra nên là cô ta, nhưng, từ đầu đến cuối cô ta không quá hứng thú với vị trí môn chủ, những việc này chỉ cần Trung Linh Diệu nói rõ ràng, cô ta tuyệt đối sẽ không do dự. Nhường lại vị trí đó. Dẫu sao, Trung Viêm không chỉ là cháu trai của Trung Linh Diệu, mà thực lực của hắn ta cũng rất mạnh. Công hay tư, cô ta đều sẽ nhường lại vị trí. Không ngờ Trung Linh Diệu lại hại cô ta và Hoa Linh Vi như vậy. Chết vì cháu trai thiên tài của tôi, hai người các cô cũng xem như có tôn nghiêm, sau này nếu còn có thể thấy được xác của các cô, tôi sẽ mai táng các cô long trọng, Trung Linh Diệu nghĩ một đằng nói một nẻo. Thiên tài, ha ha. Đột nhiên, Hoa Linh Vi cười gần hai tiếng. Cháu trai của ông đó cũng xứng là thiên tài. Đúng là không biết xấu hổ. Con danh, cô có ý gì? Nói lại lần nữa, sắc mặt Trung Linh Diệu lạnh lùng, sát khí nổi lên. Ông muốn nghe, thì tôi nói lại lần nữa, ông không biết xấu hổ, cháu trai ông chẳng những không phải là thiên tài, mà cùng lắm chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Cùng với lời của Hoa Linh Vi, sắc mặt của Trung Linh Diệu trở nên vô cùng khó coi, sát khí càng nặng hơn. Hoa Linh Vi lạnh lùng nói, sao nào, nhục nhã cháu trai của ông, cho nên muốn giết tôi phải không? Muốn giết thì giết, giết tôi rồi xem ông ản nói thế nào với nhà họ Ưng, có bản lĩnh thì giết tôi thử xem. Ha, ha ha, muốn chọc tức tôi phải không? Phải, tôi không dám giết cô, nhưng, tôi có thể dạy. Dỗ cô, bốp, chưa dứt lời, ông ta đấm tát mạnh vào mặt Hoa Linh Vi. Trên mặt Hoa Linh Vi liền hiện lên một vết hằn đỏ tươi, không đợi Hoa Linh Vi nói, ông ta tức giận cười một tiếng, nói tiếp, nào, cô nói xem, cháu trai của tôi như thế không tính là thiên tài, còn có ai là thiên tài, chẳng lẽ là cô, Hoa Linh Vi. Nói xong, ổng ta lại nhìn về phía Ấn An Sương, hay là nói, là cô, Ấn An Sương. Thiên tài. Trong đầu Ấn An Sương lại hiện lên một khuôn mặt, một khuôn anh tuấn góc cạnh, các đường nét rõ ràng. Rồi đến hình dáng của anh ta, Thành Thông Thiên, người đã phá kỷ lục của tháp linh thú, ngang tàng, tự tin. Trần Đức, Trần Bát Hoang. Thiên tài, biết Trần Bát Hoang chứ? Thiên tài đương nhiên là người giống như Trần Bát Hoang, cháu trai của ông so với anh ta chính là rác rưởi, cực kỳ rác rưởi, trong mắt Hoa Linh Vi như có sương mù, chửi rủa không chút nể nang. Ha 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 ha, cô ta nói xong, Trung Linh Diệu lại cười, tôi còn tưởng cô nói ai. Hóa ra là nói con rùa rụt cổ Trần Bát Hoang. Hắn cũng tính là thiên tài. Đúng là buồn cười chết đi được. Đây là chuyện khôi hài nhất mà tôi từng nghe trong đời. Trung Linh Diệu cười đến đau cả bụng. Vừa cười vừa nói. Dựa vào các loại bảo bối. Liều mạng giết chết hai vị thần vương. Cuối cùng bỏ chạy thảm hại. Co đầu rút cổ không dám ra mặt. Yên ổn làm một kẻ nhát gan. Loại người đấy cũng con mẹ nó là thiên tài. Nếu thật sự là thiên tài. Cô sẽ chẳng bị nhốt ở đây. Nếu hẳn thật sự giỏi như vậy, có bản lĩnh thì lần này đến nhà họ Ưng cứu các cô đi. Ha ha. Cười một lúc lâu, Trung Linh Diệu mới ngừng lại, lau nước mắt trên khóe mắt, nhàn nhạt nói, được rồi, tôi nói đủ nhiều rồi, các cô chết cũng có thể làm con ma biết chuyện, đi theo tôi thôi, ngoài ra, nhắc nhở hai con danh các cô một lần nữa. Sau khi ra ngoài, đừng có nói sằng bậy, các cô dám nói sằng nói bậy một chữ, sư tôn của các cô sẽ chết không có chỗ chôn. Ấn An Sương và Hoa Linh Vi im lặng, địa vị của Trần Đức trong lòng bọn họ cũng không bị hạ thấp vì mấy lời chế giễu của Trung Linh Diệu, bọn họ im lặng, nói nhiều cũng vô ích, còn về việc Trần Đức có đến cứu bọn họ hay không, nói thật lòng, bọn họ rất mong đợi. Mặc dù, khả năng đó rất thấp. Người đẹp chính là người đẹp, cho dù im lặng, không nói chuyện, từ trong cung điện bước ra vản thu hút sự chú ý của vô số đệ tử. An Sương, Linh Vi, Trịnh Nguyệt Tinh nhìn thấy hai cô gái, muốn đi đến, nhưng bị Trung Linh Diệu ngăn lại, nhị trưởng lão, hãy chú ý đến cảm xúc của mình, hai người bọn họ hiện giờ là tội đồ của Tiêu Lôi Môn, suýt chút nữa đã hại chết Tiêu Lôi Môn,
giữ khoảng cách với bọn họ, nếu không, bà không cần đến nhà họ Ưng nữa. Vâng, Trịnh Nguyệt Tinh đành phải lùi lại. Sau đó, môn chú Tiêu Lôi Môn, bốn trưởng lão, và một nhóm đệ tử trung tâm áp giải hai người Hoa Linh Vi và Ấn An Sương đi vào truyền tống trận. Rất nhanh, khoảng 3-4 giờ sau đã đến núi Bất Tử. Núi Bất Tử lớn hơn Tiêu Lôi Môn rất nhiều, bất kể là diện tích, độ hùng vĩ hay mức độ tập trung linh. Lực cũng hơn Tiêu Lõi Môn ít nhất gấp 100 lần. Một nhóm người đến đẩy, lập tức trở nên cực kỳ kính sợ, cẩn thận. Đăng ký danh tính và mục đích đến ở bên ngoài cửa núi. Một tên đệ tử ngoại vi nhà họ Ưng ở ngoài cửa cười khẩy hai tiếng, khinh thường nói, thế lực nhị phẩm hạng nhất đúng là rác rưởi, đến môn chủ cũng kém cỏi như vậy. Giọng của tên đệ tử nhà họ Ưng không hề nhỏ, không chút che giấu, lọt vào tai của tất cả những người đến từ Tiêu Lôi Môn. Mặt ai cũng đỏ bừng, nhưng lại không dám hé răng nửa lời. Cho dù chí là người gác cửa nhà họ Ưng, bọn họ cũng không dám chọc đến. Không chỉ vậy, Trung Linh Diệu còn vô cùng kính cẩn, tặng gần 1.000 cân linh thạch. Có được linh thạch, người gác cửa mới dẫn họ vào núi Bất Tử, đến cung Bất Tử nơi Ưng chiếu ở. Hôm nay trong cung Bất Tử vô cùng uy nghiêm. Đáng sợ. Trong quảng trường, vẻ mặt các cường giả nghiêm túc, trên người đầy sát khí, đứng ở hai bên đường. Ở phía trước nhất của con đường, có hơn 30 bậc thang, phía trên bậc thang đó là thiên điện nhà họ Ưng. Từ bên ngoài, có thể thấy mọi thứ trong thiên điện, lúc này Ưng chiếu, thần vương nhà họ Ưng, đang bá đạo ngồi ở phía trước nhất trên một chiếc ghế rộng rãi, là thần vương, cho dù không lên tiếng, trong không khí cũng tràn ngập khí tức của ông ta, rất đáng sợ. Hai bên trái phải của ông ta, phía dưới một chút, lần lượt là 5 vị trưởng lão, tổng cộng 10 người. Chỉ là 10 người này không còn là 10 trưởng lão ban đầu nữa, đã thay đổi cơ cấu, nhưng không ngoại lệ, thực lực của những người này vô cùng mạnh, cảnh giới thấp nhất cũng là thần tôn 60 giai. Bên dưới một chút nữa, là mấy chục cao thủ cảnh giới thần tôn. Trong toàn bộ thiên điện, không ai lên tiếng. Trung Linh Diệu bước trên thảm. Cảm nhận được bầu không khí đáng sợ xung quanh, vô cùng lo sợ, thậm chí còn không dám thở mạnh. Bốn trưởng lão và những người đi cùng cũng vậy, ai cũng cẩn thận dè dặt, phập phồng lo sợ, rất sợ xảy ra chuyện gì đó. Hai người Hoa Linh Vi và Ấn An Sương vốn không sợ, nhưng khi vào đẩy cũng hơi hoảng hốt, không tránh được, khí tức của những võ giả xung quanh quá mạnh, không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng được. Trong số hàng chục, hàng trăm võ giả cảnh giới thần tôn đã có không ít ánh mắt tham lam, có ý xấu nhằm vào hai cô gái. Trong lòng hai người căng thẳng, khó mà tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi rơi vào tay những người này. Trung Linh Diệu, môn chủ Tiêu Lõi Môn, kính chào Chiếu Vương, đến giữa thiên điện, Trung Linh Diệu thi lễ trước. Những người ỷ của Tiêu Lôi Môn phía sau ông ta cũng lần lượt thi lễ. Gặp Chiếu Vương. Hai con danh các cô còn không quỳ xuống, Trung Linh Diệu quay lại nhìn hai cỏ gái vẫn đang đứng thẳng. Nói xong, ông ta liền giơ chân đạp về phía hai người bọn họ. Bịch, 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 liên tiếp 4-5 cú đạp, váy của bọn họ đã rách toạc, chân cháy máu, cơ thể xinh đẹp run rẩy, nhưng bọn họ vẫn không quỳ xuống, cho dù cẳng chân đã bê bết máu còn nhìn thấy cả xương, bọn họ vẫn đứng. Môn chủ, Trịnh Nguyệt Tinh nhìn thấy vậy trong lòng đau xót. Đứng lên ngăn cản, đừng đá nữa, cầu xin ông, tôi sẽ quỳ thay cho bọn họ. Lời vừa dứt, Trịnh Nguyệt Tinh quỳ xuống về phía Ưng Chiếu, Chiếu Vương, xin cho chuộc tội, tôi là sư tôn của bọn họ, việc bọn họ làm, tôi không tránh khỏi trách nhiệm, tôi quỳ thay bọn họ, chỉ xin ngài để lại chút tôn nghiêm cho bọn họ. Chiếu Vương, cầu xin ngài. Trịnh Nguyệt Tinh không chỉ quỳ xuống, còn dập đầu. Bụp, bụp ơ, bụp, một. Hết cái này đến cái khác, mổ ỉ một cái dập đầu, mặt đất lại lún xuống, xuất hiện những vết nứt, ấn đường rướm máu, nhìn thấy mà đau lòng. Sư tôn không cần. Sắc mặt Hoa Linh Vi và Ấn An Sương liền thay đổi, hai cô gái gần như cùng lúc rơi lệ, hai mắt đỏ ứng. Nhị trưởng lão, bà làm cái gì vậy? Trung Linh Diệu đầy phẫn nộ, đây là địa bàn của Chiếu Vương, bà dập đầu thì dập đầu, sao lại làm hỏng cả mặt sàn? Trịnh Nguyệt Tinh không quan tâm đến bọn họ, vẫn tiếp tục dập đầu. Chiếu Vương, cầu xin ngài. Cầu xin ngài. Mỗi một cái dập đầu, bà ấy lại cầu xin một lần. Ưng Chiếu thì sao? Ông ta không nói gì, nửa nằm nửa ngồi trên ghế vua rộng rãi,
nhàn nhã nhìn những gì đang xảy ra. Không hề tỏ thái độ gì. Mãi cho đến khi Trịnh Nguyệt Tinh không chịu nổi, gần ngất đi, ông gia mới nhàn nhã nói, như những gì môn chủ các người nói, mặt sàn nhà họ Ưng còn quan trọng hơn mạng của bà, nếu bà đã biết tội của mình, vậy, chết cùng với bọn chúng đi. Giọng nói của Ưng Chiếu rất bình tĩnh, không chút dao động, giống như một vị đế vương ở tiết trên cao, phán quyết số phận của Trịnh Nguyệt Tinh. Đừng! Lúc này, Hoa Linh Vi đột nhiên khó khăn mở miệng, Chiếu Vương, tôi sẽ quỳ, tha cho sư tôn tôi một mạng, được không? Khuôn mặt thanh tú của Hoa Linh Vi đâm lệ, hai mắt mù sương, ửng đỏ. Cô ta không quỳ trước trời, không quỳ trước đất, cả đời này chỉ từng quỳ lạy trước bố mẹ, lúc này, lại vì lo lắng cho sư tôn, phải chủ động quỳ xuống. Bản vương miệng vàng lời ngọc, chưa bao giờ rút lại những lời đã nói ra, Ưng Chiếu hời hợt nói, lúc cô giết Ưng Lôi con trai tôi, cũng không nghĩ sẽ tha cho nó một mạng, phải không? Tôi đã nghĩ xong hình phạt cho các người, đó là xử tử lăng trì. Xử tử lăng trì. Bốn chữ này khiến tất cả những người trong thiên điện tê dại cả ra đầu. Xử tử lăng trì là gì chứ? Nói đơn giản chính là róc xương lóc thịt. Từng nhát dao cất trên cơ thể, cắt xuống từng miếng da, miếng thịt, kinh mạch, xương cốt, cho đến khi người đó chết mới thôi. Toàn bộ quá trình dài đằng đẵng. Xử tử lăng trì một võ giả phải mất ít nhất 7 ngày 7 đêm. Nói cách khác, phương pháp này không chỉ khiến người ta chết, còn khiến người ta đau đớn trong 7 ngày 7 đêm, so với chết còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Không, Chiếu Vương, việc này không liên quan gì đến hai đệ tứ của tôi, là có người giật dây phía sau, thúc đẩy hại chết con trai của ngài, sắc mặt Trịnh Nguyệt Tinh tái nhợt, cơ thể yếu ớt, nghe thấy bốn chữ xứ tử lăng trì, không chỉ bán thân sợ hãi, mà còn sợ hãi thay cho hai đồ đệ, liền bất chấp tất cả nói, tất cả những chuyện này, cả tôi và Trung. Linh Diệu, môn chủ Tiêu Lôi môn của chúng tôi, đều không tránh khỏi liên can. Những lời này của bà ấy vừa nói ra, toàn bộ thiên điện lập tức im lặng, tất cả người của Tiêu Lôi môn đều biến sắc nhìn đến Trung Linh Diệu. Trong lòng Hoa Linh Vi và Ấn An Sương khẽ xúc động, bọn họ không ngờ sư tôn mình cũng biết chân tướng của việc này. Trịnh Nguyệt Tinh, bà điên rồi sao, nói sằng bậy cái gì đó, sau lưng Trung Linh Diệu đổ mồ hôi lạnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy là hai người bọn họ giết chết cậu Ưng, có liên quan đến tôi. Đưa chứng cứ ra đi, chỉ vì đế cứu hai đồ đệ của bà muốn ngậm máu phun người. Chứng cứ, ông làm ra chuyện như vậy sẽ đế lại chứng cứ sao? Ngay cả đệ tử thân truyền mật báo tin tức cho ông, chẳng phải cũng bị ông giết chết rồi sao? Trịnh Nguyệt Tinh cười khổ, bà ấy có thể phát hiện ra bí mật của toàn bộ sự việc, tất cả là bởi vì trong quá trình điều tra việc này, đã tìm được đệ tử mật báo tin tức mà Trung Linh Diệu phái đi. Lúc tìm thấy, người đệ tử đó chỉ còn chút hơi tàn, cũng là từ miệng hắn ta Trịnh Nguyệt Tinh mới biết được toàn bộ những gì đã xảy ra. Người đệ tử đó còn là đệ tử thân truyền của Trung Linh Diệu. Trong suốt thời gian qua, bà ấy đã không nói ra sự thật, chí vì không có chứng cứ, hơn nữa, cho dù nói ra, nhà họ Ưng cũng sẽ không bỏ qua cho Hoa Linh Vi và Ấn An Sương, dẫu sao, mọi việc là do Trung Linh Diệu tính kế, nhưng người giết lại là hai đệ tử của bà ấy. Tại sao hôm nay bà ấy phái đến nhà họ Ưng? Thứ nhất, vào thời khắc quan trọng để hai đệ tử được ra đi thoải mái. Thứ hai đó là liều chết vạch trần việc này. Đã không có chứng cứ, còn ngậm máu phun người, vụ oan giá họa, Trung Linh Diệu lạnh lùng nói lớn, Chiếu Vương, người phụ nữ này điên rồi, phải, là tôi đã nói chuyện của ngài và cậu Ưng cho Hoa Linh Vi, nhưng tôi không ngờ hai con danh này lại giết cậu ấy, xin Chiếu Vương xem xét. Lúc nói, Trung Linh Diệu quỳ xuống, cúi đầu, run lẩy bẩy. Môn chủ, ông giá bộ giống lắm, nếu đã đều phải chết. Vậy, chết cùng nhau đi, Ấn An Sương vẫn luôn im lặng, lúc này bỗng lên tiếng. Ngay sau đó, trong tay xuất hiện một phù chú. Âm ảnh phù. Nó có chức năng tương tự như máy ghi hình của giới thế tục, nhìn thấy nó, sắc mặt Trung Linh Diệu lập tức thay đổi, không có gì bất ngờ, âm ảnh phù trong tay Ấn An Sương chắc chắn đã ghi lại toàn bộ những gì hôm qua ông ta nói. Ngay lập tức, ông ta đứng dậy lao về phía Ấn An Sương, khống chế Ấn An Sương trước mặt tất cả mọi người. Định cướp lấy âm ảnh phù. Bàn tay Trung Linh Diệu sắp tóm được ảm ảnh phù, đột nhiên, không chút báo trước, không gian nổi lên từng đợt dao động, trước mặt Ấn An Sương bất ngờ xuất hiện một bóng người, khoảng chừng hơn 20 tuổi, vóc người mảnh khảnh, cảnh giới khoảng thần tôn 60 giai. Là Trần Bát Hoang.
không chút báo trước, xuất hiện trong thiên điện. Chặn ngang, tóm lấy cổ tay Trung Linh Diệu, nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó, phía sau Trần Bát Hoang, ánh sáng lấp lánh, trong khe nứt lần lượt xuất hiện từng người một, Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Từ Thái Khôn, Lý Thanh Nguyệt, Đoạn Nguyên, Diệp Vô Song, Lưu Tuấn Hiền, Tiêu Chính Thái. Lưỡng Nghi Tông. Mọi người ở Lưỡng Nghi Tông cũng tới. Sau lưng bọn họ chính là hơn 3.000 đệ tử, thầy hướng dẫn, toàn bộ đều xuất hiện từ khe hở không gian. Xuất hiện trước mặt người nhà họ Ưng không hề kiêng nế gì, đi vào trong điện. Nhất thời, đập vào mắt tất cả mọi người là Lưỡng Nghi Tông đứng chật ních cả thiên điện. Từng luồng linh khí khủng bố nhộn nhạo trong không khí, hơi thở đó, dù là người của thế lực nhị phẩm hạng nhất như Tiêu Lôi Môn cũng phải ghé mắt nhìn. Sau vài tháng cố gắng, cộng thêm đan dược mà trước khi đi Trần Đức đã đưa, thực lực của tất cả bọn họ đã sớm bỏ lại Tiêu Lôi Môn rất xa. Bát Hoang, Trần Bát Hoang, bọn Hoa Linh Vi và Ấn An Sương trông thấy cảnh tượng đó thì nụ cười chợt hiện, xúc động đến lạ. Cùng lúc đó, hơi thở của nhà họ Ưng trong sảnh lớn cũng thay đổi một cách quái dị. Trở nên hết sức căng thẳng và áp lực. Như có một ngọn núi lớn chợt xuất hiện. Đó chính là sự tức giận đến từ chính Ưng Chiếu cùng với hơn 10 thần tôn. Chí là, Trần Đức cũng chẳng thèm quan tâm đến người nhà họ Ưng. Anh đứng ở giữa, nhìn chằm chằm Trung Linh Diệu, ánh mắt không hề có chút tình cảm, lấy âm ảnh phù trong tay Ấn An Sương, khởi động. Lập tức, trong hình ảnh là những lời ông ta từng nói với Ấn An Sương và Hoa Linh Vi, còn có những hình ảnh hai cô gái bị nhốt trong điện cổ, lần lượt hiện lên. Trong đại điện, bầu không khí yên ắng đến lạ. Nhất là người Tiêu Lõi Môn, trái tim băng giá đến lạ. Không ngờ Trung Linh Diệu lại lè người như thế. Xem ra, quả nhiên là như thế, Trần Đức khẽ. Nhếch môi, nhìn chằm chằm Trung Linh Diệu, cười quỷ dị, phú đầy sát ý. Không biết tại sao, trong lòng Trung Linh Diệu lại chợt dâng lên sự sợ hãi, đó là nỗi sợ khi đối mặt với tử vong, đối mặt với Trần Bát Hoang, ông ta có cảm giác hết sức khủng bố, như đang đối mặt với một thần chết vậy. Như thế thì sao, lời Trần Đức vừa dứt, không gian bên cạnh Trung Linh Diệu lại nứt ra. Có thêm người đến, một già một trẻ, già khoác áo bào màu cho, mái tóc hoa giảm, nhưng đầy sức sống. Trẻ là một người con trai. Cũng hơn 20 tuổi, ản mặc rực rỡ, đầy quý khí, cảnh giới là thần tôn 73 giai. Hắn ta vừa xuất hiện đã trực tiếp đi tới, che trần trước người Trung Linh Diệu, dù là ông nội tôi ra lệnh thì anh có thể làm gì. Tôi nghĩ dù có là chiếu vương cũng không dám dụng đến ổng nội của Trung Viêm này. Vừa nói chuyện, hắn ta vừa đảo mắt về phía thiên điện, nhìn Ưng Chiếu sắc mặt đã trở nên hung. Ác và nham hiểm, nặng nề đến mức tận cùng. Chiếu vương. Ông nói xem, tôi nghĩ ông sẽ không vì một đứa con trai mà giết ông nội tôi, đắc tội Trung Viêm này, đúng chứ? Trung Viêm cực kỳ kiêu ngạo. Dù đối mặt với Ưng Chiếu thì trên mặt hắn ta vẫn là vẻ hống hách, ngông cuồng không sao tả nổi, chẳng hề che giấu, thái độ như người bề trên nhìn xuống. Thậm chí, lời hắn ta nói còn mang theo vài phần ép bức. Hắn ta vừa mới lên tiếng, người của Tiêu Lôi Môn đã dùng mình. Má ơi! Trung Viêm điên rồi hả? Dám nói chuyện với Ưng Chiếu như thế ư? Đó là một thần vương hàng thật giá thật đấy. Dù hắn ta là thần tôn 73 giai thì có gì hơn người. Cũng phải chết bởi một cú tát của thần vương mà thôi. Nhưng, sự thật thì sao? Ưng Chiếu trước đó vẫn còn tỏ vẻ cao cao tại thượng, nằm giữ vận mệnh của kẻ khác, bấy giờ lại nở nụ cười ấm áp. Cậu Trung, tôi đâu có nói là muốn giết ông nội cậu đâu. Chẳng qua chỉ là suy nghĩ của đám kiến hôi kia mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người Tiêu Lõi Môn ngơ ngác. Cái quái gì thế này? Đường đường là chiếu vương, mà lại, không hề tức giận, hơn nữa, quan trọng hơn cả là trong nụ cười của ông ta còn có vẻ lấy lòng. Ưng Chiếu không quan tâm đến sự kinh ngạc của đám người kia. Đúng vậy, nếu người bình thường dám nói chuyện với ổng ta như thế thì đã sớm bị giết chết, máu đã văng tứ tung rồi. Nhưng với Trung Viêm thì không được. Cũng hết cách. Bởi vì ông ta biết ông lão bên cạnh Trung Viêm. Đó là tam trưởng lão hóc của Viên Thánh. Phong, Hắc Hách Đường. Trung Viêm thì ông ta cũng biết từ rất lâu, ngày trước Hắc Hách Đường đến nhà họ Ưng, chọn lựa xem có đệ tử nào đáng để nhận không, Trung Viêm đã trở thành đệ tử thân truyền của Hắc Hách Đường từ đó. Sau lưng bọn họ chính là Học Viện Thánh Phong Khổng Lồ,
đệ tử thân truyền của trưởng lão, nói thẳng ra, nhà họ Ưng thật sự không dám đắc tội. Một khi học viện Thánh Phong giận chó đánh mèo, họ không chết cũng mất cả lớp ra. Huống chi, thực lực của Hắc Hách Đường cũng không tệ. Nếu Trung Viêm đánh với Trần Bát Hoang, ông ta cũng vui vẻ xem kịch hay. Tóm lại, chỉ cần Trần Bát Hoang chết, chỉ cần Lưỡng Nghi Tông bị diệt là được. Còn chết trong tay ai, diệt trong tay ai, đều không quan trọng. Không có Trung Viêm thì vẫn còn Ưng Chiếu. Chiếu Vương quả nhiên là Chiếu Vương, trí tuệ và khí phách đều hơn hắn người thường, khiến tôi bội phục, khóe mỏi Trung Viêm khẽ nhếch lên vẻ đắc ý, nụ cười đầy thỏa mãn, sau đó lại nhìn sang Trần Bát Hoang. Móng giò của anh làm ông nội tôi đau rồi, tôi cho anh 3 giây, bó ra liền, ngay và lập tức. Nếu thế, tôi có thể xin Chiếu Vương cho các người được chết toàn thây. Uy hiếp. Sự uy hiếp ngắn gọn và trâng trợn từ Trung Viêm, ra lệnh cho Trần Đức. Đồng thời, trong cơ thể hắn ta, sức mạnh của thần tôn 73 giai đầy khủng bố phát ra như núi, sắc mặt đệ tử Lưỡng Nghi Tông chợt đổi. Dưới thần uy đó, bọn họ hít thở thôi cũng đắp khó khăn rồi. Trong lòng Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt thoáng lo lắng, nói thật, Trần Bát Hoang bảo bọn họ đến đây khiến họ cũng nơi thấp thỏm. Dù sao, nay thực lực của Lưỡng Nghi Tông đã khá hơn, nhưng đến địa bàn nhà họ Ưng, không khác gì đầm rồng hang hổ. Ngay từ đầu đến tận lúc này, cơ thể họ luôn cứng đờ, bấy giờ lại càng căng thẳng, thậm chí còn vã cả mồ hôi lạnh. Trái lại, Trung Linh Diệu lại cảm thấy hết sức may mắn, lập tức thả lỏng. Hoàn toàn thả lỏng. Trước đó, khi Trần Đức bước tới, ông ta thật sự cảm thấy sợ hãi, dù sao Trần Bát Hoang cũng mạnh hơn ông ta. Nhưng bây giờ, đứa cháu yêu nghiệt thiên tài của ông ta đã ở đây, cả Chiêu Vương cũng phái kiêng dè thì ông ta còn sợ cái gì? Có cái gì để sợ? Vẻ mặt ông ta hiện lên nụ cười lạnh, kiêu căng. Trần Bát Hoang, cậu tưởng cậu đến nơi này có tác dụng gì ư? Cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi, ha ha, mau buông tôi ra, nếu không. Vù vù. Trung Linh Diệu còn chưa dứt lời thì đột nhiên một ngọn lửa đã điên cuồng bùng lên, gào thét lao về phía Trung Linh Diệu. Chỉ thấy, cơ thể Trung Linh Diệu bỗng nhiên khuỵu xuống. Sau đó, chết. Lập tức hóa thành cho tàn. Còn chưa kịp thốt ra một tiếng kêu la thảm thiết nào, có thể nói là chết trong nháy mắt, triệt để, không còn một cơ hội sống nào. Khoảnh khắc đó, mọi người trong thiên điện đều kinh hãi. Kẻ điên. Trần Bát Hoang đúng là một kẻ điên, một kẻ hoàn toàn điên rồ. Nói giết là giết, không nhiều lời, hoàn toàn không cho Trung Viêm thời gian để nhớ thương, hoặc là cơ hội để cứu người. Quyết đoán như thế, cả Trung Viêm cũng sửng sốt. Cảnh tượng trước mắt là điều hẳn ta không ngờ. Tới. Theo lẽ thường mà nói, dù có muốn giết cũng phải nói với hắn ta vài câu mới đúng chứ. Nhưng Trần Bát Hoang, hoàn toàn không có. Dù có giết chết người, cũng không hề có ý định đoái hoài tới hắn ta. Thậm chí, còn quay đầu lại, nói với Ấn An Sương và Hoa Linh Vi. Thấy không, đây chính là đứa cháu thiên tài mà Trung Linh Diệu đã nói, nhưng sao cá nhân tôi lại thấy giống một tên ngốc thế này, chẳng lẽ hẳn ta không biết Trần Bát Hoang ghét nhất là bị người khác uy hiếp và ra lệnh ư? Đúng vậy, ngốc thật đó, Hoa Linh Vi lấy lại tinh thần từ sự rung động. Nhưng tôi cũng không ngờ là anh lại đến đây. Người phụ nữ của tôi xảy ra chuyện, chẳng lẽ tôi lại không tới, Trần Đức cười hà hà nói. Người phụ nữ của tôi. 5 chữ vô cùng đơn giản lại khiến tâm hồn Hoa Linh Vi run lên, sắc mặt ứng đỏ. Tôi thì sao, tôi có thể trở thành người phụ nữ của anh được không? Đúng lúc này, An An Sương chậm rãi mở miệng, đôi môi đỏ mỏng khẽ hé, Trần Bát Hoang. Ẩn An Sương này có thể làm người phụ nữ của anh được không? Cái này. Ẩn An Sương vừa mới nói xong thì Trần Bát Hoang đã ngẩn ngơ. Hiển nhiên anh không ngờ rằng thánh nữ Tiêu Lôi Môn lại nói ra những lời như thế, anh kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn. Nhưng, chẳng mấy chốc anh lại lắc đầu. Không được, ít nhất thì bây giờ không được, trừ khi. Trần Bát Hoang cười hì hì nói, trừ khi cỏ có thể hôn tôi một cái. Mặt Ẩn An Sương đỏ lên. Ngay sau đó, không ai có thể ngờ được rằng, cô ta thật sự kiếng mũi chân lên, không hề kiêng dè hôn lên má trái Trần Đức. Cùng lúc đó, mọi người thấy Hoa Linh Vi không hề yếu thế hơn chút nào, cũng hôn lên má Trần Đức. Chụt, chụt, âm thanh trong trẻo vang vọng trong thiên điện, mọi người im lặng. Má nó,
hai người đẹp tuyệt trần lại thích cùng một người. Còn chọn ngay cái lúc này, không sợ chết mà hôn Trần Bát Hoang. Má, ghen tị quá mà. Xung quanh, nhóm cao thủ tức đến trào máu họng, bình thường muốn gặp được những người đẹp tuyệt trần như Hoa Linh Vi và Ấn An Sương một lần thôi cũng khó, thế mà bây giờ đều trở thành người phụ nữ của Trần Bát Hoang. Anh lấy đâu ra tài đức để được như thế? Hai cô gái đó bị ngu à? Bên kia, Trung Viêm tức giận đến nỗi sắc mặt trầng bệch, hơi thở cũng không ổn định, thở hổn hển, ánh mắt lại vô cùng nham hiếm. Má! Trần Bát Hoang chẳng thèm ngó ngàng tới hẳn ta, hoàn toàn ngó lơ, không hề để hắn ta vào mắt. Giết chết ông nội hắn ta. Lại còn liếc mặt đưa tình trước mặt hắn ta nữa ư. Nhục nhã, đây chắc chắn là sự sỉ nhục không cách nào diễn tả được. Nhưng, hắn ta còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Bát Hoang đã nhìn về phía này, lên tiếng trước với vẻ mặt nghiêm trọng và đầy nghiêm túc. Trung Viêm phải không, nể tình anh là đệ tử của Học viện Thánh Phong, cúi đầu hành lễ, nói lời xin lỗi rồi tôi sẽ bỏ qua cho ông nội anh, cùng với những lời uy hiếp và ra lệnh anh nói trước đó, không so đo nữa. Trần Đức nói nghe rất nặng nề, và nghiêm túc, không hề có vẻ đùa giỡn nào. Nói thế nào Trung Viêm cũng là đệ tử của Học viện Thánh Phong, cũng được xem là bạn học của anh, trong học viện, có thế khiêu chiến lán nhau, đánh nhau long trời lở đất, thậm chí là người sống ta chết. Nhưng bên ngoài học viện, bọn họ vẫn nên cho đối phương chút thế diện sẽ tốt hơn, để tránh làm mất thanh danh của Học viện Thánh Phong. Ha ha, Trần Bát Hoang, mày nói không so đo là được chắc. Con mẹ nó mày là cái thá gì? Giết chết ông nội tao ngay trước mặt tao. Tao giết chết mẹ mày, mặt Trung Viêm đầy vẻ ghen ghét, hai mắt đỏ bừng, tức giận không thể kiềm chế được. Nói thật, hắn ta cũng không có cảm tình gì đáng nói với Trung Linh Diệu, nhưng Trung Linh Diệu lại đại diện cho cả Tiêu Lôi Môn, hắn ta có thể trực tiếp trở thành môn chủ Tiêu Lôi Mòn mà không cần phí chút công sức nào. Thế mà, Trung Linh Diệu lại dễ dàng bị Trần Bát Hoang giết chết như thế. Còn giết ngay trước mặt hắn ta. Giết xong rồi, còn bắt hắn ta phải xin lỗi. Lớn đến từng này tuổi rồi mà bố mày chưa thấy ai ngông cuồng như mày vậy, biết bố mày là người của Học viện Thánh Phong, lại còn bắt bố mày xin lỗi. Xin cái mà mẹ mày ấy. Miệng Trung Viêm liên tục phun nước miếng, tức giận nói, hôm nay bố mày sẽ thay Chiếu Vương giết chết mày. Vừa nói xong, Trung Viêm đã ra tay, linh khí tụ lại, tạo thành nắm đấm, điên cuồng ngưng tụ và lao về phía Trần Đức. Trong khi hắn ta ngưng tụ, nắm đấm trông hệt như hố đen điên cuồng cắn nuốt linh khí xung quanh cánh tay hắn ta hình thành môi trường chân không, tầng tầng lớp sóng dao động, phá không tạo thành âm thanh chói tai. Một đấm đó, có ít nhất 500.000 lực long tượng. Mọi người có mặt ở đó chợt biến sắc, nếu như một đấm đó đánh xuống, dù có là thần tôn 70 giai cũng sẽ bị nổ tung. Thảo nào Trung Viêm được tam trưởng lão Học viện Thánh Phong chọn. Thực lực của hắn ta tuyệt đối có thể đánh ngang tay với thần tôn 80 giai. Bát Hoang, cẩn thận, ánh mắt Trình Lâm. Phong đầy hoảng sợ, lớn tiếng nhắc nhở, ông ta dám chắc nếu như nắm đấm của Trung Viêm rơi xuống người mình, e là sẽ chết trong giây lát, cả cho cũng không còn. Trần Đức thì sao? Anh lại thoải mái để mặc cho nắm đấm đó ngưng tụ đến mức tối đa, sau đó đánh về phía mình. Nắm đấm này cũng không tệ, bên cạnh Trung Viêm. Tam trưởng lão Hắc Hách Đường hài lòng, gật đầu khen ngợi. Ông ta đã rời khỏi Học viện Thánh Phong đâu đó hơn 4 tháng, trong suốt thời gian đó, ông ta luôn bận rộn bên ngoài, vô tình gặp được Trung Viêm. Sau đó, ông ta lập tức xác định chính là thanh niên này. Nhận hắn ta làm đệ tử thản truyền. Bây giờ xem ra lựa chọn của ông ta là hoàn toàn chính xác. Chỉ trong thời gian nửa giây đó, hoàn toàn không có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều, dường như bọn họ đã có thể trông thấy cảnh đâu Trần Đức nổ mạnh, máu tươi văng khắp nơi rồi. Nhưng, giây tiếp theo, mọi người chợt ngơ ngác. Nắm đấm của Trung Viêm đã đột ngột dừng lại. Tập trung nhìn lại, là một tay Trần Đức đã đỡ lấy cú đấm của Trung Viêm. Mặt không đỏ, cũng trắng thở gấp, như thế đang cầm một cục đá, dễ dàng nắm gọn một đấm đó trong lòng bàn tay. Trông có vẻ cực kỳ nhãn nhã, thoải mái. Mọi người nghệt mặt ra, Trung Viêm. Lại càng ngơ ngác, đồng tử đột nhiên co rụt, hoàn toàn không thể tin nổi. Hắn ta lại ngưng tụ linh khí theo bản năng, muốn lấy tay ra. Gân xanh nối đầy trên tay, không gian xung quanh không ngừng rung động. Thế nhưng,
Dù hắn ta gia tăng bao nhiêu sức mạnh, thì nắm đấm đó vẫn như đang đánh vào miếng bông, chẳng thể tạo nổi chút gọn sóng. Anh vừa mới ăn phân đấy hả? Vừa mới xuất hiện mà cái miệng đã thối vậy rồi. Lẽ ra tôi đã định tha cho anh một mạng, nhưng chính anh lại tìm đường chết. Ánh mắt Trần Đức rét run. Dù cả đời anh chưa từng được gặp mẹ ruột của mình, nhưng anh nhất quyết không cho phép bà bị người khác sỉ nhục như thế. Vừa nói xong, Trần Đức đã nhẹ nhàng xoay cổ tay. Sau đó, cánh tay Trung Viêm chẳng khác gì cái áo bị cuộn lại để vớt nước, sau khi cuộn đến một giới hạn nhất định thì da thịt nổ tung, kinh mạch đắp đứt, máu tươi như mưa bắn ra bổn phía. Rắc 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 rắc, tiếng xương cốt đứt đoạn và vỡ vụn vang lên, cả cánh tay của hắn ta đã bị Trần Đức trực tiếp vặn nát. Chợt, tay kia của Trần Đức như khúc côn vung lên, tát mạnh vào má Trung Viêm. A, à, nửa bên mặt Trung Viêm đã biến dạng, méo mó, cái răng dính máu văng ra khỏi miệng, hắn ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong 2-3 giây, mấy chục ngàn người trong thiên điện trông thấy cảnh tượng đó thì kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn. Trong đó có cả những cao thủ thần tôn Hà họ Ưng. Vẫn nhớ 2 tháng trước, Trần Đức chỉ mới tới cảnh giới thông thần mà thôi. Vậy mà thời gian mới trôi qua bao lâu, anh đã có thể thoải mái đánh giết Trung Viêm cảnh giới thần tôn 73 giai rồi. Má nó, đó là tốc độ tu luyện gì, tốc độ tên lửa hả? Cùng lúc đó, cánh tay bị Trần Đức vặn nát cũng tung một quyền, gào thét lao về phía đầu Trung Viêm. Cậu dám! Hắc hách Đường hét lớn, sau đó, ông ta giơ tay lên, không hề suy nghĩ, tung một đòn về phía nắm đấm của Trần Đức. Nửa giây sau, hai nắm đấm đã đối diện nhau. Trong phút chốc, giữa hai nắm đấm là một cái hố đen không gian khủng bố, dao động mạnh mẽ lan tràn, cả thiên điện đều nổ vang, sợ run. Ngay sau đó, bộp bộp bộp, Hắc Hách Đường liên tục lùi lại, sau 7-8 bước mới vất vả đứng vững. Trần Đức thì sao? Anh Vân đứng đó, không có bất kỳ tổn thương. Nào, ông là ai? Ánh mắt Trần Đức đầy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hắc Hách Đường. Trường lão học viện Thánh Phong, trước mắt người có địa vị cao nhất mà anh được gặp chỉ có Lục trưởng lão, vì thế nên anh không biết Hắc Hách Đường. Anh chỉ biết ông lão trước mặt mình giật mạnh, vội vàng chặn cú đấm của anh, nhưng chỉ lùi lại vài bước, không hề bị thương, điều đó cũng khiến anh hơi ngạc nhiên. Nên biết rằng, một đấm của anh còn mạnh hơn đòn tấn công của Trung Viêm rất nhiều. Sư tôn, Hắc Hách Đường còn chưa lên tiếng thì Trung Viêm mặt đầy máu tươi đã lên tiếng, giúp con giết nó. Giết nó để Đồ Nhi lấy lại chút thế diện đi. Sư tôn, Trần Đức thoáng kinh ngạc, ông chính là sư tôn của anh ta hả, tam trưởng lão học viện Thánh Phong, Hắc Hách Đường. Trần Đức chưa từng gặp Hắc Hách Đường, nhưng trong tài liệu về học viện Thánh Phong có tên 30 vị trưởng lão. Không sai, là tỏi, Hắc Hách Đường cũng không hề e dè hay sợ hãi vì mình rơi vào thế hạ phong, vần bình tĩnh đến rợn người. Nếu cậu đã biết tôi, thì tôi cũng nói cho cậu biết. Trung Viêm là đệ tử thân truyền của tôi, mạng của nó, do tôi bảo vệ, cậu có ý kiến gì không? Hắc Hách Đường, ông ta chính là Hắc Hách Đường, người nhà họ Ưng và Tiêu Lôi Môn giật mình, không thể tưởng tượng nổi, Hắc Hách Đường lại đi cùng với Trung Viêm. Bát Hoang, đừng tiếp tục nữa, Ấn An Sương khẽ nói với Trần Đức, học viện Thánh Phong không thể trêu vào được, trưởng lão học viện lại càng không thể đụng tới. Vẻ mặt Hoa Linh Vi cũng khá căng thẳng. Nên biết rằng học viện Thánh Phong có tổng cộng 8 thần vương. Trong đó, bao gồm 5 vị viện trưởng cùng với 3 trưởng lão địa vị cao nhất. Hắc Hách Đường, lại đứng hàng thứ 3 trong số các trưởng lão, cảnh giới của ông ta thì khỏi nói. Cũng đoán được, khóe môi Trần Đức khẽ nhếch, như thế không hề nghe thấy gì, Hắc Hách Đường vừa dứt lời thì kiếm long ngâm đã xuất hiện trong tay anh, như một loại ám khí, đột ngột lao tới chỗ Trung Viêm mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Kiếm long ngâm phát ra tiếng thét dài, nhanh đến lạ, mất thường hoàn toàn không thể bắt kịp tốc độ của nó. Chỉ trong 1/10 giây, phụt, chỉ nghe thấy tiếng máu tươi bắn ra, kiếm long ngâm đã cắm thẳng vào đỉnh đầu Trung Viêm. Cơ thể hắn ta cứng đờ, ánh mắt xám ngoét như tro tàn, chẳng khác gì cọc gỗ ngã thẳng xuống đất. Trung Viêm, chết, không hề dây dưa kéo dài, lập tức chết tươi. Cùng với sự ngã xuống của hắn ta. Đôi mắt Trần Đức cũng chuyển hẳn sang Hắc Hách Đường, tam trưởng lão, miệng anh ta không sạch sẽ, chẳng những tự xưng bố mày với tôi mà còn dùng những lời khiếm nhã với mẹ tôi, anh ta muốn giết chết tôi,
mà ông lại muốn bảo vệ đệ tử của mình, ông nghĩ tôi có ý kiến không? Trần Bát Hoang có ý kiến gì không? Thật ra cũng chẳng cần phải hỏi thêm làm gì, hành động của anh đã nói lên tất cả. Anh chẳng những có ý kiến, mà còn ý kiến rất nhiều. Anh vừa nói dứt lời, thiên điện như chìm vào sự yên tĩnh chết lặng, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Má ơi! Một thần tôn 60 giai lại dám ý kiến với tam trưởng lão học viện Thánh Phong. Còn không thèm kiêng dè gì, giết chết Trung Viêm ngay trước mặt ông ta. Đây không chỉ là ý kiến nữa, mà rõ ràng là vả bôm bốp vào mặt Hắc Hách Đường. Vả rất vang. Có thể nói hành động của anh là hoàn toàn không xem Hắc Hách Đường ra gì, xem lời ông ta nói như gió thoảng qua tai. Cả Ưng Chiếu đứng trên kia xem cuộc vui cũng hít khí lạnh, ánh mắt ngày càng hung ác và nham hiếm, sát ý tán mát khắp nơi. Trần Bát Hoang này, vẫn điên cuồng và to gan lớn mật như vậy. Quan trọng nhất là, bây giờ anh còn mạnh hơn mấy tháng trước rất nhiều. Thiên phú như thế, nếu cứ để anh thoải mái phát triển, e là, khi đó cả ông ta cũng không phải là đối thủ của anh. Lần đầu tiên, Ưng Chiếu cảm thấy bất an vì thiên phú của một người. Trần Bát Hoang càng mạnh, ông ta càng muốn anh phải chết. Chết đi càng sớm càng tốt. Dù thế nào thì lần này cũng phải giữ cái mạng của anh lại. Bấy giờ, ông ta không tin Trần Bát Hoang Vân còn đống bảo vật đã dùng lần trước, ông ta tính toán rất cẩn thận, những thứ đó, ngoài cái đỉnh kia thì tất cả chỉ có thể dùng một lần. Cả bí thuật anh dùng để gia tăng thực lực đó nữa, theo lý mà nói thì trong khoảng thời gian ngắn anh không thể dùng nó thêm lần nữa. Mặt khác, lần này Ưng Chiếu chuẩn bị rất đầy đủ, ông ta nghĩ Trần Đức sẽ xuất hiện. Tuy rằng xác suất đó chỉ là 1/100 triệu, nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị. Sau đổ, cái xác suất đó, ông ta thành công. Trần Bát Hoang, lần này chắc chắn không thể sống sót rời khỏi đây. Huống chi bây giờ anh còn đắc tội cả tam trưởng lão học viện Thánh Phong. Ha ha, Ưng Chiếu Văn không nói gì, lặng lẽ xem cuộc vui tiếp diễn. Nếu Hắc Hách Đường có thể giết chết Trần Bát Hoang thì tốt. Trong thiên điện. Bầu không khí quỷ dị đến lạ. Mặt mũi Hắc Hách Đường cũng đen ngòm, ánh mắt, hàng mi, khóe miệng đều run rẩy vì sợ. Đã bao nhiêu năm rồi? Hắc Hách Đường trông như người 80 tuổi, nhưng cẩn thận tính lại, năm nay ông ta cũng đã 200 mấy, gần 300 tuổi rồi. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm, chẳng có một ai dám phớt lờ sự hiện diện và lời nói của ông ta như hôm nay. Lòng ông ta đầy lửa giận, ngọn lửa sắp bùng lên đến đỉnh điểm. Dù là người nhà họ Ưng đứng ngoài thiên điện cũng có thể cảm nhận được cơn tức đó. Ông ta sống chết nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang, hai mắt đỏ bừng, gầm lên từng chữ với chất giọng trầm thấp như loài dã thú. Trần Bát Hoang, tôi đã nói với cậu, Trung Viêm là đệ tử thân truyền của tôi, đệ tử của tam trưởng lão học viện Thánh Phong rồi mà. Cậu, không nghe thấy ư? Hắc Hách Đường thốt ra từng chữ, giọng không cao, lại như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Nghe như sát âm đang điên cuồng tàn sát trong tai, khiến đầu họ đau như sắp nứt ra, sắc mặt tái nhợt. À, tam trưởng lão, lâu rồi không gặp, sao mà ông nóng giận đến thế nhỉ? Đúng lúc này, một khe hở không gian chợt xuất hiện. Sau đó, ba bóng người từ bên trong bước ra. Hai già một trẻ. Trẻ, chính là một cô gái hai mấy tuổi, trên mặt là nụ cười khẽ, mặc chiếc váy màu trúc xanh, xinh đẹp thướt tha, bàn về mặt mũi. Khí chất đều ngang hàng với Ấn An Sương và Hoa Linh Vi. Bên cạnh cô ta còn có hai ông lão mặc áo bào màu cho, trông giống hộ vệ riêng của cô ta, nhắm mắt theo sau, đứng ngay ngẳng sau lưng cô ta. Mộng Vũ, nhìn thấy Diêu Mộng Vũ, sát khí trên người Hắc Hách Đường lập tức biến mất không dấu vết, như chưa từng tồn tại, kinh ngạc nói, Mộng Vũ, sao cô lại tới đây? Tôi hả, tôi về nhà gặp bố mẹ, bây giờ hả? Tất nhiên là tới gặp sư đệ của mình rồi. Diêu Mộng Vũ di chuyển tới trước mặt Trần Bát Hoang, sư đệ, cậu làm sao thế, sao lại đối đầu với tam trưởng lão thế này? Ấy, gọi là sư huynh, đầu Trần Đức đầy vạch đen, tôi giết chết Trung Viêm vừa được ông ta nhận làm đệ tứ thân truyền, nên tam trưởng lão chuẩn bị giết tôi. Sư đệ, Hắc Hách Đường nhíu mày, nhắc nhở nói, Mộng Vũ, cô gọi cậu ta là sư đệ ư. Không được gọi bậy mấy từ đó đâu. Tôi đâu có gọi bậy, Diêu Mộng Vũ chớp mắt. Đúng rồi, thời gian qua tam trưởng lão không có ở học viện Thánh Phong nên vẫn chưa biết nhỉ. Bây giờ Trần Bát Hoang đã trở thành đệ tử sư tôn mới nhận.
Cái gì? Vẻ mặt Hắc Hách Đường chợt cứng đờ, viện trưởng nhận cậu ta làm đệ tử thật ư? Tam trưởng lão, ông nghĩ xem tỏi có nói bậy mẩy chuyện thế này bao giờ chưa? Diêu Mộng Vũ hỏi lại. Hắc Hách Đường nhìn chằm chằm Diêu Mộng Vũ một lúc lâu, mãi đến khi chắc chắn cô ta không nói bậy thì im lặng. Ông ta biết, Diêu Mộng Vũ sẽ không nói lung tung về chuyện này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của viện trưởng. Thế nên, chuyện đại viện trưởng nhận Trần Bát Hoang làm đồ đệ là sự thật. Rất lâu sau đó, ông ta hít sâu rồi lại thở dài một hơi, nhìn về phía Trần Đức, Trần Bát Hoang, nếu cậu đã là đệ tử của đại viện trưởng, thì chuyện của cậu với Trung Viêm cứ xem như là trận chiến sinh tử đế rèn luyện, tôi không nhúng tay vào nữa. Rốt cuộc Hắc Hách Đường cũng hiểu được tại sao trước đó Trần Bát Hoang bảo Trung Viêm xin lỗi, mà không trực tiếp giết chết. Không phải vì Trần Bát Hoang kiêng dè gì, mà là anh nể tình đồng môn. Thân là tam trưởng lão học viện Thánh Phong, Hắc Hách Đường là người biết thức thời, biết tiến biết lùi. Nếu hôm nay ông ta dám ra tay, Cổ Lục Đạo chắc chắn sẽ giết chết ông ta. Hết cách, đó là nguyên tắc sẵn có của học viện Thánh Phong. Các đệ tử tranh đấu, tiền bối không được nhúng tay vào. Nếu không, giết không tha. Nguyên tắc của học viện Thánh Phong không phải là thứ ai cũng có tư cách phá vỡ, ít nhất, Hắc Hách Đường vẫn chưa có tư cách đó. Còn cái chết của Trung Viêm, chỉ có thể nói là đáng đời. Nếu ban đầu hắn ta biết xin lỗi, miệng đừng thối như thế, thì chẳng những không chết, mà còn có một tương lai sáng lạn. Bây giờ, ha ha, thế thì cảm ơn tam trưởng lão, Hắc Hách Đường không ra tay, tất nhiên Trần Đức sẽ cho ông chút thế diệt, chủ động chắp tay, tam trưởng lão thông tình đạt lý, không hổ là tam trưởng lão học viện Thánh Phong, đệ tử bội phục. Ha ha, cậu cũng không tệ, có thể trở thành đệ tử của đại viện trướng, tương lai rực rỡ không ai bằng, tam trưởng lão gật đầu khen ngợi. Thầm than thằng nhóc này biết có biết suối, so sánh qua lại, dù là thiên phú hay tính tình đều hơn Trung Viêm không biết bao nhiêu lần. Với cái tính có được giãn được của Trần Bát Hoang, cùng với thực lực đủ để giết người cảnh giới cao hơn đó. Trung Viêm chết không oan một tí nào. Cũng khó trách, đại viện trưởng muốn nhận anh làm đệ tử. Người như thế, tiền đồ sáng lạn cũng không đủ hình dung, Hắc Hách Đường không khen qua loa có lệ, mà thật lòng tán thưởng. Nghĩ thế. Ông ta lại quyết định kết chút duyên tình với Trần Đức, đôi mắt già nua lướt nhìn ưng. Chiếu ngồi trên cao, chiếu vương, Trần Bát Hoang chính là đệ tử của Cổ Lục Đạo, đại viện trưởng học viện Thánh Phong, hình như. Ông muốn giết cậu ta hả? Khi Hắc Hách Đường lên tiếng thì hai ông lão sau lưng Diêu Mộng Vũ cũng từng bước đi tới, sóng vai Hắc Hách Đường, nhìn chằm chằm ưng chiếu. Chén kia, ưng chiếu rơi vào câm lặng. Câm nín như chết lặng. Từ khi Diêu Mộng Vũ xuất hiện, sắc mặt ông ta đã không được đẹp đẽ gì cho cam, biết được Trần Bát Hoang là đệ tử Cổ Lục Đạo thì sắc mặt ông ta lại càng tái nhợt. Còn bây giờ, rất dễ thấy, Hắc Hách Đường cũng đứng cùng một chiến tuyến với Trần Bát Hoang. Cộng thêm hai ông lão sau lưng Diêu Mộng Vũ. Đừng thấy họ không nói lời nào mà tâm. Bọn họ lại chính là hai thần vương. Thần vương nhà họ Diêu. Hoàng đồ vô cương này. Ngoại trừ hoàng tộc thì còn có ba gia tộc hết sức lớn mạnh và quan trọng. Nhà họ Diêu là một trong số đó. Nhưng, họ là gia tộc mạnh mẽ nhất, có tiềm lực lớn nhất trong ba gia tộc. Không có lý do gì khác. Chỉ vì Diêu Mộng Vũ là đệ tử Cổ Lục Đạo, đệ tử Đại viện trường học viện Thánh Phong. Bấy giờ, trong điện có tổng cộng 4 thần vương. 3 người trong đó đều đứng về phía Trần Bát Hoang. Nói thật, ưng chiếu đang hoảng loạn. Dù ông ta có quân bài tẩy, thì giờ phút này nó cũng không thể chịu nổi ba thần vương. Trong thiên điện, trưởng lão nhà họ ưng cùng. Với hơn 10 đến 100 vị thần tôn cũng chấn động. Không ai ngờ được rằng chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Trần Bát Hoang lại trở thành đệ tử của Đại viện trưởng học viện Thánh Phong. Đối mặt với câu hỏi của Hắc Hách Đường, ưng chiếu không biết phải trả lời ra sao. Muốn ông ta phải trả lời thế nào? Nếu nói không, thì là do ông ta nhu nhược. Nếu chuyện này bị đồn ta ngoài, ông ta còn lăn lộn ở cái đất hoàng đô này được không? Nhưng nếu trả lời là có, chờ đợi ông ta có thể sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, dù có thể chống chọi được, nhà họ ưng cũng sẽ từ gia tộc nhất phẩm biến thành nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm. Lần đầu tiên ưng chiếu cảm thấy ngai vương mình đang ngồi cho ông ta cảm giác như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, trông thì bình tĩnh đấy, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Đáp cũng không được. Mà không đáp cũng không xong.
Long đế giá lâm, khi ông ta đang bận suy. Nghĩ thì đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Ngoài thiên điện, chẽn bầu trời mây, một con phi long khổng lồ đáp xuống, kéo theo một cung điện nguy nga. Một ông lão bước xuống từ trên người phi long. Phó Vĩnh Sinh. Môn chủ Đan Môn, Phó Vĩnh Sinh. Nói xong thì ông ta đã đi tới trước cung điện sau lưng phi long, chậm rãi mở cửa ra. Khi hai cánh cửa mở ra, một bóng người khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Trên người ông ta là long bào cửu cháo kim long, mũ miện trên đỉnh đầu, cả người tràn ngập uy nghiêm của kẻ bề trên, của một đế vương. Ông ta từ trong cung điện, chậm rãi đi ra. Chậm rãi bước vào thiên điện. Bái kiến long đế. Bái kiến long đế. Bái kiến long đế. Ông ta vừa xuất hiện, thì mấy chục ngàn người nhà họ Ưng bên ngoài thiên điện đã xoay người 90 độ, hành lễ. Trong thiên điện, lần lượt từng thần tỏn, kể cả trưởng lão nhà họ Ưng cũng đứng dậy hành lễ. Trình Lâm Phong, Đồ Trường Sinh, Lý Thanh Nguyệt và nhóm đệ tử Lưỡng Nghi Tông, cùng với nhóm trưởng lão và đệ tử Tiêu Lôi Môn cũng thế. Cả Ấn An Sương cũng khẽ cúi đầu xuống. Ưng Chiếu đang ngồi chẽn ngai vương cũng không thể ngồi yên được nữa, bò từ trên xuống, hơi thở có chút dồn dập, Long đế, người. Tại sao người lại tới đây? Nơi này không phải hoàng cung. Không cần hành lễ, Long đế vung tay lén, vạt áo bay bay, chắp hai tay sau lưng đi lên vị trí của vương, thoải mái ngồi xuống. Ưng Chiếu thì cực kỳ cung kính bên dưới ông ta. Ưng Chiếu, bán đế tới đây vì chân bát hoang, Long đế nói không nhanh không chậm, giọng hết sức bình thản, tôi muốn đưa cậu ta vào hoàng cung, ông có ý kiến gì không? Vừa dứt lời, dù là Tiêu Lôi Môn hay Lưỡng Nghi Tông thì đều ngơ ngác, sau đó, người Tiêu Lôi Môn sợ hãi đến lạ. Lưỡng Nghi Tông lại vui vẻ bất ngờ. Đúng là trâu bò mà. Lại một thần vương xuất hiện vì Trần Bát Hoang. Hơn nữa còn là người nắm quyền Bạc Hoang. Nắm quyền thật sự, Long đế Chu Long. Long đế đích thân đến đây chí vì Trần Đức, đó là đãi ngộ thế nào? Là vinh hạnh đặc biệt thế nào? Bá đạo đến mức nào? Đệ tử Lưỡng Nghi Tông chỉ thấy vô cùng vui sướng. Hoa Linh Vi, An Ấn Sương cùng với sư tôn họ là Trịnh Nguyệt Tinh cũng rung động. Cảm thấy may mắn khi sống sót sau tai nạn. Hai con đã tìm cho mình một người đàn ông tốt, một người rất tốt, Trịnh Nguyệt Tinh khóc, bà ấy không ngờ hôm nay mình có thể tiếp tục sống sót. Ca bán thân Trần Đức cũng hết sức bất ngờ, không ngờ sẽ có bốn thần vương đến đây vì mình. Nếu anh gọi thêm Cố Lục Đạo tới nữa, thì sẽ là năm thần vương. Đội hình này, chắc là đủ để càn quét Bắc Hoang rồi đấy nhỉ. Chỉ là, anh thấy hơi lạ. Tại sao Long đế lại đến đây? Anh biết, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí ở Vân Tiêu giới, Long đế không thể vô duyên vô cớ giúp đỡ anh. Trong thiên điện, dưới bậc thang, tâm trạng Ưng Chiếu có thể nói là chìm xuống đáy bế. Hôm nay e là không thể giết được Trần Bát Hoang, nếu như đánh với ba thần vương cỏ thế khiến nhà họ Ưng tổn thương gốc rễ, thì cộng thêm Long đế, nhà họ Ưng không còn đường sống nữa. Nếu Long đế đã muốn dẫn đi, tất nhiên tôi không có ý kiến, sau sự im lặng kéo dài, Ưng Chiếu từ bỏ, ông ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Vì một Trần Bát Hoang mà chôn cả nhà họ Ưng. Vào, không đáng. Ừm. Long đế gật đầu, từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Bản đế muốn ông và người nhà họ Ưng hành lễ và xin lỗi Trần Bát Hoang, ông có ý kiến gì không? Ưng Chiếu câm nín, sắc mặt còn đáng sợ hơn cả người chết, tay siết lại thật chặt, móng đâm vào lòng bàn tay. Nhỏ ra máu. Ông ta là thần vương. Là vương của nhà họ Ưng. Nhà họ Ưng bọn họ là một trong ba gia tộc lớn ở Bắc Hoang. Chu Long lại bắt ông ta cùng với cả nhà họ Ưng phải hành lễ và xin lỗi một thần tôn 60 giai. Ưng Chiếu căm tức, không cam lòng, khó chịu đến cùng cực. Thế nhưng, vào lúc này, ông ta hoàn toàn không dám từ chối. Nếu ông ta dám, chờ đợi ông ta chỉ có một con đường chết. Ưng Chiếu. Ông không cam tâm đúng không? Đúng lúc này, khi cả thiên điện chìm vào yên tĩnh thì Trần Đức đột nhiên bước ra từ trong đám người, không biết từ khi nào trong tay đã có thêm một vỏ rượu. Anh uống từng ngụm, mang theo hơi men, nói. Nếu ông thấy không cam tâm, tôi có thể cho ông một cơ hội. Trần Bát Hoang này chính thức khiêu chiến với ông, một đánh một. Trần Đức buông vỏ rượu trong tay xuống. Bộp một tiếng, vỏ rượu rơi xuống đất, bọt nước vàng khắp nơi. Vang vọng thiên điện. Phân chia cao thấp, quyết sống còn, Ưng Chiếu, ông.
dám không? Phân chia cao thấp, quyết sống còn. 6 chữ, bình tĩnh, lạnh nhạt, không có chút cảm xúc dao động nào. Nhưng, chính nó mới là sự ngông cuồng và kiêu ngạo thật sự. Đúng vậy. Bởi vì Trần Bát Hoang là thần tôn 60. Giai. Ưng Chiếu, lại là thần vương. Thần vương hàng thật giá thật. Lời anh vừa thốt ra, cả thiên điện chìm vào sự yển tĩnh như chết lặng trong khoảng thời gian ngắn. Hầu như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Trần Đức, dù là Diêu Mộng Vũ, Ẩn An Sương hay Hoa Linh Vi, hay bốn vị thần vương, đệ tử Tiêu Lôi Môn, đệ tử Lưỡng Nghi Tông, hơn chục ngàn người nhà họ Ưng. Cả đám, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi và rung động. Trần Bát Hoang, điên rồi ư. Thần tôn 60 giai, khiêu chiến với Ưng Chiếu. Rõ ràng có thể thoải mái vượt qua cửa ải khó khăn lần này với áp lực của bốn vị thần vương, hơn nữa còn giải quyết sạch sẽ mâu thuẫn với nhà họ Ưng. Tại sao anh lại muốn khiêu chiến với Ưng Chiếu? Hai thần vương Diêu Mộng Vũ dẫn theo và tam trưởng lão Hắc Hách Đường đều cạn lời, thằng nhóc này đúng là ngông cuồng không thể tả nổi. Nhưng trong ánh mắt Long Đế ngồi tít trên cao lại xuất hiện sự khen ngợi, thoáng gật đầu, lại lau mắt nhìn người con trai trước mặt một lần nữa. Trần Bát Hoang, cậu, khiêu chiến tôi, cậu chắc không? Ưng Chiếu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang. Đúng vậy. Trần Đức khẽ gật đầu, không hề hối hận, thậm chí khi nhóm Trình Lâm Phong liên tục ám chỉ, lắc đầu với anh, Trần Đức vẫn làm như không nghe thấy. Ha 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 ha, ha 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 ha, Ưng Chiếu đột nhiên nở nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to, cả thiên điện đều vang vọng tiếng cười của ông ta. Trong tiếng cười đó có sự hưng phấn, có lửa giận, có nhục nhã, đủ loại cảm xúc đan xen. Ông ta hưng phấn vì sự ngu ngốc, ngu muội của Trần Bát Hoang, cũng không cam tâm, không muốn xin lỗi, muốn giết chết anh, thì anh lại khiêu chiến. Ông ta, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng đầy lửa giận. Nếu là ngày xưa, cái loại cảnh giới rác rưởi như Trần Bát Hoang còn chẳng đủ tư cách để nhìn, hay nói chuyện với ông ta. Thì lấy đâu ra cái việc hoang đường như là khiêu chiến. Trước kia, đây chính là một chuyện nực cười, hết sức hài hước, ông ta sẽ không thèm để tâm tới. Với ông ta mà nói, đây chính là sự nhục nhã. Nhục nhã không thể tả nổi. Sau 10 tiếng cười to, Ưng Chiếu đột nhiên dừng lại, khàn giọng nói, được, Trần Bát Hoang, tỏi ứng chiến. Giọng ông ta đầy gấp gáp, không muốn cho Trần Đức một cơ hội đổi ý nào. Bát Hoang, cậu, Hắc Hách Đường định nói gì đó, nhưng Trần Đức đã lên tiếng. Tam trưởng lão không cần lo lắng. Ây, được rồi, Hắc Hách Đường đành thôi không nói thêm gì nữa. Sau đó, Trần Đức lại nói. Trận chiến này là trận sống còn của tỏi với Ưng Chiếu, các vị tiền bối đang ngồi cùng với Thản Bằng háo hữu, tôi mong mọi người đừng nhúng tay vào. Người trong thiên điện đều dùng sắc mặt quái lại nhìn anh, không biết nên nói cái gì mới đúng, nói gì cũng thành sai. Súng đã lên nòng, không thế không bắn. Người đứng bên cạnh Trần Đức, mặt tràn đầy lo. Âu, nhìn lại các đệ tử nhà họ Ưng trước đó mặt đầy lo lắng sợ hãi, nhưng bây giờ sắc mặt lại thá lỏng, tràn đầy giễu cợt. Tên nhãi này náo uống nước rồi. Chẳng lẽ hắn còn cho rằng mình là đối thủ của thần vương sao? Ha ha, lần trước mượn bảo vật để giết chết hại thần vương, lần này hắn còn có thể dựa vào cái gì? Trong thiên điện, từng tiếng xì xào bàn tán vang lên cực kỳ chói tai. Nhưng hết lần này đến lần khác không ai dám phản bác bọn họ. Bởi vì lời bọn họ nói là thật. Thần tôn 60 giai, dựa vào cái gì mà so với Ưng Chiếu? Võ giả cảnh giới như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh một trận thần tôn đính phong ấy chứ. Chiến với thần vương, đùa gì thế? Nếu là cuộc chiến sinh tử, chỗ này không thích hợp lắm. Chiếu vương, mọi người chuyển đến sân quyết đấu của nhà họ Ưng đi, lúc này Long Đế chậm rãi mớ miệng. Long Đế, ở đây là được, cũng chỉ là chuyện mười mấy giây mà thôi, Ưng Chiếu thản nhiên nói, giết chết một con kiến, cần gì phải đến sân quyết đấu. Ngay lập tức, Long Đế cứng họng, lời của Ưng Chiếu ông ta cũng không còn cách nào phản bác. Có thể bã đầu chưa, đột nhiên Trần Đức hỏi. Có thể, Ưng Chiếu uy nghiêm cười một tiếng, một luồng áp bức tuyệt thế chấn động trong cơ thể đột nhiên lan ra. Cảnh giới thần vương nhất trọng. Khí tức khủng khiếp dập dờn mở ra. Không gian xung quanh ông ta giống như gợn nước, đẩy ra từng tầng sóng lăn tăn. Khí tức như vậy khiến cho tất cả mọi người kinh hoàng biến sắc.
Mặc dù Ưng Chiếu Chí là thần vương nhất trọng, nhưng chỉ khí tức kia liền khiến cho một vài thần tôn cảm thấy sợ hãi, run rẩy, hai chân mềm nhũn. Uy áp kia giống như đến từ chỗ sâu linh hồn, khiến người ta sợ hãi. Ngay sau đó, cùng dây, Ưng Chiếu ra tay. Ông ta không vì Trần Đức chỉ có thần tôn 60 giai mà nương tay, ấn quyết trong tay bóp lại, bơi đến, thế tấn công điên cuồng. Thế tấn công của ông ta rất nhanh, trong thời gian nửa cái hít thở, một bàn tay trở nên đen nhánh, khí đen lượn lờ. Khí đen như ma, cả một bàn tay của Ưng Chiếu chuyến đen, khi lòng bàn tay ông ta trở nên biến ảo khôn lường, còn cả mây bên ngoài thiên điện. Trong nháy mắt, trời đất mịt mù, gió mây cuồn cuộn, linh khí mãnh liệt dâng trào, giống như sóng thần điên cuồng, từng đường chướng ẩn màu đen hiện lên. Trong nháy mắt, thiên điện vừa mới tu bổ chưa đến 2-3 tháng lúc này trực tiếp bị sụp đổ, hóa thành cho bụi. Ưng Chiếu còn chưa ra tay đã sụp đổ rồi. Thần ma trưởng. Sau đó, Ưng Chiếu nặng nề gào lên, một trưởng đánh về phía Trần Đức, che kín bầu trời, xen lằn máu tanh và chết chóc, trước sau trái phải của Trần Đức đều bị phong tỏa hoàn toàn, phong tỏa gắt gao khí tức của anh. Ưng Chiếu quá kinh khủng, chỉ một trưởng, sự kinh khủng của thần vương đã được ông ta thi triển ra đầy tinh tế. Tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc mặt, dù là tam trưởng lão Hách Hách Đường đối mặt với một trưởng này cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cùng là thần vương, ông ta không thể nào tạo ra khí thế mạnh mẽ như vậy, nếu ông ta đối mặt với một trưởng này của Ưng Chiếu, muốn tiếp cũng tương đối khó khăn. Nhưng Trần Đức lại không hề nhúc nhích, anh đứng tại chỗ, giống như đang xem kịch. Bát Hoang, cậu làm gì thế, còn không mau ra tay, Hách Hách Đường lớn tiếng nhắc nhở. Cũng vào khoảnh khắc lời nói của ông ta vừa dứt, tới rồi. Một trưởng của Ưng Chiếu phóng đại không ngừng, như núi lớn sụp đổ, như trăm ngàn hỏa tiễn từ trên trời hạ xuống, không gian xuất hiện thần mang vọt lẽn cao, huyền quang sáng chói. Xa xa, Diêu Mộng Vũ biến sắc, sắc mặt trắng nhợt cực kỳ khó coi, Ưng Chiếu là vua của Hoàng Đô Vô Cương, thực lực của ông ta thật sự không thể nghi ngờ, hơn nữa hoàn toàn không cho Trần Đức giữ lại con đường sống. Muốn đẩy anh vào chỗ chết. Trần Bát Hoang, giết mày cần gì phải đưa đến sân quyết đấu nhà họ Ưng, một chiêu của tao có thể nghiền nát mày thành phấn vụn. Lời Ưng Chiếu tàn nhẫn cay độc, giọng nói uy nghiêm giống như từ cây gai độc đâm vào trong lòng mỗi người. Vù, 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 một. Lời Ưng Chiếu vừa dứt, giữa điện quang hỏa thạch của một trưởng đang hạ xuống kia, Trần Đức đã ra tay. Anh vẫn bình tĩnh dửng dưng như thường lệ, không có một chút biến ảo nào. Một cái đỉnh màu xanh tím trong tay hiện lên không chút dấu hiện, từ nhỏ phóng đại dần lên, lớn nữa, lớn nữa. Trong phút chốc dài chừng một ngọn núi cao, cái đỉnh lớn màu xanh tím treo lên hư không, mang theo phong cách cổ xưa hùng vĩ. Tất cả đều ảm đạm trước mặt nó, giống như nó trở thành chúa tế giữa trời đất. Trên thân đỉnh, từng mảng long văn lóe lên phong cách cổ xưa, khí tức mênh mông bao phủ trước người Trần Đức. Đỉnh long văn. Một chướng của Ưng Chiếu gần như xuất hiện hạ xuống đồng thời với đỉnh Long Văn. Keng! Một chướng kia đập trên đỉnh Long Văn, nó chỉ rung chuyến một cái, tất cả sức mạnh đều biến mất hoàn toàn, tan thành mây khói. Lần này, Trần Đức không mượn sức mạnh của Linh Lung, anh dựa vào sức mạnh bản thân, thúc giục đấy Long Văn. Mặc dù với tình huống hiện giờ của anh chỉ có thể dùng nó để phòng ngự. Nhưng, vậy cũng đủ rồi. Cùng dây đó. Thần thức Trần Đức cuồn cuộn, linh khí màu vàng thuần giống như sa mạc rộng lớn, nó rơi xuống, bao phủ trong chu vi mấy trăm mét. Trong tích tắc, không gian nhảy nhót, hiện ra từng đường văn, đó là đại lộ thiên địa, trật tự gông xiềng. Đoàng đoàng đoàng, lại thấy từng trật tự gông xiềng bị tan tác, gãy lìa, sau đó trên sa mạc màu vàng rộng lớn xuất hiện một cánh cửa hư không. Trong cửa, một luồng thần thức và sóng linh hồn kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt tất cả mọi người biến đổi lớn, da đầu tê dại, giống như bị thứ gì kinh khủng bao phủ, không nhịn được ngứa ngáy ra đầu. Đó là hai người Diêu Mộng Vũ và Hách Hách Đường kinh hãi, màu mắt biến ảo. Lục đạo luân hồi. Cùng lúc bọn họ chấn động, Trần Đức âm thầm mớ miệng như chuông lớn đại lữ, vang khắp vân không, vang vọng bên tai mỗi người. Trong phút chốc, cửa hư không mở toang, màu vàng mênh mông hội tụ. Hóa thành một bó thần mang rơi về phía Ưng Chiếu. Cái này. Cùng dây đó, sắc mặt Ưng Chiếu biến đổi, ông ta có một loại dự cảm không lành,
theo bản năng một quyền đánh về phía thần mang kia. Bù! Thần mang run rẩy khẽ nhảy lên, sau đó cũng không tán loạn, chỉ là sau một thoáng náo loạn thì bao phủ toàn bộ. Đồng thời, ông ta kinh hãi phát hiện, cơ thể của mình vào lúc này trở nên trẻ hơn, không chỉ trẻ về cơ thể, còn có cả cảnh giới của ông ta. Cũng hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống một cách nhanh chóng. Từng đường quy luật trói buộc trên người ông, giống như ổng ta đang trải qua luân hồi quỷ dị, cảnh giới không ngừng hạ xuống. Khoảng chừng 30 giây, ông ta lại trở về Than Tôn đỉnh phong. Không, Ưng Chiếu nhận ra một tia bất an, ông ta phát điên, linh khí nở rộ, dùng hết toàn lực thoát khói trói buộc của sức mạnh quy luật trên người. Trói buộc trên người ông ta đang không ngừng trở nên yếu ớt, sụp đổ. Chỉ là, vào thời khắc này, Trần Đức đã đến trước người ông ta. Tay anh cầm kiếm long ngâm. Phụt, một kiếm đâm về phía Ưng Chiếu. Trong lúc vội vàng, Ưng Chiếu chỉ có thế phân thần, liên tục đánh 10 quyền về phía Trần Đức. Nhưng, ông ta đã rớt cảnh giới, dù là 10 quyền, dưới kiếm long ngâm của Trần Đức cũng tỏ ra tái nhợt và bất lực. Cực ảnh cửu trọng thi triển. Phụt, một kiếm của Trần Đức chặt đứt cánh tay phải của Ưng Chiếu. Lại một kiếm chặt xuống tay trái của ông ta. Kiếm linh hoan. Bất chợt, cùng một giây, võ kỹ thi chiến, kiếm long ngâm biến ảo mở ra, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm, phong kín tất cả đường lui của Ưng Chiếu. Xoạt, 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 bóng kiếm rơi xuống, Ưng Chiếu căn bản muốn tránh cũng không được, da thịt toàn thân bị cắt từng khối, kinh mạch, dây thần kinh, xương cốt bị gãy lìa từng tấc. Đối mặt với Trần Bát Hoang, tất cả thế tấn công của ông ta đều phí công vô dụng. Sau khoáng chừng 10 cái hít thở, Ưng Chiếu đã trở thành người máu. Vô cùng đau đớn, giống như bị ngọn lửa thiêu hủy, lại giống như ngàn vạn cái đinh đâm trên người ông ta, cực kỳ khó chịu, cực kỳ đau đớn, phát ra tiếng gào thét thảm thiết rung trời. Ông nói đúng, trận chiến giữa ông và tôi cần gì phải đến sân quyết đấu. Trần Đức đưa mắt nhìn Ưng Chiếu, hai tròng mắt lạnh như băng, sát ý lóe lên, uy nghiêm lạnh lùng. Sau đó, một kiếm cuối cùng đâm ra. Phụt! Kiếm long ngâm trực tiếp đảm vào thức hải của Ưng Chiếu. Lập tức, cả người ổng ta giống như pháo hoa, nổ ầm ầm nát vụn, lại giống như thác nước phun ra màu máu, thiêu đốt đến chói mắt. Vua của nhà họ Ưng, Ưng Chiếu. Lúc này, hóa thành hư vô, hài cốt không còn, hoàn toàn chết hẳn, không còn một chút khả năng. Sống sót. Cùng với một tiếng nổ này, tất cả mọi người từ trên xuống dưới của nhà họ Ưng hoàn toàn rơi vào trong yên lặng kỳ quái. Không thế nào tưởng tượng nổi. Hách hách Đường thân là thần vương, càng không kìm được mà lạnh run, dâng lên từng trận sợ hãi. Trước đó, nếu không phải Diêu Mộng Vũ kịp thời xuất hiện, có lẽ ông ta đã ra tay với Trần Bát Hoang rồi. Từ trước đến nay, ông ta cho rằng Trần Bát Hoang số mệnh tốt, nếu không nhờ Diêu Mộng Vũ, anh đã chết không có chỗ chôn rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu không phải Diêu Mộng Vũ, người chết không có chỗ chôn, e rằng là ông ta ấy chứ. Phải biết rằng, thực lực ông ta không bằng Ưng Chiếu. Mà bây giờ Ưng Chiếu chết rồi. Chết không chút hồi hộp nào, giống như một giấc mơ. Dù là Long Đế, Siêu Mộng Vũ, còn có hai thần vương ông ta mang đến cũng hoàn toàn chịu khuất phục, từng ánh mắt sâu xa đều nhìn chằm chằm Trần Đức, hồi lâu không thể nào rời đi. Bọn họ còn như vậy. Tâm tình của Tiêu Lôi Môn, Lưỡng Nghĩ Tổng và hàng vạn con cháu nhà họ Ưng thì càng không cần phải nói. Bọn họ đứng tại chỗ như pho tượng, đồng tử run rẩy giống như sắp nổ tung, nhìn chằm chằm vào xương máu trong sân, hô hấp của bọn họ tắc nghẽn giống như kiếm đặt ở yết hầu. Đặc biệt là một số người nhà họ Ưng, ngay cả tim cũng ngừng đập trong thời gian ngắn, sắc mặt trắng nhợt đến mức không thể trắng hơn được nữa, mấy ngàn đệ tử ngất tại chỗ. Thần tôn 60 giai giết chết một thần vương. Con mẹ nó chứ. So với chuyện hoang đường thì còn hoang đường hơn. Dù nằm mơ cũng tuyệt đối không thế nào nằm mơ đến cảnh tượng như vậy. Đám người Tiêu Lôi Môn và nhà họ Ưng trừng mắt như sắp nứt ra, tim gan lạnh lẽo. Phù, Trần Đức thở dài một hơi, trong lòng cũng không có quá nhiều sóng lớn. Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Anh khiêu chiến Ưng Chiếu chỉ có một nguyên nhân. Chính là muốn mạng của Ưng Chiếu. Thứ nhất là muốn báo mối thù đau khổ mà Ưng Thanh Vũ phải chịu, trả lại hết tất cả cho Ưng Chiếu. Thứ hai là đòi lại công bằng cho Hoa Linh Vi, Ấn An Sương và Trịnh Nguyệt Tinh.
Hôm nay nếu anh không tới, chắc hẳn ba người sẽ chết. Ưng Chiếu chưa từng nghĩ đến chuyện tha cho anh và tha cho người phụ nữ của anh một mạng, làm sao anh nghĩ sẽ tha cho Ưng Chiếu. Kế hoạch vừa mới bắt đầu, anh liền muốn chém giết Ưng Chiếu. Quá trình mặc dù xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả vẫn nằm trong dự liệu, trong kế hoạch của anh. Hơn nữa, có bốn thần vương chấn nhiếp, anh chém chết Ưng Chiếu lại dễ dàng gấp trăm lần ngàn lần so với trong tưởng tượng của anh. Chỉ ít hơn 10.000 đệ tử nhà họ Ưng còn có cường giả thế hệ trước có khả năng tồn tại, không ai ra tay. Thu hồi tâm trạng, anh chậm rãi cười, đi về phía Trình Lâm Phong, anh đến trước mặt ông ta khẽ cười, lão Trình, may mà không làm ông xấu hổ, uy hiếp của Lưỡng Nghi Tông từ hôm nay đã hoàn toàn được giải quyết. Lời nói của anh vang khắp bên tai Trình Lâm Phong, hoàn toàn kéo ông ta trở về từ trong tâm trạng chấn động. Được, Tông Chủ, được. Trình Lâm Phong nhìn Trần Đức, ông ta đã không thể nào dùng từ ngữ gì để biểu hiện kích động và hưng phấn trong lòng. Nước mắt vui mừng quấn quanh hai tròng mắt tang thương, có cậu, Lưỡng Nghi Tông hưng thịnh rồi. Trình Lâm Phong tràn đầy kích động, cơ thể già nua không nhịn được run rẩy, từng giọt nước mắt vui sướng và xúc động rơi xuống từ hai tròng mắt. Đồ Trường Sinh và Lý Thanh Nguyệt và một vài chấp sự lớn tuổi cũng giống như vậy, tràn đầy nước mắt. Thân là trưởng lão Lưỡng Nghi Tông, phục hưng Lưỡng Nghi Tông là nhiệm vụ, là nguyện vọng của bọn họ. Cả đời này bọn họ cố gắng phấn đấu cho nguyện vọng xa không với tới này. Mà bây giờ, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy hy vọng từ trên người Trần Bát Hoang, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Trần Bát Hoang, chúc mừng cậu, Hắc Hách Đường từ trong chấn động lấy lại tinh thần, trước tiên ông ta chúc mừng Trần Đức. Cùng lúc đó, ba cô gái Ấn An Sương, Hoa Linh Vi và Diêu Mộng Vũ cũng lấy lại tinh thần. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Ba đôi mắt ngơ ngác nhìn Trần Đức, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và kiêu ngạo. Chúc mừng Tổng Chủ, Đoạn Nguyên đi lẻn hành lễ với Trần Đức đầu tiên. Chúc mừng Tông Chủ, chúc mừng Tông Chủ. Phía sau anh ta, các đệ tử của Lưỡng Nghi Tông rối rít hô lên giống như sóng thần, từng người kích động đến mức không thể kích động hơn, họ xông lên phía trước, vây quanh Trần Đức, ôm lấy ném lên trời cao. Loại kích động đó giống như bọn họ giành được thắng lợi, sung sướng đến tận cùng. Trần Đức bị đưa lên cao rồi hạ xuống, lại giơ lên hạ xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, Trần Bát Hoang đã hoàn toàn trở thành tiêu điểm, không có ánh mắt người nào không rơi. Chẽn người anh, Tiêu Lỏi Môn và nhà họ Ưng toàn thản không tự nhiên, nhưng không có bất cứ ai nói gì. Dù là đời sau của Ưng Chiếu cũng chỉ có thể đứng nhìn. Được đó. Thanh Vũ không tìm sai người. Ở trong khe sâu nơi nhà họ Ưng bị phong bế, cả nhà Ưng Thanh Vũ bị nhốt ở đây, Ưng Chính Kỳ đứng ngoài cửa nhìn về phía thiên điện xa xôi, ông ta tràn đầy vui vẻ an lòng. Bên cạnh ông ta, Ưng Cứu Sâm cũng như vậy, thân là bố của Ưng Thanh Vũ, ông ta cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào cho con gái. Anh trai Ưng Khinh Huyền và mẹ Yến Vân của Ưng Thanh Vũ cũng nhìn ra phía xa, mặc dù không nói một câu. Nhưng không khó nhìn ra vẻ mừng rỡ và tán thưởng về Trần Bát Hoang ở trong mắt bọn họ. Thiên điện sụp đổ, vô cùng lộn xộn. Ước chừng sau nửa giờ, huyên náo ngoài quảng trường lúc này mới từ từ tiêu tán, anh đi từ trong đám người ra, chủ động bước về phía Chu Long. Long đế, lần này, đa tạ ông giúp đỡ. Ha ha, Long đế tán thưởng nói, tiểu tử, cậu giỏi lắm, vĩnh sinh, ông qua đây tuyên đọc chỉ ý của tôi đi. Dạ, bèn cạnh ông ta. Phó Vĩnh Sinh lấy ra một cuộn thánh chỉ, giọng dương cao, ông ta mở thánh chỉ ra tuyên đọc, phụng theo chỉ ý Long Đế, bây giờ có Trần Đức, tự Bát Hoang, thiên phú dị bẩm, vượt xa dáng vẻ của thanh niên, nhận được khen ngợi của bổn đế, cho nên, từ hôm nay trở đi, phong Trần Bát Hoang là vua của Vô Cương, hiệu, Bắc Hoang Thiên Vương. Thường phía Bắc Bắc Hoang, trong chu vị vạn dặm Lưỡng Nghi Tông ở ban đầu là vùng đất phong cho Hoang Thiên Vương, trong lãnh thổ khắp dưới gầm trời đều là đất của vua. Người sống trên đất ấy đều là thần dân thuộc sự quản lý của Hoang Thiên Vương, thấy Thiên Vương như thấy bốn đế. Phó Vĩnh Sinh bình thản tuyên đọc thánh chỉ. Trên quảng trường nhà họ Ưng, tất cả ảm thanh đều hoàn toàn tiêu tán, mọi người yên lặng lắng nghe. Mọi người càng nghe càng kinh ngạc. Trong chỉ ý của Long Đế, chủ yếu nói đến ba sự. Kiện. Thứ nhất, phong Trần Bát Hoang làm vương, phong hiệu Bắc Hoang Thiên Vương, gọi tắt là Hoang Thiên Vương. Thứ hai, thưởng lãnh thổ, là địa bàn vốn của Lưỡng Nghi Tông, lại phát chiến thêm ngoài vạn dặm,
tất cả đều thuộc về Lưỡng Nghi Tông, thuộc về Hoang Thiên Vương. Thứ ba, Hoang Thiên Vương và vương của ba gia tộc lớn trong Hoàng Đô quyền thế ngang nhau, gặp Long Đế miễn tất cả lễ nghi, có quyền bước vào Hoàng Cung gặp Long Đế bất cứ lúc nào. Chỉ ba dòng ban phong đã khiến tất cả mọi người chấn động. Mặc dù loại chấn động này yếu hơn lúc Trần Đức chém chết Ưng Chiếu, nhưng cũng khiến cho người ta lún sâu vào trong hoáng sợ hồi lâu. Mấy ngàn năm qua, Trần Bát Hoang là người duy nhất, tuổi chỉ hơn 20, với cảnh giới thần tôn đã trở thành vua của Bắc Hoang. Phải biết rằng vương do Long Đế ban, trong toàn bộ Bắc Hoang chỉ có 3 người. Quyền phát biểu của bọn họ rất có sức nặng ở Bắc Hoang. Một vài ý kiến đề nghị dù là Long Đế cũng phải tiếp nhận và coi trọng. Vương, không chỉ là đề thăng thân phận, mà còn tượng trưng cho quyền lợi địa vị. Muốn trở thành vương một nơi, nhất định phải có cống hiến vô cùng lớn mới được. Như tổ thượng nhà họ Ưng đã từng mở mang bờ cõi cho nhà họ Chu, lập được công lao hiển hách. Như nhà họ Diêu, trong thời khắc mấu chốt, vào thời kỳ Hoàng Thành Vô Cương gặp khó khăn, tổ tiên của bọn họ cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu Hoàng Đô trong lúc nước sôi lửa bỏng. So sánh với những người này, Trần Bát Hoang dường như trắng làm cái gì. Vậy mà anh trở thành Hoang Thiên Vương. Tất cả mọi người cực kỳ bất ngờ, chẳng ai ngờ rằng lần này Long Đế đến nhà họ Ưng lại mang chỉ ý như vậy. Rất rõ ràng, chỉ ý này đã tồn tại trước khi Ưng Chiếu chết. Ngay cả Trần Đức cũng cực kỳ kinh ngạc, anh nhớ trước kia con trai của Chu Long là Chu Tử Hiên còn căm thù anh, muốn giết anh ấy chứ. Hoang Thiên Vương, mau tiếp chí, nhìn thấy Trần Đức không nhúc nhích, Phó Vĩnh Sinh tiến lên, nét mặt già nua tràn đầy hâm mộ, cậu sẽ là vương mới nhất của Hoàng Triều Vô Cương. Cảm ơn Long Đế, nghĩ ngợi một chút, sau đó Trần Đức nhận lấy chỉ ý, suy cho cùng dù ở phương diện nào, có bối cảnh Hoàng Triều Vô Cương, nếu sau này anh không có ở đây, cũng không ai dám tùy tiện động vào Lưỡng Nghi Tông. Đối với anh mà nói, danh hiệu Hoang Thiên Vương này trăm lợi mà không có hại. Hoang Thiên Vương, có thế cùng tỏi đến Hoàng Đô nói chuyện không? Tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cậu, Chu Long thấy Trần Đức tiếp chỉ, ông ta âm thầm thở phào, như vậy yêu nghiệt Trần Bát Hoang này xem như đã chân chính đứng trên cùng một chiếc thuyền với ông ta. Có thể. Trần Đức gật đầu, Chu Long mới vừa xuất hiện, anh biết rõ ông ta nhất định là có chuyện tìm mình. Sau đó Trần Đức đến trước mặt đám người Trình Lâm Phong, bảo bọn họ về Lưỡng Nghi Tông về trước. Triều binh mãi mãi để thuận lợi mang từng món đồ Lưỡng Nghi Tông bị cướp mất về. Có Long Đế chỉ ý, những thứ này không khó. Làm. Sau đó anh nói với Ẩn An Sương và Hoa Linh Vi, hai cô cứ tiếp tục cố gắng tu luyện ở Tiêu Lôi Môn, đây là một ít đan dược, cô cầm lấy đi, chờ tôi xong việc thì sẽ quay về tìm các cô. Ừ, mặt đẹp của Hoa Linh Vi hơi ửng đỏ. An Sương, sau này cô làm môn chủ của Tiêu Lôi Môn. Hoa Linh Vi làm phó môn chủ, tôi nghĩ, mấy vị trưởng lão chắc sẽ không có ý kiến chứ. Nói xong, Trần Đức quét mắt nhìn về phía người của Tiêu Lôi Môn. Lập tức, mấy người đó vô cùng sợ hãi, bị dọa đến mức suýt chút nữa quỳ xuống, đại trưởng lão dẫn đầu nói, Hoang Thiên Vương, lão phu sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ hai người An Sương và Linh Vi, nắm giữ Tiêu Lôi Môn. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng cúi đầu theo. Nhị trưởng lão Trịnh Nguyệt Tinh đương nhiên không cần nói nhiều, bà ấy vốn là sư tôn của hai cô, không có lý do gì để từ chối. Nửa tiếng sau, bên trong Hoàng Cung Vô Cương, Chu Long ngồi đối diện Trần Đức, giống như anh em kết nghĩa, ông ta đích thân pha một chén trà xanh thượng hạng cho anh. Bát Hoang, cậu làm tôi khó tìm quá, tôi tìm cậu mấy tháng trời, không ngờ cậu lại đến học viện. Thánh Phong, còn làm đệ tử thân truyền của tiền bối Lục Đạo. Nhắc đến thì cậu cũng được xem như một nửa sư tôn của tôi rồi, quay về nhớ thay tôi hỏi thăm sức khỏe ông ấy nhé. Chắc chắn rồi, Trần Đức cười một tiếng, hỏi, không biết Long Đế tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì. Chu Long cười xòa, mang theo vài phần khí chất đế vương. Tôi cũng không giấu giếm gì, Bát Hoang, tôi nghĩ với sức mạnh thần hồn khủng khiếp của cậu, chắc hẳn đã nhận ra được thần thức của tôi xảy ra vấn đề, đúng không? Hả? Long Đế nói như vậy. Trần Đức mới nhận ra thần thức của ông ta quả thật có chút yếu ớt, giống như bị thương nặng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thì thời gian bị thương rất dài, chắc cũng khoảng gần 10 năm. Thuộc về loại bệnh cũ. Không dối cậu, lần này chính là muốn đế cậu giúp tôi chữa trị tổn thương thần thức của tôi. Bát, Hoang, tình hình cụ thể, cậu có thể vào trong thức hải cẩn thận dò xét,
Long Đế nhấp một ngụm trà, đột nhiên mở toang thần thức, mời Trần Đức tiến vào bên trong. Trần Đức cảm thấy kinh ngạc, cái này, Long Đế, ông không sợ sau khi tiến vào thức hải tôi làm sằng làm bậy sao? Phải biết rằng thần thức của võ giả đại diện cho mạng của họ. Bình thường mà nói, mỗi một thức hải của võ giả đều là cấm địa. Người chén cảnh giới thần tôn chỉ cần thần thức không bị diệt, dù thân xác nổ tung nát vụn cũng còn có khả năng sống lại. Như Linh Lung lấy dáng vẻ hồn thể để ở nhờ trong cơ thể Trần Đức, chỉ cần thời cơ đến, cô ta có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu như thần thức chết, giống như cái gì cũng mất. Thần môn là vùng đất quan trọng để tiến vào thần hải, trong tình hình bình thường, tuyệt đối sẽ không có ai chủ động mở ra mời người khác tiến vào. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, từ thời Khắc Phong Vương cho cậu trở đi, Bát Hoang, tôi đã coi cậu là người của mình, cho nên cứ vào đi không phải ngại, Đế Long thoải mái nói, không có một chút lo lắng. Tôi tin tưởng ánh mắt của mình, sẽ không sai đâu. Được, Trần Đức có phần khâm phục Long Đế. Sự can đảm và tấm lòng như vậy ngược lại cũng đáng để anh cứu, lúc này anh nói, nếu Long Đế nguyện ý tin tôi, vậy tôi sẽ thử chút. Thần thức Trần Đức đi ra, vào thầng thần môn Long Đế. Xuyên qua thần môn liền có thể nhìn thấy thức hải màu trắng mênh mông, trong thức hải, thần thức của Long Đế đang đắm mình trong đó, mặc một chiếc long bào cửu trảo được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, cực kỳ uy vũ. Lúc này, nếu Trần Đức muốn, trong nháy mắt Long Đế sẽ chết trong tay anh. Nhưng ngược lại anh không có loại tâm tư này, Long Đế và anh không thù không oán, thậm chí lần này còn giúp đỡ mình, há gì anh lại là người lấy oán trả ơn. Đi tới gần thần thức của Long Đế, rõ ràng Trần Đức thấy trên thần hồn của ông ta có một vết sẹo sâu như roi quất. Vết sẹo này rất sâu, rất lớn, sức mạnh lưu chuyển có quy luật, vốn không có cách nào tự chủ khép lại. Cái này, là đạo vận, Trần Đức kinh hãi, quy luật trên vết thương kia rất kinh khủng. Là đạo vận. Thánh nhân mới có thế có đạo vận. Không sai, thần thức Long Đế truyền ra sóng, 10 năm trước, tôi từng chọc giận một thánh nhân, ông ta đã đánh tôi một roi cách 100 dặm. Lúc ấy tôi bị thương nặng sắp chết, từ sau đó vết thương này liền lưu lại đây như đang ăn mòn xương cốt, mỗi giây mỗi phút đều ăn mòn thần hồn của tôi. Nhắc mới nhớ, nhờ Thái Thanh Thần Đan lần trước của cậu mới có thể khiến tôi hóa giải đau khổ. Long Đế. Có thế chống lại được một kích của thánh nhân mà không chết, ông thật kiêu ngạo. Trần Đức ngày càng khâm phục Chu Long, vết thương đạo vận, mỗi giây mỗi phút đều khiến ông ta đau đớn khó chịu muốn chết, ngoài mặt ông ta có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, tính cách như vậy, tuyệt đối không người bình thường nào cũng có thể có. Ra khỏi thần thức Long Đế, trở về bản thể, Trần Đức mở hai tròng mắt, vết thương của ông tôi có thể cứu, nhưng tôi cần một tháng, hơn nữa phải tìm một vài dược liệu cực kỳ trân quý. Không thành vấn đề, chỉ cần cậu muốn, tôi cũng sẽ tặng cho cậu quyền lực cá nước, trong mắt Long Đế lóe lên hưng phấn, tràn ngập hưng phấn. 10 năm. Vết thương trên thần hồn của ông ta đã 10 năm rồi, 10 năm qua bất cứ thời khắc nào, mỗi một phút mỗi một giây ông ta cũng phải chịu đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều lúc, thậm chí ổng ta muốn chết, muốn tự sát cả trăm lần. Hôm nay, cuối cùng cũng có người giúp được ông ta. Lòng ông ta xúc động đến không thể tả nổi. Lúc này, sắp xếp cho Trần Đức một phòng luyện đan tốt nhất, một ý chỉ được ban xuống, cả đan môn đều nghe theo sự điều động của Trần Đức. Chỉ cần anh nói một lời, thì cần gì phải có đó. Trần Đức cũng không lãng phí thời gian nữa, chờ nguyên liệu được thu gom đủ thì anh bắt đầu bế quan, luyện chế đan dược. Một tháng sau, cuối cùng, đan đã luyện xong. Hoàn hồn đan. Đan dược ra khỏi lò, cả hoàng cung đều tràn ngập mùi thuốc, mùi hương đó chỉ cần ngửi thôi cũng khiến con người ta trở nên tỉnh táo hơn gấp trăm lần. Trần Đức lấy đan dược ra. Đẩy cửa, lập tức nhìn thấy Long Đế đang mím. Cười chào đón, bèn giao hộp đan dược trong tay cho ông ta. Long Đế, hoàn hồn đan là loại đan dược địa giai cao cấp, tổng cộng 100 viên, mỗi ngày dùng một viên, tổn thương thần thức của ông có thể khỏi hẳn. Cảm ơn Bát Hoang huynh đệ. Hai mắt Long Đế sáng ngời, nhìn đan dược trong tay, tim cứ đập nhanh không ngừng, xưng hô cũng từ Bát Hoang biến thành Bát Hoang huynh đệ. Sự thay đổi nho nhỏ, chẳng mấy đáng kể. Nhưng, nên biết rằng Chu Long là Long Đế, ở Hoàng Triều Vô Cương này, ông ta là người có quyền cao nhất. Trong thiên hạ có bao nhiêu người được phép xưng huynh gọi đệ với ông ta?
chỉ có mỗi mình Trần Bát Hoang thôi. Có thể thấy, trong lòng ông ta, Trần Đức cực kỳ quan trọng. Lúc này, Long Đế nuốt một viên đan dược vào bụng. Đan dược vừa vào miệng lập tức tan ra, hiệu quả xuất hiện rất nhanh chóng, đau đớn trong thần hồn của ông ta đã giảm đi gấp ngàn vạn lần. Phù! Chu Long hít sâu một hơi, lại thở ra thật dài, gương mặt với vẻ oai hùng kia xuất hiện chút hồng hào khỏe mạnh. Thích! Rất thích! 10 năm, trong suốt 10 năm nay, đây là khoảnh khắc ông ta thoải mái nhất, sảng khoái nhất. Cố nén tâm trạng vui vẻ đến nghiêng trời lệch đất, Long Đế cười nói với Trần Đức, Bát Hoang huynh đệ này, trong một tháng qua cậu đã vất vả rồi, bản đế tỉ mỉ chọn lựa cho cậu 30 mỹ nữ tuyệt sắc, bấy giờ đang chờ cậu ở tẩm cung. Khụ, bước ngoặt bất ngờ này khiến Trần Đức không kịp đỡ, Long Đế, tôi không thích cái này, nếu ông thật sự muốn cảm ơn tôi thì có thể giúp tôi chuẩn bị một ít rượu ngon. Rượu ngon hả, được thôi, Long Đế vung tay lên, bên cạnh ông ta, giữa hư không lập tức xuất hiện một bóng người quỳ rạp dưới đất, truyền lệnh xuống, lấy hết tất cả quỳnh tương ngọc lộ bản đế cất chứa dưới địa cung ra đây, tặng cho Trần Bát Hoang, người anh em của bản đế. Rõ, người đó nhận lệnh, sau đó chợt biến. Mất. Không lâu sau đó, trước mắt Trần Đức xuất hiện hơn 10 vò rượu rất lớn, mỗi vò có thể chứa cả ngàn cân rượu. 10 vò, là chục ngàn cân. Bát Hoang huynh đệ thấy thế nào? Quỳnh chi ngọc diệp được ngâm từ loại dược liệu quỳnh tương quý giá, cùng với huyết thanh linh khí thuần khiết, không chỉ có hương vị thơm ngon, mà quan trọng hơn là uống và có thể nâng cao thực lực, một cân rượu có thể sánh ngang 10 cân tử linh thạch, bình thường. Quỳnh tương ngọc lộ chỉ được thưởng cho công thần của vô cương ta, sản xuất ra một vò cần đến 30 năm đấy. Long Đế nói, những vò trước mặt cậu là tất cả rượu hoàng cung cất giữ, hôm nay tặng hết cho cậu để cảm ơn ân cứu mạng này. Thế thì cảm ơn Long Đế, ánh mắt Trần Đức phát sáng. Cá đời anh thích nhất chính là rượu. Đứng trước rượu ngon, anh hoàn toàn không có sức chống cự, 10 vò rượu ngon, tất cả đều được cất vào đỉnh Long Văn, hành động đó khiến những người hầu dâng rượu lên xung quanh nuốt nước bọt. Chục ngàn cân quỳnh tương ngọc dịch cần 100 ngàn cân tử linh thạch mới sản xuất được. Quan trọng nhất là, nó không chỉ đơn giản là tử linh thạch mà còn chứa rất nhiều dược liệu, xương cốt linh thú này kia, thứ nào cũng quý giá đến lạ. Long Đế nói mỗi cân quỳnh tương ngọc dịch tương đương với 10 cân tử linh thạch, trên thực tế chỉ là cách ước lượng khá khiêm tốn mà thôi. Bàn về giá trị, 10 ngàn cân quỳnh tương ngọc dịch, ít nhất cũng phải sánh ngang với nãm 100 ngàn cân tử linh thạch. Thứ quý báu như thế lại bị Trần Bát Hoang lấy đi, dù là Long Đế cũng thấy hơi đau lòng. Nhưng so với việc Trần Bát Hoang chữa trị cho vết thương của ông ta, kèm theo thiên phú và tiềm lực của anh mà nói, 500 ngàn cản tử linh. Thạch có đáng là gì? Chỉ cần Trần Bát Hoang thích, 5 triệu cân Chu Long cũng sẽ nghĩ cách moi ra. Long Đế, hoàn hồn đan này phải uống mỗi ngày, mặt khác cũng không cần phải chú ý quá nhiều, tôi phải về học viện Thánh Phong đây, ông bảo trọng. Bát Hoang huynh đệ cứ đi đi, nếu có vấn đề gì khó khăn thì cứ về Bắc Hoang tìm tôi. Cống Hoàng Thành Vô Cương sẽ mãi mãi mở rộng chào đón cậu, Long Đế đích thân đưa tiễn, lớn tiếng nói với theo bóng lưng Trần Đức, Hoàng Thiên Vương, giữ sức khỏe. Đãi ngộ của Trần Đức có thể nói là không có điếm cuối. Một tháng qua, biến cố nhà họ Ưng đã sớm lan truyền khắp Bắc Hoang, Ưng Chiếu chết, cũng khiến nhà họ Ưng tổn thất thêm một thần vương. Thế nhưng, nhà họ Ưng cũng không vì thế mà ngã xuống, trong gia tộc lại xuất hiện thêm một thần vương rất già. Đó là ông nội Ưng Thanh Vũ đích thân ra mặt, Ưng Chính đã tiếp nhận vị trí của Ưng Chiếu. Trần Đức rời khỏi Hoàng Triều, đầu tiên là đến nhà họ Ưng, báo chuyện của Ưng Thanh Vũ cho ông nội và bố cô ta. Sau đó, anh đến Lưỡng Nghi Tông. Lưỡng Nghi Tông bây giờ, xưa không bằng nay, một tháng qua, tông môn thu nhận rất nhiều người tài ba. Hơn nữa, những công pháp và võ kỹ Lưỡng Nghi Tông từng bị cướp mất cũng được các thế lực lần lượt mang trả lại. Chịu thôi, bởi vì cái tên Trần Bát Hoang đã vang khắp Bắc Hoang rồi. Danh hiệu Hoang Thiên Vương đã khắc sâu vào trí óc của các thế lực. Quan trọng nhất là, Long Đế đích thân cử hai thần vương đến trấn giữ Lưỡng Nghi Tông, chẳng những thế, còn dựng lên một truyền tống trận thông từ Lưỡng Nghi Tông đến Hoàng Triều Vô Cương, từ Hoàng Thành Vô Cương đến Lưỡng Nghi Tông chỉ mất có 3 phút. Bước vào Lưỡng Nghi Tông, Trần Đức bàn giao chuyện trong tông cho Trình Lâm Phong, sau đó lại rời khỏi Bắc Hoang. 3 ngày sau, trở lại học viện Thánh Phong. Sư tôn, con chuẩn bị bế quan thêm một khoảng thời gian ngắn,
Điều đầu tiên khi trở lại học viện, Trần Đức đến chào hỏi Cổ Lục Đạo, trong khoảng thời gian này, mong người có thể để mắt đến Âu Dã Tư Linh và Từ Phong. Nhất là Từ Phong, con tin rằng sau này anh ấy sẽ có thành tựu rất lớn. Yên tâm, một người là cô gái của con, một người là anh em của con, sao sư tôn có thể bỏ mặc được, Cổ Lục Đạo khẽ gật đầu, chuyện nhà họ Ưng, Mộng Vũ đã nói với sư tôn rồi, Bát Hoang, con làm không sai. Sư tôn quá khen, đúng rồi, Trần Đức nói, Long đế Chu Long của Hoàng Triều Vô Cương nhờ con hỏi thăm người. Thằng nhóc Chu Long đó hả, trước kia cũng là đệ tử của Học viện Thánh Phong ta, bàn về vai vế, cũng là sư huynh con, Cổ Lục Đạo lại chuyển đề tài. Nếu muốn bế quan thì con có cần sư tôn giúp hay cung cấp thêm gì không? Nếu có cứ việc nói. Trần Đức nghĩ nghĩ, nói, nếu có thể, người hãy giúp con tìm chút hạt giống hỏa diễm, nó giống. Với hạt giống hỏa diễm nằm ở trung tâm suối thiên hỏa ấy, mặt khác, nếu có thể tìm thêm chút linh tinh thì không thể tốt hơn. Chấm, sư tôn cố hết sức. Khóe miệng Cố Lục Đạo giật giật, đệ tử của ông ta không biết khách sáo là gì thật. Cái loại hỏa diễm ở trung tâm suối thiên hỏa có thể nói là đến từ thiên ngoại, ông ta hoàn toàn không thể tìm thấy, còn linh tinh, nó lại càng quý giá đến không thể quý hơn, đảo mắt khắp vân tiêu giới này, cũng chẳng có mấy nơi tìm thấy được. Trước mắt ông ta biết nơi có thể lấy được linh tinh đều đã bị các môn phái lớn và thế lực lớn chiếm giữ, nào có dễ dàng lấy được như thế. Núi Vạn Long trong Học viện Thánh Phong, với thực lực của anh bây giờ cũng không dám tùy tiện bước vào. Khó thì có khó đấy, nhưng cũng không có nghĩa là không thể làm được, Cổ Lục Đạo vẫn khắc ghi điều này trong lòng. Dù sao, Trần Bát Hoang cũng rất yêu nghiệt, nên biết rằng anh chỉ mới có 20 mấy tuổi. Theo những gì ông ta biết, chỉ 3 tháng trước thôi, Trần Bát Hoang còn chưa phải là thông thần. Nhất trọng, tốc độ đó đã quá đáng lắm rồi. Một giai thần tôn là một bước lên trời, từ thần tôn 50 giai trở đi, có vài người phải mất đến vài năm mới tăng thêm một giai nữa. Thậm chí là mười mấy năm cũng có, vài người còn chẳng thể đột phá được một giai. Trần Bát Hoang lại trực tiếp từ 10 giai lên 60 giai. Yêu nghiệt thế này, rất khó tưởng tượng được giới hạn cuối cùng của anh là ở đâu. Cổ Lục Đạo phải dạy dỗ thật tốt. Chỉ còn thời gian 3 tháng nữa thôi Đại Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra, nhớ phải xuất quan trước thời gian đó, đến Đại Thiên Bí Cảnh thử vận may, Cổ Lục Đạo nhắc nhở, đến lúc đó. Cũng sẽ có rất nhiều đệ tử hoặc từng là đệ tử của Học viện Thánh Phong, các cao thủ trên bảng xếp hạng trở về, dù không đạt được thần vương thì thử chút may mắn cũng tốt. Được, con nhất định sẽ xuất quan. Rời khỏi đỉnh núi, đầu tiên Trần Đức đến võ kỹ các, nơi mà chỉ có đệ tử thân truyền mới được bước vào, chọn lựa cho mình một quyển võ kỹ. Võ kỹ địa giai cao cấp, Phượng Minh Chướng. Tiếp theo đây, anh phải bắt đầu bế quan rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa Đại Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra, anh phải tranh thủ từng giây từng phút để gia tăng sức mạnh của mình, đồng thời gia tăng cảnh giới. Với Cổ Lục Đạo mà nói, anh tiến vào Đại Thiên Bí Cảnh chỉ là thử xem vận may thế nào, nhưng với chính bản thân anh, lại là nhất quyết phải bước lên cảnh giới thần vương. Chỉ có đạt tới cảnh giới thần vương thì mới đến được Tẩy Hải, mới có thể gặp được Ngũ Hiên, mới có thể gặp được bố mẹ mà anh chưa bao giờ biết mặt. Trước tiên, Trần Đức lấy hết tử linh thạch ra, hấp thu rồi lại hấp thu. Tháng đầu tiên sau khi bế quan, anh liên tục hấp thu tử linh thạch, anh như một con thao thiết, chỉ có nuốt vào không có nhả ra, mấy trăm ngàn cân tử linh thạch bị anh hấp thu sạch sẽ. Trong thức hải, Linh Lung cũng đang bế quan, thần thức có được rất nhiều lợi ích, thiên phú của Trần Đức cũng ngày càng khủng bố. Chỉ là, không biết sốt cuộc chấm đen trong thần thức kia là gì, với chuyện này. Linh Lung có chút lo lắng, lẽ ra chỉ là một chấm đen nhỏ xíu không đáng kế, nay đã hiện khá rõ, như một con kiến bám vào thần thức. Tháng thứ hai, Trần Đức dùng hơn 1.000 viên đan dược hỗ trợ tu hành, bỏ hết vào một hồ nước, tự chế ra một hồ thuốc ngâm mình trong đó, trong ngoài đều luyện. Trong tình huống đó, anh cũng bắt đầu tu luyện võ kỹ, dồn hết tất cả võ kỹ vào luyện hết một lần, đồng thời gia tăng cửu trong cực ảnh, Phượng Minh Trường. Không chỉ mình anh bế quan. Cả Học viện Thánh Phong cùng với cao thủ của rất nhiều thế lực nhất phẩm cũng đang bế quan. Rất nhiều cao thủ đang nhón chân chờ mong tới cái ngày Đại Thiên Bí Cảnh mở ra. Thời gian lại trôi, ngày qua ngày. Tu luyện thì không có khái niệm về thời gian, 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Chỉ còn 7 ngày nữa. Đại Thiên Bí Cảnh mở ra mỗi 3 năm một lần sẽ chính thức bắt đầu rồi. Trong học viện, một nhóm cao thủ lần lượt xuất quan.
Chẳng hạn như Diêu Mộng Vũ, Thư Vân Phi, những đệ tử nằm trong ba thứ hạng cao nhất của học viện, đều có sự tiến bộ trong 3-4 tháng này. Bọn họ là hàng ngũ đệ tử mạnh nhất, ngoài ra, các trưởng lão trong học viện Thánh Phong cũng lục tục trở về. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng với 30 vị trưởng lão người thì trở về, kẻ thì xuất quan. Học viện Thánh Phong trước kia chỉ có mấy chục ngàn người cố thủ, nay lại chào đón hết cao thủ này đến nhân tài khác, vô cùng náo nhiệt. Học viện Thánh Phong khác với các thế lực và tổng môn ngoài kia, có rất nhiều đệ tử trong này đều là cao thủ từ các thế lực nhất phẩm, nhị phẩm. Lần này họ tề tựu về đây, có thể nói là học viện Thánh Phong cao thủ như mây. Quan trọng nhất là, trước và sau khi Đại Thiên Bí Cảnh mở ra, học viện Thánh Phong không hề trang bị cấm chú, người ngoài có thể thoải mái quan sát. Còn 7 ngày nữa là Đại Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra, trong học viện đã có hơn 100 triệu võ giả tụ họp. Học viện Thánh Phong có sức chứa lên đến mấy trăm triệu người nhưng cũng bắt đầu trở nên chật chội, kín người hết chỗ trong tình hình này. Rầm rầm rầm. Ngày hôm nay, những tầng mây đang quay cuồng phía chân trời, rồng bay 9 đầu kéo theo một cung điện khổng lồ từ chân trời đáp xuống, rước lấy ánh nhìn chăm chú của vô số người. Má, ai thế, lại dám tạo nên động tĩnh lớn như... Vậy ở địa bàn học viện Thánh Phong? Không phải trong học viện cấm thú cưỡi ư? Khi mọi người đang bàn luận thì đồng thời, học viện Thánh Phong cũng xuất hiện hơn ngàn người chấp pháp bao vây. Người trong đó là ai, không biết nội quy của học viện Thánh Phong hả? Mau chóng bước xuống, mang xe kéo đi nơi khác. Mau lên. Sau những luồng khí lạnh lẽo phát ra, rất lâu sau đó, mảnh che cung điện mới hé mở, một người đàn ông với dáng vẻ thong dong, huỳnh hoàng từ bên trong đi ra. Hắn ta vừa xuất hiện thì nhóm chấp pháp lập tức ngậm miệng lại. Bàn Khai. Không ngờ lại là Bàn Khai, là tên phản bội đó. Ừ, anh ta trở về đấy hả? Nhìn thấy hắn ta, người chấp pháp và các đệ tử của học viện Thánh Phong đều kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt của nhóm chấp pháp trở nên rất khó coi. Đó không phải là ai khác, chính là đệ tử mạnh nhất trong số những đệ tử trẻ tuổi của học viện Thánh Phong, Bàn Khai. Hắn ta cũng là một người giữ kỷ lục tháp linh thú ở thành Thông Thiên năm đó. Nếu Trần Đức không xuất hiện, có lẽ hắn ta sẽ giữ được kỷ lục của mình rất lâu. Thế nên trước đó, ở thành Thông Thiên, hai chữ Bàn Khai mới là điều cấm kỵ, hoàn toàn không có người nào dám gọi thẳng tên hắn ta. Trên thực tế, Bàn Khai cũng là một kẻ có thiên phú khủng bố đến mức cực đoan. Sau khi đặt chân đến Vân Tiêu Giới, từ một thế lực tam phẩm, cố gắng quên mình, hắn ta đã trực tiếp trở thành tông chủ của thế lực đó. Chỉ mới tới cảnh giới thông thần đã đánh một trận bất bại với thần tôn 20 giai. Còn chưa tới 6 năm, hắn ta đã từ thiên tôn nhảy thẳng lên thần tôn đỉnh phong, tiếp cận với thần vương. Từ một thiếu niên không ai biết đến, trở thành đệ tử giỏi nhất trong số lớp trẻ của Học viện Thánh Phong. Học viện Thánh Phong có 3 bảng xếp hạng. Thứ nhất, là thập niên bảng của Học viện Thánh Phong. Bảng này ghi tên 10 đệ tử mạnh nhất mới gia nhập học viện trong khoảng thời gian 10 năm. Bàn Khai, hạng nhất. Thứ hai, thần tôn bảng. Bảng này không có hạn chế về thời gian hay thân phận, chỉ cần người đó vẫn ở cảnh giới thần tôn, cả các trưởng lão cũng có thể được xếp vào, mà Bàn Khai lại xếp hạng nhất. Bảng thứ ba, là tiềm long bảng. Trên tiềm long bảng là những người có khả năng đột phá thần vương, đạt tới cảnh giới thánh nhân nhất, trong bảng chỉ có 30 cái tên. 30 người, 29 người phía chẽn. Đều là sự tồn tại của cấp bậc thần vương, chỉ có duy nhất một người được xếp vào bảng với cảnh giới thần tôn. Tuy chỉ xếp ở chót bảng nhưng cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Nên biết rằng Học viện Thánh Phong có đâu đó 3-4 ngàn năm lịch sử, trong suốt mấy nghìn năm qua, đệ tử được nhận vào nhiều không đếm xuể. Có thể nói, cả Vân Tiêu Giới, có 1/3, tức là 200-300 thần vương xuất thân từ Học viện Thánh Phong. Thế nhưng chỉ có 30 người được ghi tên chẽn tiềm long bàng. Mà Bàn Khai lại có thể chiếm cứ một vị trí trên đó với cảnh giới thần tôn, thiên phú của hắn ta, thực lực của hân ta mạnh đến mức nào, có thể đoán được. Nên biết rằng, dù Trần Đức dung chuyển cả đất trời học viện Thánh Phong, cũng là người hoàn toàn xứng đáng với cái danh hô mưa gọi gió trong học viện, nhưng cũng chỉ mới xếp hạng thứ 2 trên thập niên bảng, hạng 10 thần tôn bảng. Còn tiềm long bảng thì tạm thời vẫn chưa có. Tên anh, Bàn Khai, là đệ nhất thiên tài của Học viện Thánh Phong trong suốt 100 năm qua. Trước kia,
hắn ta từng là một đệ tử xuất sắc của Cố Lục Đạo. Thế nhưng, rõ ràng là một thiên tài như thế, lại phản bội học viện Thánh Phong, thậm chí hơn 2 năm trước còn phản bội cả ân sư Cổ Lục Đạo. Tranh thủ lúc Cố Lục Đạo bế quan tu luyện, hắn ta đã gây rối vào đúng thời điểm quan trọng nhất, sau đó mang theo bảo vật trốn mất dạng. Lẽ ra lần đó, Cổ Lục Đạo rất có thể sẽ trở thành thánh nhân. Dù là thực lực hay cơ hội, đều đã chín muồi. Lại vì sự phản bội của Bàn Khai nên ông ta kiếm củi 3 năm lại thiêu 1 giờ. Sau đó, Bàn Khai lại gia nhập vào Danh Thiên Viện xưa nay không bằng mặt bằng lòng gì với Học viện Thánh Phong, hay có thể nói là đối địch. Lão tổ Danh Thiên Viện là kẻ thù sống chết với Lỗ Tố Thánh Phong, mục đích thành lập ra Danh Thiên Viện chính là đối đầu với Học viện Thánh Phong. Hơn 2 năm trôi qua, không thể ngờ được Bàn Khai lại trở về. Bàn Khai, ngày xưa cậu cũng là đệ tử của Học viện Thánh Phong, chẳng lẽ cậu không biết nguyên tắc của học viện ư? Người dẫn đầu nhóm chấp pháp trông thấy Bàn Khai thì cũng không sợ hãi sự mạnh mẽ của hắn ta, lập tức quát lớn. Ai cho ông cái gan nói chuyện với bản tôn như thế? Bàn Khai cau mày lại, một trường cách không đánh về phía người chấp pháp. Bốp! Người dẫn đầu nhóm chấp pháp nhanh chóng văng ra ngoài, máu tươi đầm đìa, trọng thương sắp chết. Chỉ là Bàn Khai tôi đây niệm tình cũ, trở về thăm Học viện Thánh Phong, tham gia vào sự kiện quan trọng của học viện thôi, mà các người lại hoan nghênh bản tôn như thế à? Bàn Khai đảo mắt xung quanh, ánh mắt khí thế bức người. Hắn ta nhìn tới đâu, dù là các đệ tử của học viện hay người chấp pháp thì đều phải lùi lại 2 bước, ngậm cục tức đến đỏ cả mặt. Thế nhưng, Bàn Khai thật sự quá mạnh mẽ, dù hắn ta kiêu căng, ngông cuồng, thì bọn họ cũng không thể làm gì được. Quảng trường rộng rãi nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều võ giả. Đảo mắt nhìn lại, đâu đó khoảng mấy chục triệu người. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía phi long cao tới vài trăm mét, cùng người đang đứng trước cung điện trên lưng nó, cao cao tại thượng, chắp 2 tay sau lưng, Bàn Khai. Xảy ra chuyện gì thế? Bàn Khai to gan, dám đến Học viện Thánh Phong gây chuyện ư? Bàn Khai, ai cho cậu lá gan đế chớ về đây vậy? Hả? Bấy giờ, những bóng người kia chợt bay tới, đó là 30 trưởng lão của Học viện Thánh Phong, họ tới rồi. Từng bóng người xé rách không gian, đứng giữa không trung với sát ý bức người. Nhất thời, trong sân, mọi thứ trở nên dương cung bạt kiếm, bầu không khí quỷ dị, sơ sắc tiêu điều đến lạ. Tỏi cho nó lá gan đó, thì sao, đồ đệ của Tỏi nhớ tình xưa nghĩa cũ. Muốn trở về mượn đại hội luận võ trước khi đại thiên bí cảnh mở ra để luận bàn với sư phụ và sư đệ, sư muội cũ của nó, không được hả? Đúng lúc này, trong điện vang lẻn một giọng nói giàn nua. Cùng với giọng nói đó, 2 bóng người bước qua cánh cửa đại điện sau lưng sau phi long. Một già một trẻ. Thanh niên kia trông có nét giống Bàn Khai, nếu Trần Đức có mặt ở đây, chắc anh sẽ nhận ra người này. Bàn Chiến. Hôm đó ở thành Thông Thiên. Người có thành tích gần sát Trần Đức trong tháp linh thú. Sau đó, hắn từng thề sau này sẽ vượt qua Trần Đức, giành lại vầng hào quang thuộc về mình. Thế nhưng người lên tiếng không phải hắn, mà là ông lão bên cạnh, trông có vẻ già nua, trông như gốc cây tùng trăm năm, mái đầu đầy tóc bạc, lưng còng kia. Ông ta vừa xuất hiện. 30 trưởng lão Học viện Thánh Phong cùng với hơn 10 thần vương dưới quảng trường đều tái mặt. Ông lão đó chính là viện trưởng Danh Thiên Viện. Trần Không Hành, đồng thời cũng là sư tôn của Bàn Khai ở Danh Thiên Viện. Trước kia, chính ông ta đã cấu kết với Bàn Khai, cản trở việc tu luyện của Cổ Lục Đạo. Tuy ông ta đã già nua nhưng lại dồi dào sức sống, đi từng bước đến chỗ Bàn Chiến, hào hứng đảo mắt nhìn từng vị trưởng lão, thế nào, các người muốn cậy già lên mặt, bắt nạt đồ đệ của tôi ư? Nếu muốn, thì cứ thử xem. 30 trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi. Đối mặt với Trần Không Hành, bọn họ tức giận rồi lại không dám nói gì. Bởi vì, thực lực của ông ta có thể đánh ngang tay với Cổ Lục Đạo, đánh với ông ta, dù 30 trưởng lão có hợp sức cũng chẳng thể làm được gì. Viện trưởng Trần từ xa đến đây, Học viện Thánh Phong chúng tôi hoan nghênh còn không kịp nữa là ra tay gì. Khi bọn họ rơi vào thế giằng co, thì một bóng người từ xa bước đến. Nhị viện trưởng Lâm Chi Tâm. Ông ta mặc trường bào màu xám trắng, hờ hững như thần tiên trên cao. Sau đó, đột nhiên, hết sức bất ngờ, Lâm Chi Tâm lại ra tay. Đại đao nắm chặt trong tay đột nhiên lao về phía đầu phi long và cung điện kia.
Phi Long chín đầu, đầu lăn lông lốc, cơ thể lập tức ngã xuống, cung điện kia cũng hóa thành hai nửa, nứt toác từ giữa, động tĩnh rất lớn, đinh tai nhức óc. Hơn 10 người hầu trong điện và hơn 10 đệ tử danh thiên viện đều chật vật ngã nhào ra ngoài. Sau đó, nhị viện trưởng cất dao đi, mí mắt chẳng chớp lấy một lần, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Chẳng qua học viện Thánh Phong cũng có nguyên tắc riêng, nơi này không cho phép có thú cưỡi xuất hiện, dù là thú bay, hay thú chạy, con nào tới, giết con đó. Ông, Trần Không Hành tức giận đến nổi sắc mặt đỏ bừng. Thế nào, viện trưởng Trần muốn ra tay ở địa bàn của học viện Thánh Phong chúng tôi à, sống mái với nhau thế, Lâm Chi Tâm thong thả nói. Nếu thế, thì học viện Thánh Phong xin hầu. Những lời thán nhiên vang vọng cả quảng trường, lọt vào tai mấy chục ngàn người, không khỏi khiến họ chấn động. Đúng là không ai được phép phá vỡ nội quy nguyên tắc của học viện Thánh Phong. Dù là danh thiên viện thì cũng không được. Các trưởng lão, đệ tử của học viện đều thở hắt. Ra, dám gây chuyện ở học viện Thánh Phong thì đó chính là kết quả. Dù là thản phận hay địa vị gì thì học viện chúng ta cũng không thế để họ sỉ nhục. Đúng vậy, dù là viện trưởng danh thiên viện thì cũng không được. Đệ tử, chấp sự và trưởng lão học viện Thánh Phong đều tròn mắt nhìn, giọng nói như nước vang vọng bốn phía. Sắc mặt Trần Không Hành rất khó coi đến mức sắp cháy ra nước, nhưng ông ta vẫn không ra tay. Không phải ông ta không muốn, mà là không cần thiết. Học viện Thánh Phong tuyên bố sẽ giữ vững tôn nghiêm và nguyên tắc của mình, sống mái với họ vào thời khắc này, ông ta cũng chẳng được gì. Hôm nay ông ta không đến đây để bỏ mạng, mà đến để sỉ nhục học viện Thánh Phong. Được rồi, đúng là nhị viện trưởng, rất cá tính, nhưng cũng chỉ dám ra tay với súc sinh mà thôi. Trần Không Hành mía mai, bàn khai, bàn chiến, chúng ta đi thôi, đến đài luận võ. Nói xong. Ba người cùng nhảy xuống, đi thẳng đến đài luận võ học viện Thánh Phong. Đệ tử danh thiên viện và đám người hầu cũng lục tục nối đuôi. Mọi người biết sắp tới sẽ có trò hay để xem, nhất thời, cả triệu người nhanh chóng lao về phía đài luận võ của học viện. Nói là đài luận võ, trên thực tế đó chính là một ngọn núi lớn. Đỉnh núi bằng phẳng, rộng 4-50 ngàn mét vuông. Quanh ngọn núi đó có 5 ngọn núi khác. Cả 5 ngọn núi kia đều cao hơn một chút, sắp xếp đủ để chứa cả triệu người chuẩn bị xem cuộc chiến, liếc mắt nhìn lại, đám người rầm rầm rộ rộ, như sóng biển ập tới, trắng mấy chốc. Bàn khai đã trực tiếp đứng trên đài luận võ, chắp hai tay sau lưng, lên tiếng. Tôi, Bàn Khai, đệ tử Trần Không Hành ớ danh thiên viện, rời khỏi học viện Thánh Phong hơn 2 năm, nay muốn trở về xem coi rốt cuộc đám đệ tử rác dưới ớ đây đã tiến bộ đến mức nào rồi. Nên hôm nay, tôi đặc biệt đến khiêu chiến tất cả những người dưới cảnh giới thần vương. Các người không nghe lầm, không giới hạn độ tuổi, không bàn bối cảnh, chỉ cần là cao thủ thần tôn của học viện Thánh Phong thì đều có thể lên đài so chiêu với tôi. Bàn khai mang theo sự tự tin không sao tả nổi, chắp tay sau lưng, vạt áo bay bay, cơ thể cao 1m8, trông cứ như một chiến thần. Trên trời cao, Cổ Lục Đạo và Ngũ Viện Trưởng nhìn những gì đang diễn ra bẻn dưới, không nói lời nào. Bên cạnh ông ta, nhị viện trường xuất hiện, hừ lạnh nói, tên này đúng là đáng ghét mà, nếu năm đó không có đại viện trưởng dốc lòng dạy dỗ, cung cấp đủ loại tài nguyên thì cậu ta đã không thể tiến bộ nhanh như thế, hôm nay lại quay ngược về khiêu chiến đệ tử Hóc Phiên ta, muốn thấy chúng ta mất. Mặt, đúng là lòng muông dạ thú, gì? Đúng vậy, ngũ viện trưởng nói, thiên phú của Bàn Khai thì trước đó chúng ta đều thấy rõ, nay cậu ta đã là thần tôn đỉnh phong. E là các đệ tử không thể trở thành đối thủ, có cần gọi bát hoang tới không? Không, Cố Lục Đạo lắc đầu, Bàn Khai cứ giao cho bọn họ là được rồi, bát hoang đang bế quan, đừng làm phiền nó, huống chi đây cũng là một cơ hội để rèn luyện cho học viện chúng ta, cho bọn họ biết núi cao còn có núi cao hơn. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Trần bát hoang đang bế quan, ông ta biết rõ nếu đang bế quan đến thời khắc quan trọng mà bị phá rối thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói. Bù lại cả đời cũng không đủ. Năm đó, nếu không phải do Bàn Khai ra tay ngay lúc quan trọng nhất, thì có lẽ bây giờ ông ta đã bước vào hàng ngũ thánh nhân rồi. Bẻn dưới. Chèn đài luận võ. Bàn Khai đảo mắt nhìn bốn phía, trên mặt là nụ cười lạnh, đầy khinh thường và hơn hết là sự tự tin của kẻ mạnh. Ha ha, không ai dám ư. Lúc nãy một đám ai cũng kiêu ngạo lắm mà. Mắng danh thiên viện,
chửi rủa sư tôn tôi. Các người giỏi lắm mà. Thử cho một người lên đây xem nào. Cái gan lúc mắng người đâu rồi. Chỉ được mỗi cái miệng hả. Giọng Bàn Khai đầy hờ hững, không cao không thấp, nhưng lại chói tai, đảm vào lòng người, là sự sỉ nhục trắng trợn. Dù sao thì hắn ta cũng không tin thần vương của học viện Thánh Phong lại ra tay với một tiểu bối như mình, huống chi, sư tôn Trần Không Hành còn ở đây, ngoài ra, còn có thêm vài thần vương của Danh Thiên Viện, hắn ta nào có sợ gì. Ngoài thần vương, hắn ta tin trong học viện Thánh Phong này, Bàn Khai chính là người mạnh nhất. Ở đây vài năm, đến tận hôm nay hắn ta vẫn còn là người xếp hạng nhất trong số các đệ tứ đấy thôi. Ha ha! Dù là ai bước lên, kết cục cũng chỉ có một, đó là... bị hắn ta dẫm nát dưới chân, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, làm gì cũng được. Từng là đệ tử của học viện Thánh Phong, của Cổ Lục Đạo, Bàn Khai cực kỳ quen thuộc với từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Thế nên, hắn ta cực kỳ kiêu ngạo, không hề kiêng dè một ai. Cách 3 năm, trước khi Đại Thiên Bí Cảnh mở ra, Học viện Thánh Phong luôn tổ chức một đại hội luận võ, ai khiêu chiến cũng chào đón, để thể hiện sự mạnh mẽ của Học viện Thánh Phong cơ mà. Sao, hôm nay học viện này hèn thế, thích làm rùa đen rụt cổ cả. Bàn Khởi vừa nói xong, đệ tử Danh Thiên Viên cũng thốt ra những lời chanh chua. Ha ha, có vẻ là sợ rồi. Học viện Thánh Phong còn đòi sánh ngang với Danh Thiên Viện, tỏi thấy mấy người nẻn từ bỏ đi. Cái học viện rách nát này, tôi khuyên mọi người không nẻn tới. Ha ha, Bàn Chiến cũng cười lạnh, ở cảnh giới thần tôn thì anh tôi là vô địch, mấy con kiến. Hồi đó bước lên cũng chỉ có chết mà thôi. Tiếng bàn tán vang vọng khắp nơi. Xung quanh, đệ tứ học viện Thánh Phong bực tức không thể tá nối. Trong đám người, bọn Âu Dã Tư Linh, Từ Phong và Diêu Mộng Vũ đều mang sắc mặt khó coi. Bàn Khai, để tôi đánh với anh một trận. Cuối cùng, Diêu Mộng Vũ cũng không thể chịu được nữa, đứng dậy từ trong đám đông, chiếc váy màu trúc xanh bay phấp phới, dáng người cao ngất với những đường cong tuyệt đẹp, như nàng tiên với mái tóc dài bay bay, xinh đẹp. Sắc mặt cô ta lúc này cực kỳ khó coi. Bởi vì cô ta biết rõ, dù mình xếp hạng thứ hai, cảnh giới cũng là thần tôn đỉnh phong. Nhưng bàn về lực chiến, cô ta còn thua kém Bàn Khai rất nhiều. Chỉ là, những lúc thế này... nếu cô ta không đứng ra, có. Lẽ sau ngày hôm nay, danh dự học viện sẽ thành rác bị quét đi mất, thế diện cũng không còn. Cô, Bàn Khai liếc nhìn Diêu Mộng Vũ. Sư muội thân thương của tôi, nói thật nhé, dù cô là đệ tử Cổ Lục Đạo, nhưng thực lực của cô không làm được gì đâu. Tôi có nhường cô một tay thì cô cũng không đánh lại tôi đâu mà. Tôi thấy cỏ nên để các trưởng lão, đạo sư lên đi, ha ha. Không thì cô gả cho tôi. Theo tôi đến Danh Thiên Viện đi, tôi bảo đảm cỏ có thể tiến xa hơn ở Học viện Thánh Phong nhiều. Bàn Khai, anh phản bội Học viện Thánh Phong mà còn dám dõng dạc đứng đây nói thế à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mặt dày như anh vậy, sắc mặt Diêu Mộng Vũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề cho hắn ta một sắc mặt tốt. Thậm chí, cô ta còn chẳng muốn nhiều lời với hắn ta, vừa dứt lời lập tức ra tay. Trong tay, cây roi như thân rắn được phun ra. Bốp! Roi đánh vào hư không, nơi không gian đó lóe lên tia lửa, tạo thành từng đợt gợn sóng. Lồng giam thú. Roi vung lên, lập tức khiến gió thổi mây phun, không gian nhộn nhạo, linh khí màu xanh bùng nổ, võ kỹ ngưng tụ, mũi ngọn ngưng tụ linh khí chuyển động, tàn sát về phía Bàn Khai. Là người xếp hạng thứ hai trên thập niên bảng, tất nhiên thực lực của Diêu Mộng Vũ là không cần phải bàn cãi. Cô ta thực hiện một chiêu lồng giam thú, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là võ kỹ được luyện đến mức cao nhất, cây roi như hàng vạn con rắn bắt đầu lao đi như bão táp. Chiêu này, e là đa số võ giả thần tôn đỉnh phong đều không thể đỡ được. Tiếc là, kẻ cô ta đối mặt không phải là võ giả bình thường, mà là Bàn Khai. Kẻ được ca tụng là đệ nhất thiên tài suốt nghìn năm qua của Học viện Thánh Phong và Danh Thiên Viện, võ giả yêu nghiệt, Bàn Khai. Dù Diêu Mộng Vũ cũng rất mạnh, nhưng so với Bàn Khai, chênh lệch như trời với đất. Có thế nói, tuy Bàn Khai chỉ mới là thần tôn đỉnh phong, nhưng khí thế, lực chiến và thần thức của hắn ta đã bước nửa chân sang thần vương rồi. Mang ra so sánh, Diêu Mộng Vũ cảnh giới thần tôn đỉnh phong cũng chẳng là gì. Tôi đã nói rồi mà, sư muội, cô không làm được đâu. Cùng lúc đó, Bàn Khai cũng đưa tay, hắn ta nói sẽ nhường Diêu Mộng Vũ một tay,
thì thật sự làm như thế, giơ một chưởng lên đánh tới. Một chưởng đó không có võ kỹ, thậm chí còn chẳng ngưng tụ sức mạnh đã đánh tới rồi. Bộp bộp bộp, nhất thời, nơi nào bàn tay hắn ta lướt qua, roi dài đứt đoạn đến đó. Chỉ trong nháy mắt, một chưởng đã đánh trúng cánh tay Diêu Mộng Vũ. Phụt, trong chốc lát, cánh tay Diêu Mộng Vũ trở nên vặn vẹo, máu tươi thấm ướt cả quần áo, cả bóng hình xinh đẹp không ngừng vảng xa ra khỏi đài luận võ. Sư tỷ, thấy cô ta sắp rơi xuống vách núi đen, một bóng hình xinh đẹp trong đám đông đột nhiên nhảy lên, vạt áo Âu Dã Tư Linh bay bay, đón lấy Diêu Mộng Vũ. Tư Linh, cảm ơn cô, sắc mặt Diêu Mộng Vũ tái nhợt, cô ta lại bị một trường của Bàn Khai đánh bại. Sự chênh lệch của cô ta với Bàn Khai thật sự rất lớn. Cảnh tượng đó khiến các đệ tử học viện Thánh Phong hết sức chấn động. Sư muội, tôi đã nói dù có nhường cô một tay thì cô cũng không đánh lại tôi mà, bây giờ đã tin chưa? Khóe môi Bàn Khai là vẻ mỉa mai, ánh mặt đầy tính chiếm hữu nhìn Diêu Mộng Vũ, cùng với Âu Dã Tư Linh bên cạnh. Không ngờ học viện Thánh Phong chúng ta lại có thêm một người đẹp tuyệt sắc thế này, lại còn luyện kiếm, bản công tử cho phép cô bỏ tà theo chính, theo tôi, ban ngày tôi sẽ dạy cho cô kiếm pháp, tối đến thì cô hầu hạ tỏi. Âu Dã Tư Linh hoàn toàn không quan tâm đến Bàn Khai, xoay người muốn dẫn Diêu Mộng Vũ trở về phòng chữa thương. Bàn Khai không nói gì, hôm nay hắn ta không tới đây vì phụ nữ, hắn ta nhìn quanh, lại một lần nữa lớn tiếng nói. Diêu Mộng Vũ, hình như là người mạnh nhất trong số các đệ tử ở đây ngoài tôi rồi nhỉ? Còn ai khiêu chiến nữa không? Lần này tôi chẳng những nhường một tay, mà còn tự phong bế một nửa thực lực, hoan nghênh mọi người khiêu chiến. Có thể nói, Bàn Khai hống hách đến tận cùng. Dáng vẻ ta là người vô địch, mọi người thích thế nào cũng được khiến các đệ tử học viện Thánh Phong đều muốn lao tới giết hẳn ta chết. Thế nhưng, cả Diêu Mộng Vũ cũng không thể đánh lại hắn ta, thì bọn họ lên đó được gì? Thực lực không có, chỉ có thế ngậm miệng chịu đựng. Ha ha, ánh mắt mấy người đáng sợ thật đó, nếu ánh mắt có thế giết người thì chắc tôi đã bị bầm thầy vạn đoạn rồi, tiếc quá. Ánh mắt không thể giết người, một đám rác rưởi, vài năm trôi qua vẫn không tiến bộ thêm chút nào, chỉ biết nổi giận suông. Bàn Khai thản nhiên nói. À, đúng rồi, tứ trưởng lão Mạc Vân không đâu. Tôi nhớ ngày trước ông ta nói tôi tâm thuật bất chính, chẳng có tiền đồ gì, ông ta đâu rồi? Ra đây đánh một trận đi, bản thân tôi muốn tìm hiểu coi tiền đồ của ông ta rực rỡ tới đâu, ha ha. Trong 30 vị trưởng lão, cơ thể Mạc Vân không chợt cứng đờ. Sau đó, sắc mặt ông ta âm u, tung người nhảy lên đài luận võ, đứng trước mặt Bàn Khai. Người ta đã nhắc tên mình, nếu ông ta không đứng ta thì sau này sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh mang tên Bàn Khai. Dù rằng ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Bàn Khai. Bàn Khai, học viện Thánh Phong này đối xử với cậu không tệ, không có đại viện trưởng, không có học viện này thì cậu có vinh quang ngày hôm nay ư. Bây giờ cậu lại về đây, giúp danh thiên viện làm nhục, chèn ép học viện Thánh Phong, lương tâm của cậu bị chó tha rồi hả? Mạc Vân không nhìn chằm chằm Bàn Khai, hai mắt đầy lửa giận. Thế nhưng Bàn Khai lại làm như không hề nghe thấy, một tay Vân đặt sau lưng, tay kia ngoác ngoác Mạc Vân không với vẻ khiêu khích, đùa cợt nói. Mạc trướng lão muốn dạy dỗ tôi hả? Tới đi, tôi đứng đây chờ ông này. Mạc Vân không chẳng thèm nói nhiều lời vô nghĩa, người như Bàn Khai, dầu muối đều không thấm, chỉ có bá đạo, ngông cuồng, tự phụ, nói thêm cũng vô dụng, ông ta trực tiếp ra tay. Bộp! Mạc Vân không chẳng hề nương tay, trong lòng bàn tay nhăn nheo đó xuất hiện thanh kiếm đen, thanh kiếm giữa không gian khiến nó lóe lên sương mù vô tận, khuấy trộn hư không. Chí trong nháy mắt, tia lửa đã bắn ra khắp nơi, tiếng kim loại gào thét, vang vọng vào tai mọi người, hơi thở của Mạc Vân không hòa vào làm một với thanh kiếm, hơi thở ông ta như gió, sắc bén, không hề có chút dấu hiệu túi giả nào. Một kiếm xé rách màn trời, khiến trời cao biến sắc, khi thân kiếm bắt đầu khởi động thì không gian xung quanh cũng chìm vào trong hỗn độn. Mạnh thật! Vô số võ giả nhìn chằm chằm vào chiêu đó không rời mắt. Thậm chí có vài võ giả cảnh giới thông thần còn lĩnh ngộ được kiến thức mới trong việc tu kiếm ngay sau khi nhìn thấy chiêu đó. Giết! Mạc Vân không hét to một tiếng, sau đó thanh kiếm lao vào hư không, chỉ trong chưa đến 1/10 giây, đột ngột lao tới trước mặt Bàn Khai, cùng với mùi máu cuồn cuộn. Ha ha, đối mặt với một kiếm, Bàn Khai chỉ thán nhiên cười, mặt thấy kiếm sắp chém tới, hắn ta giơ tay lên,
một cái tát vỗ mạnh vào thân kiếm. Keng! Nhất thời, Mạc Vân không chợt khựng lại, kiếm trong tay cứ rung lên ong ong, cánh tay ông ta run lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã mất đi chi. Giác! Bàn Khai không cho ông ta thời gian thở dốc, lại một cái tát đánh vào thân kiếm. Keng! Lại một tiếng vù vù khác vang lẻn, lần này, sắc mặt Mạc Vân không tái xanh, hoàn toàn không thể chống đỡ được nữa, thanh kiếm tuột khỏi tay, Bàn Khai thuận tay đỡ lấy thanh kiếm đang rơi xuống, cầm lấy chuôi đâm về phía trước. Phập! Thanh kiếm đâm vào ngực Mạc Vân không, đâm qua xương sườn của ông ta xuyên ra sau lưng cùng máu tươi. Xoẹt! Ngay sau đó, Bàn Khai rút thanh kiếm ra, dùng sức mạnh khổng lồ đánh cho Mạc Vân không bay ra phía sau. Nặng nề rơi xuống nửa quỳ trên mặt đất, tay ôm vết thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tứ trưởng lão Mạc Vân không, thua. Bị thương nặng, gần chết. Tứ trưởng lão, ông cũng là người quang minh lỗi lạc, ngay thẳng chính trực, nhưng tôi thấy tiền đồ của ông cũng chẳng ra sao. Bàn Khai ném thanh kiếm trong tay xuống trước mặt Mạc Vân không, luyện kiếm 400 năm, đến kiếm cũng bị người khác đoạt mất, nếu là tôi, đã tự sát rồi, thật bẽ mặt. Cậu, phụt, khí huyết Mạc Vân không cuộn trào, phun ra một ngụm máu, khóe miệng run rẩy, nhìn Bàn Khai nhưng lại không phản bác được câu nào. Đúng vậy, ông ta là người luyện kiếm của người luyện kiếm chính là sinh mạng. Đến kiếm cũng để mất, khác gì để mất mạng. Ông ta quá yếu, cùng là thần tôn đỉnh phong, cùng là luyện kiếm, nhưng Bàn Khai đến vũ khí của hắn ta còn chưa lấy ra, chỉ vỏn vẹn 3 chiêu nhẹ nhàng đã đánh bại ông ta. Ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã hố thẹn. Nhưng, không có ai chế giễu ông ta, không phải ông ta yếu, mà Bàn Khai quá mạnh, đệ nhất thiên tài trong ngàn năm trở lại đây. Danh hiệu này ở Vân Tiêu giới, đặc biệt là ở những nơi hội tụ nhiều yêu nghiệt như Danh Thiên Viện, Học Viện Thánh Phong tuyệt đối không phải là nói chơi. Hắn ta tu luyện 1 tháng hiệu quả hơn rất nhiều người tu luyện trong 1 năm, đây chính là tư chất, thiên bẩm mà ông trời ban cho, người thường sao có thể so được. Thật thất vọng. Còn tưởng ông có thể đế tôi. Được đánh một trận thật đã, không ngờ ông chỉ mạnh hơn đi ẻo mộng vũ có một chút. Bàn Khai vô cùng mất hứng, Bàn Khai tôi từ khi luyện kiếm, cùng cảnh giới không ai địch nối, chưa có người nào làm bị thương được tôi, khiến tôi chảy máu. Hôm nay vốn muốn bị thương, chảy máu, đáng tiếc, các người làm tôi quá thất vọng. Giọng của Bàn Khai không nhỏ, truyền khắp 4 phương, không chút che đậy sự khinh thường. Nhục nhã với Học Viện Thánh Phong, nói khá thẳng thừng. Trần Không Hành viện trưởng Danh Thiên Viện cũng rất đắc ý, cách đám mây nhìn đến Châu Cố Lục Đạo, truyền âm nói, lão già, thế nào, cậu ta là đệ tử trước kia của ông, cảm giác bị cậu ta nhục nhã thế nào? Bằng không đi xuống, trước mặt hàng chục triệu võ giả nói Học Viện Thánh Phong không bằng Danh Thiên Viện, tôi sẽ đế Bàn Khai xuống đài. Vẻ mặt Cố Lục Đạo rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy lời khiêu khích của Trần Không Hành. Thong dong điềm tĩnh. Viện trưởng, đế tôi đi xử tên khốn đó, nhị viện trưởng Lâm Chi Tâm là người nóng tính, chuẩn bị ra tay với Bàn Khai. Đừng nóng vội, mặc dù trong lòng của Lục Đạo rất phẫn nộ, tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Ông ta rất hiếu Trần Không Hành, càng để ý đến ông ta càng được đằng chân lân đằng đầu, mặc kệ ông ta sẽ tự ngừng lại. Trên sân đấu võ, lại tiếp tục có người không chịu nổi kích động. Thách đấu với Bàn Khai, nhưng không ngoại lệ, 10 mấy người đi lên đều bị đánh bại. Người mạnh nhất cũng chỉ khiến Bàn Khai tung ra 5 chiêu, khoảng 30% sức mạnh. Hắn ta thật sự rất mạnh, mới bước nửa chân vào cảnh giới thần vương, nhưng đã gần có phong thái của thần vương, thêm 3 đến 5 năm nữa, nếu có được nguyên khí, hoàn toàn có thể trở thành thần vương. Nhìn toàn bộ Vân Tiêu giới, tài năng như vậy cũng vô cùng hiếm thấy. Ngay cả con cháu của 3 gia tộc lớn ở Tây Hải cũng chưa hắn đã có tư chất như hắn ta. Có thể nói hắn ta đã là người đầu tiên dưới thần vương. Trong lúc Bàn Khai liên tục khiêu chiến, giao, đấu, nhục nhã Học Viện Thánh Phong, trong một hồ thuốc, cuối cùng Trần Đức cũng mở mắt. Trong mắt tràn đầy vui vẻ, hài lòng. Gần 3 tháng, thu hoạch của anh quá lớn, từ cảnh giới thần tôn 60 giai đạt tới cảnh giới thần tôn cửu trọng, đỉnh phong. Chỉ còn cách cảnh giới thần vương một bậc. Võ kỹ địa giai cao cấp Phượng Minh Trưởng cũng đã tu luyện đến đại viên mãn. Sức mạnh tổng thể đã tăng ít nhất 10.000 lần so với 3 tháng trước. Anh của hiện tại, nếu lại đối mặt với một đối thủ như Ưng Chiếu, cho dù không sử dụng đến cửu trọng cực ánh, lục đạo luân hồi, cũng tràn đầy tự tin đánh bại đối thủ.
Ngoài ra, cửu trọng cực ánh đã được nâng từ tầng thứ 7 lên đến tầng thứ 8. Đừng thấy chí là một tầng rất nhỏ, nhưng hiệu quả đã tăng từ vài trăm lần ban đầu lên 30.000 lần, thời gian cũng tăng từ 10 phút ban đầu lên khoảng 20 phút. Khái niệm này là gì? Nói một cách đơn giản, với trạng thái bình thường của anh có thể đấu với tu sĩ thần vương nhất trọng, mà một khi thi triển cửu trọng cực ảnh, năng lực của anh ít nhất có thể đấu với thần vương tam trọng. Với cấp thần vương như của Ưng Chiếu, một cú đánh của anh có thể nghiền nát người đó. Nếu tôi nói dưới cảnh giới thần vương không ai địch nổi, hẳn là không ai phản đối đâu nhỉ, cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, Trần Đức vui mừng nói. Còn ai dám phản đối? Với thực lực của anh, ở Vân Tiêu giới, 100% những người cùng cảnh giới không ai địch nối được chưa, trong thức hải, Linh Lung rất hâm mộ, thực sự không hiểu tại sao Trần Bát Hoang lại yêu nghiệt, khủng bố như vậy. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, thực lực còn nâng cao hơn so với hầu hết võ giả Vân Tiêu giới nỗ lực mấy chục năm, thậm chí là hàng trăm năm. Người so với người, đúng là tức chết mà. Tính thời gian, Đại Thiên Bí Cảnh còn 7 ngày nữa là bắt đầu, đã đến lúc phải xuất quan rồi, đi xem mấy người Tư Linh, Từ Phong bọn họ thế nào. Trần Đức suy nghĩ một chút, rời khỏi nơi bế quan, đi thẳng đến chỗ Âu Dã Tư Linh. Nhưng, ở đó lại không có ai. Không chỉ cô ấy không có ở đó, Từ Phong cũng không thấy, Diêu Mộng Vũ, Cổ Lục Đạo và những người khác cũng không ở chỗ của họ. Nhưng ngay sau đó anh liền nghe thấy một loạt âm thanh ồn ào huyên náo, tiếng động phát ra từ phía sân đấu võ, Trần Đức hơi khó hiểu, bay qua đó. Sân đấu võ, hàng chục triệu người vây quanh mấy đỉnh núi chố mật đứng nhìn các đệ tử và trưởng lão của Học viện Thánh Phong bị đánh bại, trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Thật khó tưởng tượng, hàng chục triệu người có thể cùng lúc duy trì im lặng, điều này đã mang đến cho bọn họ chấn động và ngạc nhiên lớn như nào đây. Từ đầu đến cuối Bàn Khai luôn chắp một tay sau lưng, hăm hở, ngang tàng và tự phụ, xung quanh hắn ta khắp nơi toàn là máu tươi, có điều, không có một giọt nào là của hắn ta, toàn bộ đều là máu của các đệ tử, trưởng lão của Học viện Thánh Phong. Cũng may lúc đầu đã bỏ tối theo sáng đến danh thiên viện, ha ha, ở đây đúng là rác rưởi khiến tôi thất vọng, vô cùng thất vọng, có ai có thể để tôi được chiến đã đời không? Bàn Khai giễu cợt lắc đầu, giọng nói truyền ra khắp nơi. Tráng trợn không chút nể nang sỉ nhục Học viện Thánh Phong, vô cùng kiêu ngạo nói, không ai có thể làm tôi bị thương. Làm cho tôi bị chảy máu sao? Ha ha! Đáng chết, các trưởng lão của Học viện Thánh Phong nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Các đệ tử càng thêm xấu hổ và tức giận, nhưng đối mặt với sự ngang tàng của Bàn Khai, bọn họ thực sự không thể làm gì được. Các vị thần vương không biết phải làm sao, bọn họ không thể ra tay, một khi ra tay, sẽ phá vỡ các quy tắc, biến Học viện Thánh Phong trở thành trò cười. Ở trên không, Cổ Lục Đạo nhìn các đệ tử lần lượt bại trận, thở dài nặng nề, sắc mặt không được tốt lắm. Không thế không nói, Bàn Khai quả thực là một yêu nghiệt hiếm gặp, hàng đầu, siêu cấp yêu nghiệt. Những người như vậy quá thực nên có niềm kiêu hãnh và sự tự tin của riêng họ, nhưng giống như Bàn Khai quả thực có hơi quá tự tin. Như hắn ta đâu phải là sự tự tin của cường giả. Hắn ta rõ ràng là cố ý làm bẽ mặt Học viện Thánh Phong, cũng không chút nhớ đến tình nghĩa xưa, hoàn toàn coi Học viện Thánh Phong là bàn đạp cho danh vọng của hắn ta. Đại viện trưởng, đệ tử của chúng ta đã thua mất 450 người rồi, có nên tiếp tục đứng xem không? Ánh mắt Lâm Chi Tâm rất không vui, chỉ cần một lời của ông, tỏi sẽ lập tức giết hắn ta, mọi trách nhiệm Lâm Chi Tâm tôi chịu. Vì một tẻn Bàn Khai mà phá vỡ các quy tắc của học viện mình đã đặt ra tay với tiểu bối. Thật không đáng, Cổ Lục Đạo thong thả lắc đầu. Việc này hôm nay chỉ có thể nhịn xuống, không thể chỉ vì một chút rắc rối mà phá vỡ quy tắc của mình, được một mà mất 10. Đại viện trưởng, Lâm Chi Tâm còn muốn nói gì đó, nhưng Cổ Lục Đạo đã ngắt lời ông ta, nói, hôm nay gặp phải tình huống này cũng xem như là động lực cho Học viện Thánh Phong chúng ta, để bọn họ càng chăm chỉ tu luyện hơn, nâng cao năng lực. Vừa nói đến đây, đột nhiên, con người Cổ Lục Đạo khẽ nheo lại, trên khuôn mặt nặng trĩu hiện lên một nụ cười lâu rồi không thấy, tên nhóc này cứ lặng lẽ đến như vậy. Ai đến cơ, Lâm Chi Tâm cùng ngũ viện trưởng ở bên cạnh khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của Cổ Lục Đạo nhìn xuống bên dưới. Lại thấy, một bóng hình quen thuộc đang nhanh chóng tiến đến gần sân đấu võ, qua lại như con thoi giữa đám người. Trần Bát Hoang. Ha ha ha, nhìn thấy anh, Lâm Chi Tâm cười sảng khoái, thằng nhóc này, cuối cùng cũng xuất quan rồi.
bàn khai xem cậu còn có thế ngông cuồng được bao lâu nữa, ha ha. Có kịch hay để xem rồi. Vẻ mặt càng thẳng của Ngũ viện trưởng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hôm nay không chỉ các đệ tử của Học viện Thánh Phong chịu áp bức lăng nhục, mà còn cả mấy người viện trưởng bọn họ cũng vô cùng nhục nhã. Khi các đệ tử, trưởng lão, chấp pháp lần lượt bị đánh bại, bọn họ càng hiểu rõ Trần Bát Hoang quan trọng như nào đối với Học viện Thánh Phong. Anh chính là người đứng đầu, chiêu bài trong số các đệ tử của Học viện. Sao tôi lại không phát hiện ra khí tức của cậu ấy? Gờ trái lại đại viện trưởng khẽ nhíu mày, ông ta vốn muốn xem thành quá bế quan của Trần Đức, nhưng một đạo thần thức đi xuống, lại không nhận ra độ cao thâm của cảnh giới. Có lẽ là ấn đi rồi, trước đây tôi đã nhận thấy cậu ấy có chút đặc biệt, trong cơ thể đến kim đan cũng không có, một khi cậu ấy tận lực ẩn và che giấu đi khí tức, người khác sẽ rất khó phát hiện ra, Lâm Chi Tâm nói. Đúng vậy, Cổ Lục Đạo đã sớm phát hiện ra điều này, có chút lo lắng. Hy vọng cậu ấy không thua trong tay bàn khai, hòa cũng được. Hòa là thế nào, ha ha, với thực lực của Trần Bát Hoang, đấu với bàn khai hẳn là sẽ rất dễ dàng, không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hơn nữa, cậu ấy còn bế quan 3 tháng, 3 tháng trước, cậu ấy đã giết chết Ưng Chiếu, cho dù không tiến bộ cũng sẽ không thụt lùi chứ. Lâm Chi Tâm rất có lòng tin với Trần Đức, viện trưởng, đệ tử của ông còn không có lòng tin sao, chờ xem kịch hay đi. Đúng vậy, viện trưởng, tôi rất có lòng tin với Tèn. Nhóc họ Trần này, cậu ấy bế quan 3 tháng, không thể yếu hơn trước mà đúng không, Ngũ viện trưởng nói. Dưới sự an ủi của hai người, Cố Lục Đạo mới yên tâm, suy nghĩ kỹ thì thấy do ông ta quan tâm nên suy nghĩ linh tinh, lo lắng quá rồi. Với thực lực của Trần Bát Hoang, đấu với bàn khai hẳn là không có vấn đề gì lớn. Phía dưới, sân đấu võ. Đứng trước sự khinh thường, chửi rủa và sỉ nhục của bàn khai, sắc mặt các đệ tử của Học viện Thánh Phong tái xanh, nghiến răng ken két, hận không thể xông lên cắn chết bàn khai. Nhưng, lý trí nói với bọn họ không thể đi lên, với thực lực của bọn họ, đi lên khiêu chiến với bàn khai sẽ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã, bị thương thêm mà thôi. Cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực, nhưng không ai dám bước lên. Trong đám người, phía Danh Thiên Viện, bàn chiến bật cười ha ha. Học viện Thánh Phong không có anh trai bàn khai của tôi cùng lắm cũng chỉ là học viện hạng 2, còn nói cái gì mà yêu nghiệt, nơi hội tụ thiên tài, đúng là chuyện cười, tôi thấy chẳng khác nào là nơi hội tụ đám vỏ dụng, có tên vô dụng nào có thể để anh trai tôi đánh ra 50% sức mạnh không, có thì mau đứng ra để chúng tôi xem. Một người đánh không lại, có thế lẻn hai người, ba người, đừng sợ, chúng tôi đang chờ đó, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Ha ha. Ba người thì sao, với thực lực rác rưởi như vậy, bàn khai tôi chỉ dùng một tay có thể đánh được 5 người, bàn khai cụt hứng lắc đầu, trên mặt đầy giễu cợt. Lúc đầu, Mạc Vân không nói hắn. Ta là người mưu mô đen tối, tiền đồ ảm đạm, tương lai chắc chắn sẽ bị giới hạn ở một cảnh giới nào đó. Cổ Lục Đạo, sự tôn trước đẩy của hắn ta, cũng nói những lời như vậy, nhiều lần bởi vì hắn ta ra tay giết người mà dạy dỗ hắn ta, trừng phạt hắn ta. Với võ giả lẽ nào không phải kẻ mạnh sẽ được tôn trọng sao? Cho dù bản thân có sai, thực lực của đối phương không bằng mình, giết thì có làm sao? Vì chút chuyện vặt vãnh này, Cổ Lục Đạo thậm chí còn không truyền công pháp tuyệt kỹ Lục Đạo Luân Hồi cho hắn ta, ha ha. Hôm nay, hân ta trở về chính là muốn làm bẽ mặt Cổ Lục Đạo, sỉ nhục đám người Mạc Vân không bọn họ, ra sức làm nhục đạp Học viện Thánh Phong dưới chân. Khốn kiếp, nếu anh Hoàng ở đây... Hân ta sao có thể kiêu ngạo được như vậy, Từ Phong nắm chặt hai tay, hốc mắt đỏ ứng. Hai cô gái Diêu Mộng Vũ và Âu Dã Tư Linh cũng rất phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào bàn khai, lúc này, vô cùng hy vọng Trần Bát Hoang sẽ xuất hiện. Hiện giờ, trong số tất cả các đệ tử có lẽ chỉ có Trần Bát Hoang có thể đấu với hắn ta thôi. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua không có ai đi lên rồi, không được, tôi phải đánh với hắn ta lần. Nữa, đi ẻo Mộng Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đầy oán hận. Đừng, sư tỷ Mộng Vũ, vết thương của sư tỷ rất nghiêm trọng, có lên cũng vô ích, để tôi lên thử xem. Âu Dã Tư Linh ngăn Diêu Mộng Vũ lại, trường kiếm xuất hiện trong tay, chuẩn bị xông lên sân đấu võ. Hai người đừng tranh nữa, loại chuyện này vốn không nên để phụ nữ ra mặt, vẫn nên để cho anh. Ngay khi Âu Dã Tư Linh chuẩn bị ra mặt, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy lòng bàn tay cô. Cơ thể xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh khẽ run. Giọng nói nam tính quen thuộc liền khiến cô dừng bước.
Hai người Diêu Mộng Vũ và Từ Phong cùng lúc quay đầu lại, nhìn người phía sau bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn và kích động. Anh Hoang, Từ Phong cười lớn, cuối cùng anh cũng đến, ha ha. Bát Hoang, khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh ửng hồng, tim đập loạn nhịp, em biết anh sẽ đến mà. Hừ, sư đệ, cậu mà không đến, học viện Thánh Phong của chúng ta sẽ mất hết mặt mũi, Diêu Mộng Vũ lẩm bẩm mấy câu, còn ngây ra đó làm gì, không mau thay sư tí dạy dỗ tên khốn kiếp đó, giúp sư tỷ báo thù. Được, Trần Đức khẽ cười, không nói thêm lời nào lập tức nhảy lên, lao lên trên không trung, đáp xuống sân đấu võ. Anh vừa xuất hiện, lập tức tất cả các đệ tử, trưởng lão, chấp pháp của học viện Thánh Phong đều phấn chấn, hò hét. Sư huynh Bát Hoang nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học. Sư huynh đến rồi, tốt quá rồi. Ha ha, Bàn Khai, mày thảm rồi. Trong học viện Thánh Phong, từng giọng nói lần lượt vang lẻn, mà trong số hàng chục triệu người xem, có người đến từ Bắc Hoang cũng nhận ra. Đó không phải là Bắc Hoang Thiên Vương sao? Hoang Thiên Vương thực sự ở đây. Anh ta là đệ tử của học viện Thánh Phong, chẳng trách có thế trở thành Hoang Thiên Vương. Trong đám người danh thiên viện, Bàn Chiến nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên sân đấu võ, vẻ mặt đông cứng như bị đố xi măng, vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt, đầy khí thế chiến đấu cùng ghen ghét. Trong đầu hắn đều là cảnh tượng lúc leo tháp linh thú ở thành Thông Thiên, Trần Bát Hoang vượt qua hắn, được mọi người chú ý đến. Hơn nửa năm nay, hắn chưa từng quên Trần Đức, ba chữ Trần Bát Hoang đã trở thành ác mộng và tâm ma của hắn. Nửa năm nay hắn không ngừng chăm chỉ tu luyện, không dám buông lỏng hay chậm trễ một giây phút nào, hắn chăm chỉ gấp trăm lần so với người thường. Chỉ có một mục đích. Lúc gặp lại Trần Đức, dẫm anh dưới chân. Trần Bát Hoang, chỉ dựa vào anh làm sao có thể đấu với anh trai tôi. Bàn Chiến tôi mới là đối thủ của anh. Trên sân đấu võ, Bàn Khai Văn đang quan sát Trần Đức, còn chưa lên tiếng, Bàn Chiến đã không nhịn được, mang theo linh khí lưu động vọt lên sân đấu võ. Bàn Chiến. Trần Đức có chút kinh ngạc, không ngờ có thể gặp được người quen cũ ở thành Thông Thiên. Bàn Chiến vô cùng hiếu chiến, kiêu ngạo hống hách, khí thế chiến đấu vang tận trời xanh, mây trên trời đều đối màu, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn quanh người hẳn, cực kỳ mạnh mẽ. Còn chưa lên đến sân đấu võ, cách mấy trăm mét Bàn Chiến đã thi triển võ kỹ, không nói lời nào ra tay với Trần Đức. Một quyền giống như tên lửa đạn đạo, hỏa tiễn khiến khoảng không rung chuyển, ầm vang, đánh về phía Trần Bát Hoang. Muốn nhanh chóng đánh bại tôi như vậy sao? Trần Đức có chút không nói nẻn lời, lập tức một cái bạt tai khẽ lướt qua. Bốp! Ngay lập tức, một vết hằn đỏ tươi xuất hiện, khuôn mặt Bàn Chiến biến dạng, vặn vẹo méo mó, ngã bay về phía sau đập vào vách núi tạo thành một cái hố cực lớn. Phụt! Lồng ngực Bàn Chiến phập phồng, phun ra một ngụm máu, nửa quỳ trên một tảng đá, quần áo xộc xệch, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Đức, làm sao có thể? Một cái tát. Trần Bát Hoang chỉ tùy ý tát một cái, liền đánh bay hắn. Một quyền vừa rồi của Hân đã tu luyện đến đại viên mãn, đủ để dung chuyển đất trời, kết quả không có một chút tác dụng gì. Nửa năm, nỗ lực nửa năm của Hân, phí công vô ích rồi sao, Bàn Chiến quỳ trên mặt đất, khóc. Nửa năm qua, hắn luôn lấy Trần Bát Hoang làm mục tiêu, điên cuồng tu luyện, nâng cao thực lực, bắt đầu từ lúc hắn đột phá cánh giới thần tôn. Hẳn lúc nào cũng mong đợi gặp Trần Đức giao đấu một trận. Cột rửa nổi nhục trong quá khứ, lẩy lại vầng hào quang thuộc về hẳn, vậy mà, thực tế lại thế này. Khoảng cách giữa hẳn và Trần Bát Hoang lớn đến vậy sao? A huy! Bàn Chiến hét lên một tiếng cuồng loạn, không cam lòng, rồi lại phun ra một ngụm máu, hắn quả thực không thể chấp nhận được tất cả những điều này, ngã nhào xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Mà Trần Đức! Sau khi vung ra một chưởng đó không thèm nhìn đến Hân, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Bàn Khai. Mày thật to gan, Bàn Khai nhìn thấy em trai mình bất tỉnh, gân xanh nổi lên, đến em trai của Bàn Khai tao cũng dám đả thương. Tao cũng không muốn, mày cũng nhìn thấy rồi, là em trai mày sáp mặt đến để cho tao đánh, Trần Đức nhún vai tỏ vẻ không biết làm sao, giống như cái tát vừa rồi là bị ép buộc, không tình nguyện, nói đến đây, Trần Đức dừng lại một chút, đối giọng, tạm chưa nói đến Bàn Chiến. Nói mày trước, vừa rồi từ xa tao đã nghe thấy mày nói muốn bị thương, muốn chảy máu, phải không? Phải, Bàn Khai tạm thời không để ý tới Bàn Chiến, mang theo sát khí nói, là tao nói.
Tao còn nghe nói mày từng là đệ tử của Cố Lục Đạo, sư tôn của tao, hồi đó còn tùng đánh lén ông ấy, đúng không? Trần Đức lại hỏi tiếp. Đúng vậy, cũng là tao, Bàn Khai không kiêng nể gì, hắn ta đã quan sát Trần Đức rất lâu, mặc dù không thể nhìn ra cảnh giới của Trần Đức, nhưng hắn ta hoàn toàn không cần lo lắng, lẽ nào mày muốn báo thù cho ông ta, thanh lý môn hộ sao? Trần Đức khẽ gật đầu, Cố Lục Đạo hiện giờ là sư tôn của tao, tao giúp ông ấy báo thù cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, con người của tao có một ưu điểm đó là lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nếu mày đã muốn bị thương, chảy máu, tao có thể đánh mày giống như em trai của mày, miễn cưỡng làm thỏa mãn mày. Chỉ dựa vào mày, ha ha, vẫn là câu đó, Bàn Khai tao nhường mày một tay, cộng thêm 50% thực lực, nếu mày có thể làm hại đến một sợi lông của tao, coi như tao thua. Bàn Khai cười bỡn cợt tàn nhẫn, tên nhãi này quá ngông cuồng. Lát nữa sẽ đế hân biết kết cục của việc kiêu ngạo. Ồ, Trần Đức bình tĩnh gật đầu, đúng lúc này lại thấy anh hành động. Trong lúc cơ thể chuyển động, kiếm long ngâm đột nhiên xuất hiện trong tay, mang theo ánh sáng chói lọi, bất ngờ quét về phía Bàn Khai. Những nơi lưỡi kiếm xẹt qua, không gian nứt toác sụp đổ, sát ý đột nhiên bộc phát, tiếng kiếm leng keng vang lên như âm thanh ma quỷ bẻn tai. Một cổ kiếm ý vô hình mạnh mẽ lấy Trần Đức làm trung tâm lan ra khắp mọi hướng. Tình huống thay đổi bất ngờ, kiếm trong tay những người luyện kiếm không khỏi run lên. Kiếm ý vô song mạnh mẽ dường như muốn hủy diệt cả trời đất, những võ giả theo dõi trận chiến đứng cách đó hàng ngàn mét chỉ cảm thấy da thịt tê dần, không kìm được dùng tấm báo vệ đế phòng thú. Trên không trung, Cổ Lục Đạo nhìn một kiếm đó, cho dù ông ta là thần vương đính phong cũng có chút kinh ngạc, sửng sốt. Trần Bát Hoang không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền khiến người ta kinh ngạc. Khí tức trên người cậu ấy cũng phải mạnh hơn gấp hàng ngàn hàng vạn lần so với 3 tháng trước nhỉ. Từ cảnh giới thần tôn 60 giai đạt đến cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Mặc dù tư chất của Cổ Lục Đạo không tệ ơ nhưng hồi ông ta ở cùng cảnh giới với Trần Đức, bế quan trong 2-3 tháng cũng chỉ tăng được 1-2 giai thôi nhỉ. Trần Đức thì sao? Tăng tròn 40 giai. So sánh hai người với nhau, khoảng cách chênh lệch giống như giữa một người ăn xin và người giàu nhất thế giới. Lúc này, cũng cảm thấy Trần Bát Hoang đúng là một yêu nghiệt thật sự, một yêu nghiệt vô cùng khủng bố. Đứa trẻ này, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, thật mạnh. Sắc mặt Trần Không Hành viện trưởng danh thiên viện đột nhiên thay đổi, không nhịn được lớn. Tiếng nhắc nhớ, Bàn Khai, cẩn thận. Ông ta vừa dứt lời, ánh kiếm đã điên cuồng đánh đến. Bàn Khai bỗng biến sắc, nguy hiểm. Hắn ta lại cảm nhận được sự nguy hiểm từ trong kiếm đó, khí tức của cái chết. Khí thế của Trần Đức quá mạnh mẽ, chỉ với một đường kiếm giống như ngày tận thế sắp đến, khắp nơi tràn ngập kiếm ý đáng sợ, ngang tàng. Những dãy núi cao hơn 2.000 mét cũng rung chuyển lắc lư không ngừng, đá lăn xuống, cây đổ, sân đấu võ nứt toác, khe rãnh, kẽ hở lan rộng như mạng nhện, chi chít nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm này chỉ là một kiếm bình thường, không thi triển bất kỳ võ kỹ nào, mây trên bầu trời cũng vì nó mà nổ tung, mưa xối xả. Sắc mặt Bàn Khai đột ngột thay đổi, khí tức của cái chết mạnh mẽ bao trùm trong lòng hắn ta làm sao còn dám dùng một tay giao đấu chứ? Sự khủng bố của Trần Bát Hoang vượt xa so với những gì hắn ta nghĩ, ngay lập tức, một thanh kiếm dài 8 thước, rộng 3 thước xuất hiện trong tay hắn ta, lưỡi kiếm chói mắt, lóe sáng rực rỡ, Bàn Khai. Vung kiếm, trong phút chốc ngưng tụ ra hàng loạt tia sáng, đường vân, hắn ta thi triển ra võ kỹ mà mình đắc ý nhất, đã luyện đến đại viên mãn. Khi kiếm trong tay hắn ta bơi đến, một máng hư không kia đều méo mó, giống như mảnh vải rách bị người ta xé vậy, không ngừng khuấy đảo, vỡ vụn, xuất hiện từng cái lỗ đen khủng khiếp. Kiếm phong vân, cả người nặng nề quát, linh khí toàn thân Bàn Khai bùng nổ, lông dựng thẳng đứng, hắn ta vận dụng 200% sức mạnh. Một kiếm xông về phía Trần Đức. Keng keng keng. Trong điện quang hỏa thạch, hai người hội tụ, va chạm. Khi từng tiếng run rẩy của thân kiếm vang lẻn, lại thấy giữa hai người lập tức xuất hiện một khoảng cách hỗn độn, hiện ra một mảng cuồng phong kiếm ý vô tận. Ầm ầm ầm. Sân đấu võ hoàn toàn nổ tung, dù có trận văn duy trì, nhưng lúc này cũng không thể nào vững vàng nổi, từng khối đá vụn tung tóe, đá lớn lăn xuống, sơn thế chấn động mãnh liệt. Trong hỗn loạn đầy trời, tất cấp mọi người nhìn. Thấy rõ ràng một kiếm của Trần Đức dễ như bỡn hủy diệt tan biến tất cả,
bàn khai dễ dàng bị xuyên qua trước kiếm long ngâm. Phụt phụt phụt. Một giây kế tiếp, kiếm trong tay bàn khai xuất hiện từng vết nứt, ngay sau đó nổ ầm ầm nát vụn. Kiếm long ngâm trong tay Trần Đức nháy mắt đâm vào bả vai của Hân Ta, giống như dao phay, dọc theo bả vai Hân Ta cắt phăng xuống. Răng rắc răng rắc. Máu tươi văng tung tóe, từng âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, cánh tay cầm kiếm của bàn khai liên quan đến 1/3 cơ thể liền trực tiếp gãy lìa. Võ kỹ sở trường nhất, đắc ý nhất ở trước mặt Trần Đức giống như trẻ sơ sinh cầm vũ khí, không chịu nối một kích. A a a, bàn khai lạc giọng đến liệt phổi, đột nhiên hét lớn, từng gân xanh hiện lên, trong hai con ngươi đột ngột co rút, toàn thân bay rớt ra ngoài như diều đứt dây, rơi ầm ầm xuống đất. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay đứt lìa khỏi thân, cơ thể bị tàn phá, trong tâm thần chỉ lại vẻ hoảng hốt sợ hãi. Trên đỉnh núi xung quanh sân đấu võ, từng võ giả hoàn toàn chết lặng. Hơn 80 triệu người lúc này yên tĩnh đáng sợ đến cực điểm, bọn họ trợn mắt nhìn bàn khai trọng thương sắp chết, khắp da đầu tê dại. Bàn khai bị đánh bại. Bị đánh bại một cách lưu loát và dứt khoát. Khí tức mãnh liệt tràn đầy thính giác, thị giác, khứu giác của mỗi người. Đám người Danh Thiên Viện, thậm chí viện trưởng Trần Không Hành của Danh Thiên Viện cũng hoàn toàn đờ đẫn, trong con người già nua ngoài trừ chấn động cũng vẫn là chấn động. Đệ tử ông ta đắc ý nhất, thiên tài ngàn năm hiếm thấy của Vân Tiêu giới cứ như vậy đánh bại. Ngay cả một chiêu của Trần Bát Hoang cũng không gánh nổi. Chiến lực của bàn khai mạnh như nào, Trần Không Hành vô cùng rõ ràng, khi xuất toàn lực, dù đánh trận chiến sinh tử với thần vương nhất trọng cũng có thể đảm bảo sống sót rời đi. Nhưng, lại không gánh nổi một kiếm của Trần Bát Hoang. Mẹ kiếp, đây là cấp yêu nghiệt gì vậy? Võ giả như vậy dù là 10.000 năm cũng khó mà gặp được một người ấy chứ. Trên không, đám người Cố Lục Đạo và Lâm Chi Tâm cũng chấn động. Bọn họ biết Trần Đức rất mạnh, dù sao thì 3 tháng trước anh chính là người có thể tiêu diệt Ưng Chiếu Thân là thần vương. Nhưng dù mạnh cũng nên có một giới hạn và cực hạn đúng chứ. Nhưng hết lần này đến lần khác Trần Bát Hoang hoàn toàn không. Cùng cảnh giới cứ ung dung đánh bại bàn khai. Dõi mắt nhìn Vân Tiêu giới, cùng cảnh giới ai có thể làm được. 30 vị trưởng lão học viện Thánh Phong, đặc biệt là các thần vương đứng trong top 3 cũng ngơ ngác. Thực lực của Trần Bát Hoang, ngay cả bọn họ, cũng không phải đối thủ ấy chú. Viện trưởng, ông nói xem cái tên Trần Bát Hoang kia rốt cuộc biến thái đến mức nào, sức chiến đấu của hắn e rằng đã hoàn toàn không thuộc về đại trưởng lão ấy chứ, giọng nói Lâm Chi Tâm đầy kích động, tràn đầy sự phấn chấn. Biến thái của cậu ta thật không thế nào dự đoán, Cố Lục Đạo lắc đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nụ cười hãnh diện, ánh mắt ông ta nhìn Trần Đức giống như con mình, tràn đầy yêu chiều khen ngợi. Khó chịu trong lồng ngực hoàn toàn biến mất. Trần Bát Hoang không chỉ giúp đỡ học viện Thánh Phong xứng danh, mà còn khiến ông ta cảm thấy vui vẻ an tâm, giống như nhìn con cái nhà mình lớn lẻn vậy. Có lẽ sau 1-2 năm nữa cậu ấy có thế vượt. Qua đại viện trưởng tôi, Cổ Lục Đạo tán thường. Mạnh vậy sao? Lâm Chi Tâm mang theo vẻ hoảng sợ. Hoàng Thiên Vương! Hoàng Thiên Vương! Sư huynh! Cũng vào lúc này, trên khán đài, võ giả đến từ Bắc Hoang và các đệ tử học viện Thánh Phong cuối cũng lấy lại tinh thần, bọn họ hô lớn đầy cuồng nhiệt, âm thanh như biển gầm, đợt này cao hơn đợt kia. Địa vị của Trần Đức trong lòng bọn họ lập tức cao lên không biết bao nhiêu bậc, nhất định chính là chúa cứu thế, là thần trong lòng bọn họ. Thời khắc quan trọng ra sân, ngăn cơn sóng dữ, một chiêu đánh bại bàn khai, chiến tích như vậy đang để bọn họ khâm phục, quỳ lạy. Sân đấu võ. Trần Đức thu hồi kiếm long ngâm, từng bước đi về phía bàn khải đang trọng thương, cá người. Đảng máu. Sau 20 cái hít thở, anh đã đến trước mặt bàn khai, thản nhiên nói. Thế nào, mùi vị của máu chảy và bị thương thế nào? Mày rốt cuộc là ai? Bàn khai hoảng hốt, sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Đức, trong con ngươi chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, hôm nay là lần đầu tiên hắn ta bị thương. Mùi vị máu chảy thật sự không dễ chịu, chưa bao giờ hắn ta đối mặt với đả kích như ngày hôm nay. Cái gì mà đồng cảnh giới vô địch, trước mặt Trần Đức quả thật chính là chuyện cười. Tao là ai? Tao họ Trần, tên Bát Hoang, hiệu Hồ Hoang Thiên Vương, đệ tử của Cổ Lục Đạo, giọng điệu Trần Đức lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Hôm nay, Trần Bát Hoang tao muốn thay mặt sư tôn thanh lý môn hộ. Nói xong,
Trần Đức không có bất kỳ do dự, anh chậm rãi giơ chân lên, giống như núi lớn đè ép về phía bàn khai. Thằng nhãi, mày dám. Vào thời khắc này, Trần Không Hành quát xuống một tiếng, ấn quyết trong tay thi triển, từ khoảng cách mấy ngàn mét, một quyền ép về phía Trần Đức. Ầm ầm ầm, một quyền của ổng ta quá kinh khủng. Sức mạnh khủng khiếp cuốn ra ngoài, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy chân không, trời đất u ám, mấy đám mây hình nấm nố ầm ầm không lý do, trong hư không giống như có quỷ khóc sói hú, giống như địa ngục hạ xuống nhân gian. Cảnh tượng khủng khiếp khiến người ta da đầu tê dại. Thần Vương đỉnh phong, trong mấy chục triệu người ở đây hoàn toàn chính là sức chiến đấu đứng hàng đầu, mạnh đến mức khiến người ta lóa mắt, da đầu bị xé toạc. Rất nhiều cường giả nhỏ yếu, cảnh giới lại thấp đứng xem trận chiến trong khoảng cách khá gần với Trần Không Hành, bọn họ gặp phải khó khăn, hộc ra từng hớp máu lớn, thần thức run rẩy không yên, phát ra từng tiếng thét chói tai, nhìn trông sắp chết. Dù là Trần Đức, lúc này cũng không khỏi không dừng tay, anh chuẩn bị toàn tâm toàn ý tiếp một quyền này. Trần Không Hành, nơi này là học viện Thánh Phong, không phải đất cho ông ngang ngược, nhưng đúng lúc này, trên vân không, đột nhiên cổ lục đạo hiện ra. Sau đó, một đường sức mạnh thần thức kinh khiếp, dạo dực, tràn ngập ra, xòe thành cái lồng bảo hộ, bao phủ toàn bộ sân đấu võ. Áp lực xuất hiện từ Trần Không Hành đột nhiên biến mất. Tranh đấu giữa tiểu bối tôi có thể ở bên cạnh xem, nhưng... Trần Không Hành, nếu ông ra tay thì đừng có mà trách lão phu vô tình, cổ lục đạo đứng thẳng trên hư không, giống như thiên thần hạ xuống, mắt nhìn Trần Không Hành. Sắc mặt Trần Không Hành hung ác, ánh mã nháy lên. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Học viện Thánh Phong, ông ta thân cô thế cô, thật sự không dám tùy tiện ra tay. Trong lòng ông ta lửa giận ngút trời, nhưng không cách nào phát tác, cố lục đạo, bảo đệ tử của ông tha cho bàn khai đi, tôi đồng ý dùng ba đạo tinh linh đổi lấy một mạng của bàn khai. Bàn khai là mặt mũi của Danh Thiên Viện, cũng là người mạnh nhất trong các đệ tử Danh Thiên Viện, nếu hắn ta chết ở đây, đối với Danh Thiên Viện mà nói thì tương đương với tổn thất một cường giả tương lai. Đồng thời Danh Thiên Viện đã mất sạch mặt mũi, ngay cả đệ tử mình tâm đắc nhất cũng không giữ được, sau này còn ai dám đến Danh Thiên Viện bọn họ. Cho nên, dù chảy nhiều máu cũng phải cứu người. Ba đạo linh tinh là vật có giá trị nhất trên người ông ta, cũng chỉ có thứ đồ này mới có thể hấp dẫn cường giả như Cố Lục Đạo và Trần Bát Hoang. Ba đạo linh tinh sao? Có thế, Cố Lục Đạo có chút suy nghĩ, ông ta bày tỏ đồng ý. Bàn khai cũng chỉ là một cường giả cứu quá khứ, mạng của hắn ta theo như Cố Lục Đạo thấy cũng chẳng có ích gì. Thay vì chết một cách vô ích, tốt hơn là đổi lấy một thứ có ích. Linh tinh có thể gặp không thế cầu, huống chi còn là thứ đồ Trần Đức cần. Bát Hoang, con thấy sao, Cổ Lục Đạo nhìn về phía Trần Đức. Có thể, chỉ cần Cổ Lục Đạo không ý kiến, Trần Đức không thành vấn đề. Một cái mạng đổi ba đạo linh tinh, rất đáng giá. Hừ, Trần Không Hành lòng đang rỉ máu, ném ra một chiếc bình nhỏ chế tạo từ ngọc. Cố Lục Đạo nhận lấy bình nhỏ, sau khi cảm nhận được ba đạo linh tinh bên trong, ông ta gật đầu với Trần Đức. Bụp, Trần Đức một cước đá vào bụng bàn khai, hắn ta lăn đến trước người Trần Không Hành, anh chắp hai tay sau lưng, quét qua tất cả mọi người của Danh Thiên Viện, thản nhiên nói. Danh Thiên Viện các người cũng chỉ đến vậy mà thôi, trong thần tôn, tỏi là vô địch, các người phục chưa? Nếu không phục, hoan nghênh các người đến khiêu chiến với tôi bất cứ lúc nào. Trần Bát Hoang tôi bất cứ lúc nào cũng có thế tiếp đãi. Các đệ tử của Danh Thiên Viện im lặng một hồi, lời như vậy nói ra từ miệng Trần Bát Hoang cũng giống như lời Học viện Thánh Phong trước đó, hoàn toàn không cách nào phản bác. Các đệ tử tức đến hộc máu. Nhưng, bọn họ thật sợ. Ngay cả bàn khai cũng không phải đối thủ, bọn. Họ là cái thá gì, trừ phi não uống nước. Ngu đần mới dám tiến lên khiêu chiến Trần Bát Hoang. Chúng ta đi. Sắc mặt Trần Không Hành khó coi như gan heo, lần này đến vốn là đế làm nhục Học viện Thánh Phong, không ngờ tiền mất tật mang. Chẽn chám người Danh Thiên Viện rời đi dưới con mắt của hàng chục triệu võ giả. Trần Bát Hoang, lần sau tao nhất định phải giết mày, bàn khai cắn răng nghiến lợi, sát ý văng khắp nơi. Khi bọn họ rời đi, các đệ tử Học viện Thánh Phong lại một lần nữa bắt đầu gào thét. Ban đầu, có người còn gọi Đại sư Huynh, Trần Bát Hoang, nhưng dần dần toàn bộ biến thành một tên gọi mới tinh. Hoang Thiên Vương. Danh hiệu bá đạo lại thích hợp, hoàn toàn in dấu trên người Trần Đức.
là anh đã cứu vãn mặt mũi và danh dự của học viện Thánh Phong. Cũng là anh đã giúp tất cả đệ tử, trưởng lão, chấp pháp, viện trưởng thở ra một hơi ác khí hung hãn. Thân phận thiên vương xứng đáng không thẹn. Sư huynh, Diêu Mộng Vũ nhảy lên sân đấu võ, đôi mắt rực cháy nhìn Trần Đức, lần đầu tiên cô ta gọi anh là sư huynh. Tâm phục khẩu phục. Ông xã, em yêu anh, Âu Dã Tư Linh nước mắt vui mừng tràn ra khỏi viền mắt, trước mắt hàng triệu người, cô ôm Trần Đức, đòi môi đỏ mọng hạ xuống, chủ động hôn anh. Mùi hương xông vào mũi, hai người đứng giữa võ đài, ôm hòn lẫn nhau, trong mắt Âu Dã Tư Linh tràn đầy tự hào và hẻo thương. Vô số nữ võ giả nhìn thấy cảnh này thì đều cực kỳ hâm mộ. Có thể làm người phụ nữ của Hoang Thiên Vương, chắc hẳn là cực kỳ hạnh phúc ấy chứ. Mặt đẹp của Diêu Mộng Vũ đỏ bừng, môi đỏ mọng trề lên, nhìn thấy hai người trước mất thân. Mật như vậy, trong lòng vừa xấu hổ, lại có một chút thứ gì khác, mùi vị giống như làm đổ cái bình năm vị, thật chua chát. Cổ Lục Đạo để ý thấy cảnh này, ông ta không biết làm sao chỉ cười khàn. Tính cách của Diêu Mộng Vũ, làm sao ông ta không biết chú. Cô nàng kia từ nhỏ đã hô hào phải gả cho một đại anh hùng, một cường giả. Hôm nay người trong lòng của cô ta đã ở trước. Mắt, sợ là cô ta đã rung động từ lâu. Một lúc sau, hai người Trần Đức và Âu Dã Tư Linh mới tách ra, trên mặt cô tươi cười đó hồng hào hiếm có, hiện ra dáng vẻ của cô gái nhỏ, chọc cho người ta thẹn thùng. Khụ, được rồi. Lúc này, Cổ Lục Đạo đứng ra, lấy thần thức lan truyền âm thanh trầm bổng, 7 ngày sau chính là ngày bắt đầu đại thiên bí cảnh, đến lúc đó, phàm là học sinh của học viện Thánh Phong thì đều có thể vào trong, ngoại trừ cảnh giới thần tôn, thần vương cũng có thể đi vào thử may mắn một chút. Đệ tử ngoại viện, nếu có cường giả cũng có thể đến chỗ báo danh đại thiên bí cảnh, trả một vài món bảo vật như ngòi lửa, linh tinh, võ kỹ địa giai cao cấp hoặc chớ lên, thông qua sàng lọc một lần nữa cũng có thể đi vào đại thiên bí cảnh. Chư vị, náo nhiệt hôm nay đến đây kết thúc, chúc các vị chơi vui vẻ trong đất học viện Thánh Phong. Cố Lục Đạo nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Đức, ông ta giao chiếc bình đựng linh tinh cho anh rồi nói, bát hoang, trước khi đại thiên bí cảnh bắt đầu, con lại tới đỉnh cô một chuyến, thầy còn có thứ đồ quan trọng giao cho con. Lời vừa dứt, ông ta liền biến mất ngay tại chỗ. Trần Đức kéo tay Âu Dã Tư Linh cũng rời khỏi sân đấu võ, biến mất trong đám người. Hai ngày kế tiếp, Trần Đức giúp Cỏ tinh tiến thực lực, đồng thời lấy ra một đạo linh tinh cho cô luyện hóa. Thì ẻn phú của Âu Dã Tư Linh cực kỳ kinh khủng, 3 tháng trước là thần tôn 50 giai, mà hôm nay đã đạt đến 58 giai. Còn lại 2 đạo linh tinh, anh chia ra 1 đạo cho Từ Phong, thứ đồ đắt tiền như vậy, Từ Phong vốn muốn từ chối, nhưng Trần Đức quá mức cương quyết, anh ta chỉ đành nhận lấy. Anh Hoang, lần này đại thiên bí cảnh mở lại không có duyên với tôi chuẩn bị bế quan, cố gắng luyện hóa linh tinh, tranh thủ đuổi kịp bước chân của các anh. Được. Trần Đức nói, tôi tin tương lai anh nhất định sẽ không yếu đâu. Từ Phong rời đi, sau khi Trần Đức chỉ điểm Âu Dã Tư Linh một hồi, 3 ngày sau khi sự kiện bàn khai kết thúc, lúc này Trần Đức lại đi đến đỉnh cô gặp Cổ Lục Đạo. Sư Tôn, bát hoang, cuối cùng con đã tới, Cổ Lục Đạo nở nụ cười ấm áp nói, thời gian con bế quan, có người đưa đồ tới, báo thầy nhất định phải tự tay giao cho con. Lời vừa dứt, lòng bàn tay Cổ Lục Đạo lật một cái. Từ trong nhẫn lấy ra một cái két cao 1 mét, rộng nửa mét. Chính là cái két này. Két sắt. Trần Đức nhìn thấy cái két kia, không khỏi hơi ngây ra. Thứ trong tay Cổ Lục Đạo lại là một cái két sắt. Ở giới thế tục, két sắt dùng để cất giữ bảo vật đắt tiền, được mã hóa và rất dày. Sư Tôn, là ai đưa cái két này tới, Trần Đức có. Chút tò mò, anh nhận lấy két sắt, loại két sắt này có tác dụng đề phòng với người bình thường. Nhưng đối với anh mà nói, cái gọi là mật mã cũng chỉ là đồ trưng bày. Không tới nửa giây, két sắt liền bị anh phá thành cái động, trong két là 1 chiếc điện thoại di động và sạc pin dự phòng, ngoài ra còn có 1 tờ giấy viết 2 chữ thu hình. Thành chủ Lục Âm Dương của Thành Thông Thiên đích thân đưa tới, Cổ Lục Đạo bình tĩnh nói, đương nhiên ông ta biết Thành Thông Thiên, việc xây Thành Thông Thiên trên thực tế Cổ Lục Đạo cũng đã từng tham dự. Nếu không, võ giả với cánh giới như Lục Âm Dương, căn bản không thế nào đến học viện Thánh Phong, càng không thế có cơ hội gặp ông ta. Điện thoại di động và sạc dự phòng hoàn toàn là ký hiệu cầu cứu từ giới thế tục. Đa tạ sư tôn. Lúc này Trần Đức cắm sạc dự phòng, bảo, mở điện thoại di động lên,
vào giao diện tín hiệu âm thanh. Bên trong, chỉ có một đoạn thu hình. Bên trong video có 7 lão giả mặc Âu phục, tinh thần phấn chấn, chia ra ngồi trên ghế sofa. Trần Đức biết 7 người này. Ban đầu, khi anh còn là quân nhân, các lão giả này đã từng là lãnh đạo của anh. Ngoài ra, sau lưng 7 người còn có bóng dáng khác, những bóng dáng ấy anh cũng rất quen thuộc. Gia chủ của 36 tộc địa sát. Người ngồi chính giữ chính là Nhan Lão, Nhan Huy, Bát Hoang. Khi cậu nhìn thấy đoạn video này thì có lẽ ít nhất đã là nửa tháng sau, hôm nay theo lịch Hoa Hạ đã là 15 tháng 10, vốn dĩ chúng tôi không muốn tìm cậu, nhưng chuyện ngày hôm nay không thể không kinh động đến cậu, chúng tôi quả thật không có cách nào giải quyết. Nhan Lão giọng điệu nặng nề, từ khi cậu rời khỏi Hoa Hạ đến Côn Luân Hư, chúng tôi luôn quan tâm đến tất cả về cậu, nhưng vào nửa tháng trước, chúng tôi hoàn toàn không ngờ đã xảy ra chuyện. Nhà của Tống Ngữ Yên đột nhiên xuất hiện một đám người đã cưỡng ép đưa Tử Hàm, Ngữ Yên, Diệp Khánh Ngôn, Lâm Giao đi, người của 36 tộc bảo vệ họ đều lần lượt chết thảm. Sau khi biết được chuyện này, chúng tôi lập tức mở một cuộc điều tra, cuối cùng ra được đám người đó đến từ quốc đảo Hải Ngoại, quốc đảo giống với Hoa Hạ có Côn Luân Hư, quốc đảo có Tang Vũ Sơn, người ra tay chính là bảo vệ của Tang Võ Sơn, cung Bổn Võ Tàng. Trần Đức lẳng lặng xem video. Khi video phát ra, sắc mặt anh chờ nẻn cực kỳ khó coi. Sau khi 4 người Tống Ngữ Yên, Tử Hàm, Diệp Khánh Ngôn bị cưỡng ép đưa đi, 36 tộc địa sát, học viện vô song, thậm chí ngay cả Liêu Tông Nguyên cũng đích thân đi quốc đảo. Nhưng, dù là ông ta cũng vẫn không địch lại, người bị thương nặng. Đối phương chỉ mặt gọi tên, trừ phi thấy Trần Đức Trần Bát Hoàng Anh, nếu không tuyệt đối sẽ không thả người. Hơn nữa, cung Bổn Võ Tàng cho ra hạn thời gian. Ngày 30 tháng 11. Nếu 30 tháng 11 Trần Đức không xuất hiện, ông ta sẽ ra tay với 3 người. Không còn cách nào khác, Liễu Tông Nguyên không thể không đi thành Thông Thiên, tìm được thành chủ Lục Âm Dương, nhờ ông ta mang đoạn video này đến Vạn Tiêu Giới. Đầu đuôi câu chuyện đại khái là như vậy, cuối cùng Nhan Huy nói, cảnh giới của người đó ở quốc đảo, Liễu Tông Nguyên nói chắc. Chắc là địa tiên cửu trọng, Bát Hoang. Chuyện này e rằng chỉ có cậu mới có thể giải quyết. Nhưng cậu yên tâm, có chúng tôi đứng song song, dây dưa đến hẳn, tạm thời hắn không dám ra tay với Ngữ Yên bọn họ đâu. Nếu hắn dám ra tay, chúng tôi đã bàn bạc rồi, chúng tôi sẽ khiến cả quốc đảo bị chôn vùi theo. Nhớng, Bát Hoang, sau khi nhìn thay doan video này, Cao Nhi đi dây NS phai mau sông Tia Si Lai, cùng Bon Vi Tang là Mốt Tèn Điền. Rêu tòi ai âu lăng nhát lùi xì nay là thôi hàn hà đi ra ra ma đen xe không bét chép tét ca đỡ ghi ớt nghi roi, tòi ai âu lăng xe gian đen chi ẩn tranh mang tam quy mu đen toa đờ giai kri. Video kết thuy si. Sắc mặt Trần Đức trở nên cực kỳ khó coi, người của quốc đáo thật to gan, dám động đến người phụ nữ và em gái của Trần Bát Hoang. Chạm vào vảy rồng thì phái chết. Điểm yếu của Trần Đức chính là Tử Hàm. Dù anh chết cũng quyết không thế đế cho Tử Hàm xảy ra chuyện. Dám động vào Tử Hàm thì phải trả giá thật lớn. Thời gian hiển thị trên điện thoại di động đã là ngày 24 tháng 11. Nói cách khác, thời gian đại khái còn có 6 ngày, nếu như Trần Đức không xuất hiện, cung Bổn Võ Tàng sẽ ra tay. Bát Hoang, 7 ngày sau chính là ngày mở đại thiên bí cảnh, thời điểm này con không thích hợp rời đi đâu. Một bên, cổ lục đạo chú ý tới sắc mặt thay đổi của Trần Đức. Ông ta vội vàng nhắc nhở, bên địa cầu con để một viện trưởng đi giải quyết đi. Không, sư tôn, chuyện này con phải đích thân đi, trong giọng nói của Trần Đức tràn đầy tức giận. Cung Bổn Võ Tàng. Anh và quốc đáo với cung Bổn Võ Tàng không có ân oán cá nhân gì với nhau, tại sao lại cứ muốn chọc vào anh? Nhưng, Bát Hoang, đại thiên bí cảnh ba nảm mở một lần, dù là thầy cũng không thể can thiệp được, nếu con bỏ lỡ thì lại phải chờ 3 năm sau. Hơn nữa với cảnh giới bây giờ của con, đến địa cầu sẽ bị đại đạo thiên địa áp chế quy luật, cố lục đạo vẫn khuyên can, con nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Đại thiên bí cảnh 3 năm mới có thể mở một lần, cũng không phải nói bọn họ chỉ có 3 năm mở một lần đại thiên bí cảnh. Mà mỗi một lần mở đại nguyên bí cảnh, nguyên khí trong bí cảnh sẽ chảy mất một lượng lớn, hoặc là được các võ giả hấp thụ. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lại phải chờ 3 năm nữa mới có thể tích lũy thời cơ mở cửa. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ của Trần Đức, cố lục đạo cũng biết qua địa cầu, nơi đó quá yếu.
võ gì ả dưới cảnh giới thần vương đến địa cầu sẽ lập tức bị áp chế xuống địa tiên cửu trọng. Lúc này đến địa cầu sẽ rất bất lợi với Trần Đức. Sư tôn, con biết ý tốt của thầy, lời thầy nói con cũng rất rõ, nhưng có một số việc có thể bảo người khác thay thế, nhưng có một số việc phải đích thân làm. Trần Đức nói, sư tôn, bất luận thầy có đồng ý hay không, con cũng sẽ đến địa cầu ngay lập tức. Đại trưởng phu biết việc nào nên làm, việc nào không quan trọng, tấn thăng thần vương đương nhiên không vội vàng gấp rút, đối với anh mà nói Tử Hàm, Tống Ngữ Vẻn, Diệp Khánh Ngôn, Lâm Giao so với tấn thăng thần vương còn quan trọng hơn gấp 10 lần. Tại sao anh tu võ? Theo đuổi thực lực càng hùng mạnh là một mặt, mặt khác cũng là để bảo vệ tất cả những gì mình trân quý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.